Chương 295, văn phòng thân tình. Sau khi người của nhà máy quay về, mọi người ngồi lại phòng họp. Hôm nay tôi đến Lâm Tuyền thuận tiện muốn nói với mọi người mấy câu. Tôi biết là các vị có thể cho rằng chuyện đồng chí Diệp Phàm được thăng chức lên làm chủ tịch thị trấn có phải vì sau lưng có chỗ dựa lớn nào không. Tôi xin nói thật với mọi người, lần này chủ tịch Diệp có thể ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch thị trấn chính là do bí thư thị ủy Dương tự mình chỉ điểm. Cậu ấy có năng lực ngồi lên vị trí này, vì cậu ấy đã làm được những chuyện kinh thiên động địa. Mọi người có thể không biết, tối qua nhà máy giấy Ngư Dương đã nghênh đón 3 vị khách quý đến từ Thủy Châu, chuẩn bị bơm 3.500 vạn cho nhà máy giấy, đổi mới toàn diện nhà máy giấy. 3 vị khách quý này chính là chủ tịch Diệp độc lập đi mời tới, người ta nói chủ tịch thị trấn Diệp có quyết đoán, có năng lực, thành tâm. Đây chính là một phương diện để Diệp Phàm có thể ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch thị trấn. Còn có một phương diện là cậu ấy đã làm ra bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền. Nói đơn giản chính là khai thông 5 thị trấn xung quanh Lâm Tuyền chúng ta, chuyện này cũng cần có nguồn tài chính rất lớn. Đừng nói là Diệp Phàm, ngay cả bí thư huyện ủy như tôi cũng cảm thấy không có khả năng, mọi người biết kế hoạch này cần bao nhiêu tiền không? Hơn 2.000 vạn. Ai ngồi ở đây dám đứng lên nói là có thể kiếm được 2.000 vạn tài chính đầu tư vào sửa đường, tôi lập tức thăng chức cho người ấy lên làm chủ tịch thị trấn hoặc cục trưởng. Chủ tịch thị trấn Diệp đã làm được chuyện này, không những kiếm được khoản tiền lớn 3.500 vạn về cho nhà máy, hơn nữa còn kiếm được hơn 2.000 vạn tiền quyên góp cho đại quy hoạch Lâm Tuyền. Mọi người hãy nhớ, là quyên góp chứ không phải là đầu tư, có nghĩa là không cần bất cứ hồi báo nào, cho nên... Tôi hy vọng sau này tất cả nhân viên công tác của Lâm Tuyền chúng ta, hãy bớt chút sức lực, cùng nhau trợ lực cho bí thư Mâu Dũng và chủ tịch thị trấn Diệp làm tốt công việc của Lâm Tuyền chúng ta, tương lai của Lâm Tuyền phụ thuộc vào chính các đồng chí. Đương nhiên, trọng trách trên người chủ tịch thị trấn Diệp vẫn rất nặng. Rất nặng, bí thư thị ủy Dương kỳ vọng rất cao đối với cậu ấy. Cho nên nhiệm vụ mà cậu ấy phải gánh vác cũng đặc biệt nặng. Yêu cầu cậu ấy trong 2 năm phải đem thu nhập kinh tế của Lâm Tuyền chiếm hơn 3 phần kinh tế của huyện Ngư Dương chúng ta. Đây không phải trò đùa, Ngư Dương chúng ta có gần 20 thôn xã, thị trấn Thành Quan và thị trấn Du Tiễn và các thị trấn mới phát triển như Nam Khê, Vũ Khê, đều đang phát lực. Tổng lượng kinh tế của thị trấn Lâm Tuyền phải đạt được 3 phần của toàn huyện, chuyện đó cần phải có dũng khí kinh thiên. Đây chính là lòng can đảm và sự hiểu biết của chủ tịch thị trấn Diệp. Trong các anh nếu có người nào gan dạ sáng suốt như vậy, Lý Hồng Dương tôi không nói hai lời. Nếu người đó muốn đi làm chủ tịch thị trấn nào, tôi lập tức sẽ gật đầu, cho nên, tôi hy vọng có thể nhìn thấy một thị trấn Lâm Tuyền đoàn kết, không hy vọng có người giở trò sau lưng, gây rối. Lý Hồng Dương nói xong những lời này thật sự đã chấn động đến tất cả công nhân viên chức đang ngồi ở đây, mọi người đều âm thầm so sánh, kết quả cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Đầu tiên số tiền đầu tư và quyên góp nửa tỷ khẳng định là không thể kiếm được. Tổng lượng kinh tế trong 2 năm phải chiếm 3 phần toàn huyện, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên thoáng cái không có ai dám nói ra lời nào, toàn bộ đều bội phục, thật sự là tâm phục khẩu phục. Ngay cả vẻ chua chua của Lưu Trì cũng bị đánh tan không ít, chỉ còn lại sự chấn động mà thôi. Giám đốc Triệu, cậu có thể kiếm được nửa tỷ không? Ha ha! Trạm trưởng trạm xí nghiệp thị trấn Nguyễn Thanh Minh dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào giám đốc sở Triệu Thiết Hải đang đứng bên cạnh cười nói. Nửa tỷ cái đầu, ông kêu bố mày đi ăn cướp cũng khó lòng cướp được, trừ phi bảo vệ ngân hàng chết sạch, đợi bố mày đến chuyển tiền đi còn có hy vọng. Chủ tịch Diệp thật không đơn giản. Triệu Thiết Hải tức giận hừ nói, luôn miệng khen Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy vô cùng tự mãn vì quyết định sáng suốt ban đầu là tìm nơi nương tựa vào Diệp Phàm. Ha ha, lão Triệu mình mặc dù nói là một người thô kệch nhưng lần này cuối cùng cũng dựa vào đúng người rồi. Lại có thể nói là đơn giản, căn bản chẳng khác nào một vị thần. Có lẽ ngay cả bí thư Lý cũng không kiếm được số tiền nhiều như vậy. Anh nói xem, bao nhiêu năm qua có mấy vị chủ tịch thị trấn có khí phách như vậy. Lúc nhậm chức thì huênh hoang cuồng ngôn hứa hẹn sẽ đảm bảo tiền lương, ngoài ra còn phát tiền thưởng phúc lợi cuối năm gần bằng tiền lương một tháng. May mà chủ tịch Diệp lên chức rồi, nếu không đoán chừng cuối năm nay lại phải uống gió Tây Bắc, ngoài ra còn kèm thêm gió Đông Nam rồi. Chủ nhiệm ban dân chính Chu Do Dân khen ngợi tận đáy lòng. Đúng vậy, anh xem những công nhân của nhà máy giấy, tất cả đều vô cùng vui mừng. Chủ tịch Diệp vừa nhậm chức thì đã đập xuống gần 100 vạn,
đây không phải là con số nhỏ. Chủ nhiệm nhà khách Trần Chân Minh vui tươi hớn hở ở bên cạnh sôi nổi góp lời, trong lòng cũng bội phục không thôi. Sau khi họp xong, Lý Hồng Dương một mình gặp Diệp Phàm. Tiểu Diệp, cậu vừa mở miệng đã tiêu hết gần 100 vạn, số tiền này mọi người đều chú ý rất kỹ, cậu phải chú ý một chút. Lý Hồng Dương quan tâm hỏi, khẽ cau mày, hiển nhiên hơi bất mãn đối với quyết định bồng bột của Diệp Phàm, tuy nhiên hành động dũng cảm mua chuộc lòng người này của Diệp Phàm cũng khiến y cảm thấy ngạc nhiên. Bí thư Lý, chú cứ yên tâm, tôi sẽ không động đến khoản tiền dùng để sửa đường đâu. Diệp Phàm mỉm cười biểu lộ thái độ. Không sử dụng. Diệp Phàm thật sự khiến cho y có chút mơ hồ, suy nghĩ một lát vung tay lên nói. Không sử dụng càng tốt, tôi cũng không hỏi nữa, bản thân cậu tự chú ý là được. Tiểu Diệp, công việc tiếp theo chính là nhanh chóng kết thúc sắp xếp nhân sự, nhưng hoàn thành trước cuối năm e là không kịp. Nhiệm vụ lớn nhất trước mắt chính là chuyển nhà máy đi trước, xây dựng lại nhà xưởng, sửa lại nền móng, có lẽ 200 vạn mà tập đoàn giấy Thái Hưng bỏ ra cũng không đủ. Cục tài chính huyện không phải rút ra 200 vạn sao? Tôi nghĩ có số tiền vật tư 400 vạn đó có lẽ có thể xử lý được công trình giai đoạn đầu của Quỷ Anh Than. Trong lòng Diệp Phàm tối sầm lại, có lẽ 200 vạn của huyện có chút vấn đề rồi. Ha ha ha! 200 vạn đó của huyện có lẽ không cách nào lấy ngay được, nhanh nhất cũng phải sau 2 tháng. Bên cục tài chính không có tiền, 200 vạn cũng không phải con số nhỏ. Lý Hồng Dương cũng rất bất đắc dĩ, những nơi cần dùng tiền vào cuối năm quá nhiều, dù sao cũng phải cấp cứu trước. Như vậy sao được, hai vị huyện thái gia đã hứa trước mặt bí thư thị ủy Dương, không có 200 vạn đó, kêu tôi tới chỗ nào tìm món tiền lớn như vậy để bù vào chứ. Diệp Phàm thật sự có hơi nóng nảy hét lên. Ha ha, Tiểu Diệp, nửa tỷ cậu cũng có thể kiếm được, 200 vạn đó không phải chỉ là chuyện nhỏ sao, huyện ủy tin cậu có thể làm được. Chủ tịch huyện Trương nói, 2 tháng sau trả, 200 vạn đó cậu tự nghĩ cách đi, bổ sung thêm người công tác tiên tiến cả nước của cậu là được. Lý Hồng Dương khẽ mỉm cười, dáng vẻ như ấn định cho Diệp Phàm. Bí thư Lý, bây giờ chú có đưa cho tôi. Người tiên tiến địa cầu, tôi cũng không có cách nào kiếm ra 200 vạn. Diệp Phàm thật sự bực tức rồi, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Thái gia ở huyện này toàn là đồ đàn bà, tên nào cũng quỷ quái, hứa hẹn trước mặt bí thư thị ủy mà cũng nuốt lời. Chủ tịch, bí thư huyện còn như vậy, nói gì đến những kẻ quan lại cấp dưới. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Lúc nói thì lời lẽ hùng hồn đầy lý lẽ đường đường chính chính. Đến lúc giải quyết thì lại quảng quang gánh, phê bình cấp dưới là nói năng hùng hồn, khi đến lượt mình thì toàn cười ha hả bỏ qua. Đây không phải ép mình phải tham ô vào khoản tiền sửa đường sao? Ngoài miệng lãnh đạo thì vẫn dặn dò ngàn vạn lần không được đụng đến số tiền sửa đường, các người xuống tay độc ác như vậy, có thể không động vào được sao? Lúc xảy ra chuyện thì trốn tránh trách nhiệm, nói là ban đầu đã dặn dò rồi. Ép buộc, tất cả đều ép mình. Diệp Phàm vừa nghĩ đến những chuyện này đột nhiên trong lòng giật mình, cuối cùng cũng hiểu rõ. Đoán chừng là những đại lão trong huyện vừa nghe nói tiền đầu tư sửa đường có đến 2.000 vạn, hơn nữa có hơn 1.000 vạn đã đến tay rồi, có lẽ đang ghen tị đến đỏ mắt. Nghĩ đến những điều này, Diệp Phàm không khỏi sờ sờ miệng túi, sợ ví tiền trong túi mình bị người ta cướp đi. Tiểu Diệp, là một đảng viên cộng sản, phải học cách bước qua khó khăn. Chúng tôi chỉ kéo dài 2 tháng rồi sẽ đưa cho cậu. Đừng nói nữa, tôi phải quay về huyện, cậu phải coi trọng làm tốt quan hệ với Mâu Dũng, đừng có việc gì cũng dành trước, dù sao Mâu Dũng cũng là nhân vật số 1 của Lâm Tuyền, phải biết cách tôn trọng phối hợp với nhau. Lý Hồng Dương sau khi quăng lại mấy câu tình ý sâu xa vội vàng ăn xong bữa cơm rồi đi. Lãnh đạo vừa đi, toàn bộ nhà máy giấy Lâm Tuyền giống như nồi nước sôi, tất cả đều nghị luận về đại biến động nhân sự hôm nay. 7 đảng ủy viên trọng yếu của Lâm Tuyền lại thay đổi diện mạo. Bí thư thư đảng ủy thị trấn, Mâu Dũng, chủ tịch tỉnh, phó bí thư đảng ủy thị trấn, Diệp Phàm, phó bí thư chuyên trách đảng ủy thị trấn, Tạ Đoan, phó bí thư chuyên trách thứ hai, đảng ủy viên thị trấn, Hạ Gia Trinh, phó chủ tịch thị trấn phụ trách nông nghiệp, đảng ủy viên thị trấn, Hoàng Hải Bằng, phó chủ tịch thị trấn, đảng ủy viên thị trấn, Khúc Anh Hà, phó chủ tịch thị trấn quản lý công nghiệp, đảng ủy viên thị trấn, Thiết Minh Hạ. Chủ tịch thị trấn Diệp, ngài xem phòng làm việc nên sửa chữa lại như thế nào. Vương Nguyên Thành cười híp mắt, khẽ khom người xuống nói. Không cần sửa chữa lại,
dùng phòng cũ là rất tốt rồi, chỉ cần đổi tấm biển ngoài cửa là được. Diệp Phàm nói, hiện tại lửa cháy đến mông rồi làm gì còn tâm tình mà đi sửa sang lại phòng làm việc. Phòng làm việc ban đầu của Bí Thư Mâu thì cho ai? Vương Nguyên Thành có chút không biết quyết định thế nào. Cho ai, anh muốn cho ai thì cho. Diệp Phàm thuận miệng nói. Không nói nữa, Vương Nguyên Thành đã hiểu rồi, trong lòng Vương Nguyên Thành giống như uống mật đi ra ngoài. Y hiểu rõ đây là Diệp Phàm dành ân tình cho mình. Phòng làm việc ban đầu của Mâu Dũng xác định phải phân cho phó bí thư mới tới, cũng chính là Tạ Đoan, con trai của Tạ Cường vì y là nhân vật cấp thực quyền xếp thứ 3 trong đảng ủy, quản lý công tác nhân sự. Không lâu sau phó chủ nhiệm phòng đảng chính nhăn nhó tiến vào phòng làm việc của Diệp Phàm, Phương Nghê muội hôm nay sau khi ăn cơm xong quay về trang điểm đặc biệt xinh đẹp. Trên người mặc chiếc váy quai đeo màu vàng nhạt, lộ ra vẻ thanh xuân tươi đẹp, trước ngực dưới thắt lưng buộc chặt là đôi bồng đảo vô cùng bắt mắt, ưỡn thẳng lên như muốn trêu ngươi. Nghê muội, gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ, Vương Nguyên Thành không hành hạ em chứ? Diệp Phàm tươi cười hỏi han. Không có. Chủ nhiệm Vương rất tốt với em, rất quan tâm đến em. Phương Nghê muội cúi đầu, bị đôi mắt háo sắc không chút che giấu của Diệp Phàm nhìn chằm chằm. Nghê muội, tới đây, ngồi lên đùi anh đi. Diệp Phàm vỗ vỗ lên bắp đùi của mình nói. Không, không được, cửa không khóa. Thân hình Phương Nghê muội khẽ run rẩy, giống như ăn trộm quay đầu nhìn cánh cửa, vì cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Vậy ý tứ của em là phải khóa cửa mới được đúng không? Ha ha ha. Tính háo sắc của Diệp Phàm lại nổi lên, đứng lên đi mấy bước nhẹ nhàng khóa cửa lại, liếc nhìn Phương Nghê muội cười nói. Thế này được rồi chứ? Hắn thầm nghĩ, nghe nói hiện giờ có một số tổng giám đốc công ty thích say đắm ở phòng làm việc, ông mày cũng thử xem, nghe nói đặc biệt kích thích. Đừng. Phương Nghê muội khẽ kêu lên một tiếng đã bị Diệp Phàm kéo vào trong lòng, tiện tay thò vào trong chiếc áo lông. Phương Nghê muội vừa thấy liền kinh hãi. Dãy dụa muốn thoát ra, mắt cứ nhìn ra cửa, Diệp Phàm lại càng hăng tiết, vốn nghĩ chỉ định dọa một chút nhưng giờ thì định làm thật. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Phương Nghê muội đặt lên bàn, cái miệng dần ghé sát tới. Đừng mà! Phương Nghê muội sợ đến tái mặt, nhẹ giọng kêu một tiếng rồi đưa tay đặt lên miệng để ngăn lại. Diệp Phàm cười hắc hắc. Vậy thì anh dùng mu bàn tay vậy. Hắc hắc! Diệp Phàm quỷ dị cười. Trực giác của Phương Nghê muội cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bên dưới chợt lạnh, tựa hồ có một con cá trượt vào giải đất thần bí bên dưới. A! À, Phương Nghê muội kêu lên thất thanh, tuy nhiên toàn bộ giải đất thần bí đã bị bàn tay lạnh như băng của anh chưa đặt úp lên. Thân thể Phương Nghê muội thoáng cái mềm nhũn như rắn, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, may mà lúc này vẫn còn một tầng vải lót. Phía đông không sáng thì phía tây phát sáng biết không Nghê muội. Hắc hắc, anh chưa cười đắc ý, đang muốn dán người lên để hưởng thụ tư vị biến bàn thành giường. Lúc này ngoài cửa phòng làm việc đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ. Diệp Phàm, có người tới. Phương Nghê muội bị dọa đến đứng thẳng lên. Có người thì sợ gì, lão tử sẽ biểu diễn cho bọn ấy nhìn. Diệp Phàm cười khẽ, thoáng cái đã đè lên, tiếng gõ nhẹ càng làm hắn kích thích, mấy giây sau mới buông tha Phương Nghê muội. Cô vội vàng sửa sang lại quần áo rồi đi ra mở cửa. Người vào cửa là phó chủ tịch thị trấn Hạ Giai Trinh. Phụ nữ đều tương đối nhạy cảm, tuy nói Diệp Phàm biểu hiện gần như bình thường nhưng Hạ Giai Trinh từ khuôn mặt đỏ ửng của Phương Nghê muội đã cảm thấy cái gì đó khác thường. Bí thư Hạ tới, chủ tịch Diệp, tôi đi trước. Phương Nghê muội đứng như trời trồng, sau đó vội vàng bước ra ngoài, trong đôi mắt hiện lên chút hoài nghi của Hạ Giai Trinh. Bí thư Hạ, có chuyện gì không, mời ngồi. Diệp Phàm khách khí mời Hạ Giai Trinh ngồi xuống. Không, không có gì. Khuôn mặt Hạ Giai Trinh bỗng nhiên khẽ đỏ ửng, cũng không biết đang nghĩ cái gì, có lẽ là nhớ lại tình cảnh mặt kề mặt khiêu vũ trong phòng ca múa Hồng San Hô với Diệp Phàm đêm hôm đó, vì thế ngồi xuống, tuy nhiên hai bắp đùi khép chặt, tựa hồ đề phòng anh chứ. Không có gì là sao? Diệp Phàm cũng mơ hồ cảm thấy Hạ Giai Trinh hơi lạ, hỏi gặng. Hạ Giai Trinh hồi phục tinh thần vội vàng nói. Chủ tịch Diệp, Phó Tổng Phạm đã gọi điện nói là Tập đoàn Điện lực thành phố Mạc Hương đã đồng ý quyên tiền sửa đường với số tiền là 400 vạn. Chắc là Phó Tổng Phạm đã bỏ sức rất lớn. Hạ Giai Trinh rất cao hứng, tiền càng nhiều thì bản đại quy hoạch của Lâm Tuyền càng có thể thực hiện.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà từ hôm kề mặt nhảy với Diệp Phàm, trong lòng cô luôn có hình bóng của hắn, luôn thấy nụ cười tà quái của hắn. Chương 296, thu được về tính sổ. Mình làm sao vậy, lại nghĩ tới một cậu nhóc. Hạ Giai Trinh thầm trách. Điều kỳ quái là càng muốn gạt đi thì ý nghĩ về Diệp Phàm lại càng hiện rõ, làm Hạ Giai Trinh thậm chí nghi ngờ mình bị tẩu hỏa nhập ma. Suất 400 vạn là tốt, xem ra bản đại quy hoạch của mình lại tiến thêm một bước rồi. Diệp Phàm mừng thầm, hỏi tiếp. Còn chuyện khu nhà ở của trạm phát điện tại xã Khanh Hương thì thế nào? Ai, chuyện này chắc bên trong có ẩn tình, Phó Tổng Phạm ấp a ấp úng, biểu hiện hết sức khó khăn, chắc không hy vọng gì rồi. Nói là sau khi ủy ban xã Khanh Hương chuyển đi thì nơi đó trở nên vắng vẻ, công nhân viên chức không ai muốn vào. Lúc ấy tôi hỏi y tình huống thế nào thì y không trả lời. Chuyện này chắc có gì đó khó nói, không biết trong tập đoàn bọn họ có người phản đối hay không. Hạ Giai Trinh thở dài. Không có mấy trăm vạn này thì tài chính của thị trấn Lâm Tuyền chắc sẽ phiền toái. Cô có dò ra tin tức gì không vậy? Diệp Phàm chấn động. Ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm vào Hạ Giai Trinh. Lúc trước hắn chưa ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn có lẽ còn chưa lo lắng, nếu không có tiền tự mâu dũng sẽ phải đi tìm. Hiện giờ đã ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn này, nếu không có tiền thì mọi việc sẽ trút lên đầu hắn. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy chiếc ghế chủ tịch thị trấn không phải dễ ngồi như vậy, ngồi vào sẽ phải chịu cực khổ ra sao, trọng trách trên vai cũng nặng. Tôi nghe được một số tin tức, cũng không biết có phải nguyên nhân này không. Hạ Giai Trinh ấp úng, hình như khó mở miệng. Chuyện này có quan hệ với tôi. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh bật thốt lên. Ừ, nghe nói là thế. Hạ Giai Trinh ngượng nghịu cười, vội vã cúi đầu tìm cách lựa lời. Nói nghe một chút. Diệp Phàm nghĩ ngược lại cười nhạt, thầm nghĩ, hừ. Có phiền toái sẽ phải giải quyết, mình không tin sẽ không biết được điểm mấu chốt. Chủ tịch thị trấn Diệp có phải anh đắc tội với cục trưởng Vương Thiên Lượng? Hạ Giai Trinh hỏi. Ừ, vào thời gian trước cháu y là Vương Tiểu Ba ở Thủy Vân cư cưỡng bức bà chủ ở đó hầu rượu, còn muốn người ta hầu hạ qua đêm. Tôi tức giận nên ra tay, vì thế kết thành thù hận. Sau đó tiểu tử kia thông đồng với Phó Cục trưởng Cổ Thu Hoa dùng tư hình với tôi nên bây giờ còn đang nằm viện, chắc sau khi ra viện sẽ vào nhà tù. Hôm trước Cục trưởng Vương Thiên Lượng có đánh cuộc với tôi ở cuộc họp thường vụ. Sau đó nghe nói là giận ngất tại chỗ, bệnh tim tái phát. Mối thù này lại càng lớn rồi, ha ha. Diệp Phàm nhíu mày cười khổ. Khốn kiếp. Hạ Giai Trinh đột nhiên mắng ra miệng, thấy Diệp Phàm có vẻ ngạc nhiên thì vội vàng giải thích. Chủ tịch Diệp, tôi không mắng anh. Là Vương Tiểu Ba, quả thực là không bằng súc sinh. Ừ, đích xác là đồ súc vật. Diệp Phàm gật đầu. Cục trưởng Vương Thiên Lượng có một em trai tên là Vương Á Chiết, hiện giờ là Phó Cục trưởng Cục Điện lực thành phố. Hạ Giai Trinh nói ra một cái tên làm Diệp Phàm cuối cùng hiểu rõ, hừ nói. Vốn là nghĩ thu được về tính sổ rồi chứ. Cũng không hẳn là ở phương diện này, Vương Á Chiết dĩ nhiên là ra mặt cho Cục trưởng Vương Thiên Lượng và Vương Tiểu Ba. Chuyện này là do Phó Tổng Phạm nói đến khu nhà ở của trạm điện tại xã Khanh Hương. Đã được Tổng Giám đốc Trần Quang Thu của Tập đoàn Điện lực Mặc Hương gật đầu. Bởi vì mảnh đất này thật ra cũng tốt, nếu xây ở địa bàn ủy ban nhân dân xã thì có thể tiết kiệm được trăm vạn, quan trọng là vị trí tốt. Tập đoàn Điện lực cũng không thiếu tiền, đúng ra là giàu đến chảy mỡ. Bởi vì Tập đoàn Điện lực thành phố Mặc Hương trực thuộc Cục Điện lực thành phố nên phải báo cáo lên. Để xét duyệt, ai ngờ vừa cầm đi đã bị Phó Cục trưởng phụ trách xây dựng cơ bản Vương Á Chiết bác bỏ. Nói là xã Khanh Hương đã sáp nhập, còn xây khu nhà ở đó làm gì? Còn nói là đại biểu cho toàn thể công nhân viên chức của trạm điện, lý do nghe rất đường hoàng. Sau lại có người đề nghị nói nếu không xây ở xã Khanh Hương vậy cũng nên xây ở thị trấn Lâm Tuyền, xây ở chỗ khác quá xa xôi. Thị trấn Lâm Tuyền sau khi sáp nhập thì về phương diện giao thông sẽ thuận tiện, tuy nhiên vẫn bị Vương Á Chiết bác bỏ, nói là tốt nhất xây ở vùng sát huyện thành Ngư Dương. Cán bộ công nhân viên của trạm điện sẽ được hưởng thụ cuộc sống huyện thành. Hạ Giai Trinh ra vẻ tức giận nói. Xây ở vùng sát huyện thành Ngư Dương rõ ràng là không thích hợp. Ở xa như vậy, việc đi lại của cán bộ công nhân viên trạm điện sẽ rất khó khăn, cũng không dễ dàng chăm sóc người nhà. Thật ra thì xã Khanh Hương xã còn có nhân viên ủy ban đóng ở đó, trường học bệnh viện, các phương tiện khác cũng còn nguyên. Chuyện này thế mà y cũng nói ra được,
nói trắng ra là muốn gạt tên Lâm Tuyền của chúng ta. Vương Á Chiết chỉ là một phó cục trưởng, cán bộ cấp phó phòng. Lão Tổng Trần Quang Thu nghe nói chẳng những là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điện lực thành phố Mạc Hương mà còn kiêm chức Phó Cục trưởng Cục Điện lực thành phố. Theo lý mà nói thì quyền lực còn lớn hơn cả Cục trưởng Vương Thiên Lượng rất nhiều, tại sao lại không tranh giành, chuyện này cũng không rõ ràng. Chuyện này có khúc mắc, nghe nói Cục trưởng Cục Điện lực Lô Đạo Thành chuẩn bị thăng lên làm Phó Chủ tịch thành phố hoặc là đến Cục Điện lực tỉnh làm Phó Cục trưởng. Nếu y rời đi thì vị trí Cục trưởng có mấy người đang nhìn vào. Chỉ riêng trong Cục Điện lực thành phố Mạc Hương đã có tới 4 phó cục trưởng. Ngoài thành phố cũng không kể đến, trước mắt người hy vọng nhất là thường vụ phó cục trưởng Cục Điện lực Lý Minh Toàn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực thành phố Mạc Hương Trần Quang Thu. Hai người này gần đây vận động vô cùng lợi hại. Còn nhân vật số 3 của Cục Điện lực là phó cục trưởng Vương Á Chiết gần như không có hy vọng với vị trí này. Mục tiêu của y chính là cái ghế Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điện lực thành phố Mạc Hương. Đó cũng là mục tiêu của Phó Tổng Phạm. Cho nên Vương Á Chiết cùng Phó Tổng Phạm biến thành một đôi oan gia đối đầu, Phó Tổng Phạm nói lên chuyện sửa đường kia suýt nữa thì thành một điểm yếu để đối phương nắm thóp. May là Phó Tổng Phạm cuối cùng cứng rắn, buộc Lão Tổng Trần Quang Thu lấy ra 400 vạn sửa đường. Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân, dù sao trạm phát điện cũng xây ở trong Ngư Dương, chúng ta coi như là địa chủ rồi. Bọn họ muốn qua đây thì cũng phải nạp tiền lộ phí đi. Tuy nhiên Phó Tổng Phạm gần đây đúng thật là khó sửa, 400 vạn kia đã là quyền lợi lớn nhất của y rồi. Y nói thật xin lỗi anh, 400 vạn coi như bồi thường. Ai? Hạ Giai Trinh thở dài nói, quan hệ trong quan trường quá mức phức tạp, có khi muốn nói rõ mà không được, có lúc muốn giải thích lại càng loạn hơn. Phó Tổng Phạm cũng không dễ dàng gì, bí thư Hạ thử đoán xem Vương Á Chiết và Trần Quang Thu có giao dịch gì hay không không. Hay đã đạt thành hiệp nghị gì, nếu không chuyện này đã thông. Trần Quang Thu là Phó Cục trưởng Cục Điện lực kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực, thực lực chắc chắn mạnh hơn Vương Á Chiết. Vì sao khu nhà ở của trạm phát điện lại không thông qua, chỉ bằng thân phận Tổng Giám đốc của y cũng có thể cưỡng ép thông qua. Tập đoàn Điện lực tuy nói trực thuộc Cục Điện lực nhưng quyền lợi của một Tổng Giám đốc thì một Phó Cục trưởng có thể so sánh. Diệp Phàm đưa ra nghi vấn. Ừ. Tôi cũng cho rằng bọn họ đã làm chuyện gì giao dịch sau lưng. Trần Quang Thu muốn lên vị trí cục trưởng cục điện lực, nếu có Vương Á Chiết ủng hộ thì chắc chắn sẽ tăng thêm cơ hội rất lớn. Bởi vì anh trai Vương Thiên Lượng của Vương Á Chiết là cục trưởng cục tài chính thành phố. Nếu y ra mặt ủng hộ cho Trần Quang Thu thì khả năng của Trần Quang Thu tăng lên rất nhiều. Dù sao cục tài chính là quan trọng hàng đầu trong các cục của thành phố. Cục trưởng Vương Thiên Lượng có thể ngồi lên vị trí này chứng tỏ có quan hệ rất tốt với bí thư thị ủy Dương. Nếu không chuyện này làm sao rắc rối như vậy? Hạ Giai Trinh cũng hơi nghi ngờ, dĩ nhiên đó đều là phán đoán. Nếu thật như vậy thì lần này Phó Tổng Phạm muốn lên vị trí Tổng Giám đốc chắc là khó khăn, có Trần Quang Thu ủng hộ thì Vương Á Chiết chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa bản thân y là Phó Cục trưởng Cục Điện lực, trong cục cũng có tiếng nói. Nếu Phó Tổng Phạm không thể đi lên thì chuyện khu nhà ở trạm điện đặt ở xã Khanh Hương chắc chắn không có hy vọng. Đây chính là món tiền 5,600 vạn A. Diệp Phàm nhíu mày, cảm thấy cái ghế chủ tịch thị trấn đúng là không dễ ngồi, nếu không có 5,600 vạn này thì đúng là kinh tế thị trấn sẽ gặp khó khăn, bản thân mình cũng vậy. Bản đại quy hoạch Lâm Tuyền cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tai hại nhất là nếu không có 5,600 vạn này thì chuyện của nhà máy giấy Lâm Tuyền cũng ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì chuyện mà Chủ tịch Hồ Thế Lâm thỉnh cầu xây nhà xưởng cho nhà máy giấy Lâm Tuyền chắc sẽ bị đình trệ. Chủ tịch huyện Trương Tào Trung đã đồng ý xuất ra 200 vạn, tuy nhiên còn phải chờ đến 2 tháng sau. Còn 300 vạn bản thân mình xin được các cục của thành phố nhưng sau khi trừ đi cũng chỉ còn khoảng 200 vạn. 200 vạn tuy cũng là khoản tiền lớn. Cũng là một năm tài chính thu vào của thị trấn Lâm Tuyền nhưng nếu nhét vào lỗ thủng này thì chắc nhân viên toàn bộ thị trấn sẽ uống gió Tây Bắc mà sống, nói chi đến triển khai công tác. Nguyên dự tính là từ khu nhà của trạm điện sẽ thu về 5,600 vạn rồi phân ra 24 vạn sẽ giải quyết vấn đề. Bây giờ việc không thành thì còn giải quyết cái gì, lỗ thủng này còn rất lớn a. 5,600 vạn không phải là con số nhỏ, Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy ngày hôm trước mình ngồi cái ghế chủ tịch thì chưa cảm thấy già, chính là cái ghế của vị chủ tịch đã treo cổ Ngô Tín Dân, hôm nay lại cảm thấy bất đồng.
cảm thấy dưới mặt ghế hình như gồ ghề khó chịu. Diệp Phàm cũng biết được là do nguyên nhân tâm lý, bởi vì chuyện khu nhà ở của trạm điện nên trong lòng khó chịu, lập tức điện thoại cho chủ nhiệm ban đảng chính Vương Nguyên Thành tới, bảo y lập tức đổi ghế. Vương Nguyên Thành ngạc nhiên mất một thoáng, bởi vì một giờ trước y còn đặc biệt hỏi han Diệp Phàm. Chương 297, sát thủ của các cục trưởng. Lúc ấy y còn hỏi Diệp Phàm có muốn chuyển vào phòng làm việc của Mâu Dũng không, Diệp Phàm trả lời không cần, vẫn dùng phòng làm việc cũ, chưa được bao lâu, lại nói chiếc ghế này ngồi không thoải mái muốn thay đổi cái khác. Tuy nhiên Vương Nguyên Thành cũng không nói gì, tâm tư của lãnh đạo vốn thiên biến vạn hóa, mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng dặn dò phó chủ nhiệm của phòng đảng chính Phương Nghê Muội đi lo liệu. Chủ tịch thị trấn chê ghế ngồi không thoải mái thì phòng đảng chính là đại quản gia của ủy ban, đương nhiên phải lập tức đi lo liệu rồi. Hơn nữa lần này trước khi Tần Chí Minh bị điều đi cứ dặn đi dặn lại Vương Nguyên Thành, ý tứ kêu y sau này phải theo sát Diệp Phàm. Vương Nguyên Thành lúc này có loại cảm giác như đang hầu hạ ông chủ, cho nên không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa xu thế thăng quan của Diệp Phàm giống như mặt trời ban trưa, mới 19 tuổi đã ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Vương Nguyên Thành từ lâu đã muốn biểu hiện lòng trung thành của mình đối với người thanh niên trẻ tuổi này. Cho nên y không nói nhiều mà giao cho Phương Nghê Muội đích thân phái người chạy tới thành phố Phúc Xuân gần đó mua sắm đồ dùng văn phòng cho đồng chí Diệp Phàm. Sau khi nói xong, Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên Thành khom người rời đi, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy bản thân mình thật sự có chút khó hiểu. Hắn biết chiếc ghế chủ tịch thị trấn chỉ là vật chịu tội thay cho tên nham hiểm Vương Á Chiết. Hắn đấm mạnh một quyền lên bàn, lạnh lùng cười nói, Vương Á Chiết phải không? Muốn chơi thì bố mày chơi với mày luôn. Đừng tưởng rằng mày ở thành phố thì có thể một tay che trời, muốn ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn điện lực phải không? Bố mày sẽ làm cho mày không ngồi lên được, anh trai Vương Thiên Lượng của mày không phải bị bố mày làm tức ngất giữa phòng họp sao? Bố mày chính là một sát tinh quan trường, người nào chọc vào bố mày cũng gặp xui xẻo hết. Làm bạn với bố mày thì bố mày sẽ là phúc tinh của chúng mày. Làm kẻ địch với bố mày thì bố mày chính là sát tinh của chúng mày. Phó Cục trưởng Cục An ninh thành phố Hồ Bình bị bố mày cho vào nhà giam, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Chu Chính Dương cũng bị bố mày tống vào nhà giam. Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Cổ Trinh Hoa cũng bị bố mày cho vào viện rồi đá vào nhà giam, thằng nhãi mày ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện đó. Nói không chừng vị trí tổng giám đốc không cướp được mà bị tống vào nhà giam là thiệt thòi lớn đấy. Mẹ nó, bố mày sắp thành cục trưởng sát thủ rồi, chuyện gì bố mày cũng dám chơi hết, hừ. Diệp Phàm bực tức nghĩ một hồi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơn giận cũng giảm đi không ít, lúc này lại tính tâm suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề rất nóng tay này. Nếu tập đoàn điện lực thành phố nhúng tay vào chuyện này nhất định sẽ không có gì hay ho. Vì ở chỗ tập đoàn điện lực và cục điện lực mình đều không có người quen. Trên thành phố thì có Vu Kiến Thần, nhưng anh ấy bên hệ thống công an, không dính dáng gì đến. Phạm Hoành Võng bên cục an ninh cũng không thể dùng tới, người ta chuyên môn xử lý những công việc đại sự liên quan đến tất cả phương diện an ninh quốc gia, cũng không thể kêu y đi tùy tiện điều tra chuyện của một phó ban, đó là chuyện ủy ban kỷ luật phải làm, chuyện này có chút cảm giác dùng đến đại pháo chỉ để bắn muỗi. Còn có một người là Lô Vĩ bên đội cảnh sát hình sự cũng không giúp được gì. Nếu điều tra bí mật sợ rằng sẽ rút dây động rừng, ở thành phố hai anh em nhà họ Vương cũng có quyền lực nhất định, nói không chừng trong đội cảnh sát hình sự bọn họ cũng có vài người người quen, nếu bí mật điều tra, bị y phát hiện ra thì càng rắc rối. Cuối cùng còn có một người chính là lão ca Tào Vạn Niên, nhưng hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, anh ấy mặc dù nói là phó trưởng ban thường vụ của ban tổ chức thị ủy, nhưng người ta cũng đang tranh giành vị trí trưởng ban, lúc này không tiện quấy rầy. Nếu có anh ấy giúp đỡ có lẽ còn có thể giúp được gì đó, chỉ sợ lúc này là thời khắc mấu chốt với anh ấy, nên anh ấy cũng không sáng suốt như bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm cảm thấy như vết nhăn đầy cả mặt, giống như có ngàn vạn nếp nhăn chen chúc trên trán mình, sắp đè nó co quắp rồi mà không nhìn thấy tia sáng và tương lai nào lóe lên phía trước. Ai, cầm quyền một phương, nói thì oách lắm. Nhưng chỉ giới hạn ở trên địa bàn Lâm Tuyền thôi, mà trên địa bàn này muốn thi hành biện pháp chính trị theo ý mình cũng khó, trên đầu còn có một tên dở người Mâu Dũng đè nén. Ngay cả trong hội nghị đảng ủy thỉnh thoảng cũng có tiếng nói bất đồng. Thật sự muốn nắm giữ toàn cục là chuyện không hề dễ dàng. Diệp Phàm thở dài, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng rực, nghĩ tới Mâu Dũng.
Mâu Dũng là bí thư đảng ủy thị trấn, theo lý mà nói y mới là người đứng đầu, chủ quyền một phương chính là y. Nếu y đã là người đứng đầu vậy thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện giờ chuyện khu nhà ở của trạm phát điện ở xã Khanh Hương bị ngăn cản, đây chính là chuyện liên quan đến số tài chính khổng lồ 5-600 vạn. Y là người đứng đầu thị trấn Lâm Tuyền, đương nhiên cũng phải có kế hoạch, phải vì kiến thiết kinh tế của Lâm Tuyền mà góp vào chút công sức bảo vệ, hộ tống mới đúng. Hơn nữa y cũng xem như là lãnh đạo của mình, nói ra tình hình này cũng không tính là mất mặt. Sau khi nghĩ tới những chuyện này, Diệp Phàm mở cửa đi về phòng làm việc của bí thư Mâu Dũng. Ha ha, chủ tịch thị trấn Diệp đến rồi, mời ngồi. Mâu Dũng trái lại vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên đứng lên đi tới cửa đón tiếp. Làm trong lòng Diệp Phàm khẽ sửng sốt, có chút suy nghĩ lo lắng. Kỳ thực hôm nay Mâu Dũng vui đến mức không biết gì nữa, vừa mới nhậm chức không được mấy ngày đã lập tức được thăng lên vị trí bí thư thị trấn, có được chiến tích huy hoàng chủ quyền một phương. Hơn nữa vị trí bí thư này căn bản không phải do bản thân đi vận động, là người ta không hiểu sao quăng lên đầu mình. Lúc ấy khi nghe điện thoại của bí thư Trung Minh Nghĩa ở khối đảng huyện, Mâu Dũng còn tưởng mình đang nằm mơ. Phải biết rằng bí thư thị trấn sau này rất có khả năng trực tiếp trở thành phó chủ tịch huyện. Mâu Dũng làm bí thư chẳng khác nào bước một chân vào cánh cửa phó chủ tịch huyện, theo dự định sau này của Mâu Dũng sẽ làm ở thị trấn Lâm Tuyền 2 năm nữa. Sau đó lại vận dụng quan hệ đi chiếm lấy vị trí bí thư đảng ủy thị trấn. Tiếp theo lại lợi dụng thời gian một năm quá độ lên phó chủ tịch huyện, cuối cùng lợi dụng nhân mạch cực lớn trong thành phố ra tay tiến hành tiến vào trong thường vụ huyện Ngư Dương. Sau khi tiến vào trong ban thường vụ lại oai phong một cõi, tiến vào thành phố nhẹ nhàng như lấy đồ trong túi, sau này trời cao biển rộng tự do tung hoành. Sau đó Mâu Dũng kích động đến mức nửa đêm gọi điện nói ngay chuyện này với Dượng. Cũng chính là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Mạc Hương Ngọc Hoài Nhân, ông ta cũng rất vui mừng. Nhưng dù sao ông ta cũng là một kẻ cáo già, phân tích cho Mâu Dũng nghe, nói lần này hắn có thể may mắn như vậy, là nhờ kết quả thỏa hiệp sau trận tranh đấu quyền lợi lẫn nhau của 11 thường vụ huyện Ngư Dương. Trung Minh Nghĩa chỉ có chút tác dụng, nếu nói ra tác dụng của y cũng không phải đặc biệt lớn. Lão cáo già Ngọc Hoài Nhân suy đoán nói, chuyện này quan trọng là ở chỗ bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Ông ta muốn đẩy Diệp Phàm lên chức chủ tịch thị trấn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là điều động bí thư đảng ủy Tần Chí Minh, mà Tần Chí Minh lại là cấp dưới đắc lực của ông ta, cho nên cần phải sắp xếp cho y một chỗ tốt. Nếu không sẽ làm cấp dưới chạnh lòng. Mà muốn sắp xếp một vị trí tốt cho Tần Chí Minh, sẽ phải có được sự ủng hộ của một phe khác trong huyện, cũng chính là Trung Minh Nghĩa, kết quả lại giúp cháu nhặt được bảo khố, không mất chút sức lực nào lại kiếm được chiếc ghế bí thư đảng ủy. Nhưng Mâu Dũng à, cháu hiện tại đã là bí thư đảng ủy thị trấn, cần phải chú trọng thu lại một chút tính cách công tử nuôi dưỡng trong thành phố trước kia. Lãnh đạo một thị trấn, hơn nữa còn là một thị trấn cực lớn không thể xem là trò đùa. Chuyện này có liên quan đến vấn đề cơm ăn áo mặc cho 10 vạn người, không thể nhỏ nhen ích kỷ, phải có cái nhìn toàn diện, phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Cố gắng tạo dựng quan hệ thật tốt với chủ tịch thị trấn Diệp Phàm. Quyền thế hiện tại của cháu ở thị trấn Lâm Tuyền có lẽ là yếu nhất. Lúc ấy khi Ngọc Hoài Nhân vừa nói đến đây, Mâu Dũng có vẻ không vui, miệng càu nhàu nói. Dượng, tại sao có thể nói quyền thế của cháu yếu nhất, cháu là bí thư đảng ủy thị trấn, là người đứng đầu cơ mà. Ha ha, cháu đúng là bí thư đảng ủy, cháu cũng là người đứng đầu. Nhưng cháu nghĩ xem, trong 7 vị thường vụ trung tâm hiện tại cháu có thể kiếm được mấy phiếu. Theo như quy định chính sách của đảng ta, trong thị trấn có chuyện gì trọng đại đều phải thông qua thảo luận của hội nghị đảng ủy mới được, cũng không phải nói người đứng đầu là cháu nói mấy câu là có thể định đoạt. Đương nhiên, người đứng đầu có quyền uy của người đứng đầu, nhưng phải thật sự nắm giữ được hội nghị đảng ủy mới xem như là người đứng đầu chân chính, nếu không nói gì cũng vô dụng, cháu tự tính đi, hiện tại trong hội nghị đảng ủy cháu có thể có được mấy phiếu ủng hộ. Ngọc Hoài Nhân mặc dù nói nửa đêm bị cháu trai đánh thức dậy, nhưng kẻ lọc lõi như y lại cảm thấy thích thú, không để ý đến bà xã nằm trên giường, đưa ra kháng nghị thảo luận rôm rả về con đường thăng quan với Mâu Dũng. Để cháu tính xem, Thiết Minh Hạ Hình như vốn là đồng bọn của Tần Chí Minh, có lẽ là sẽ dính Diệp Phàm trước. Hạ Giai Trinh kiêu ngạo tự cao tự lập thành một nhóm, một phiếu của cô ta thật ra có thể giành được. Hoàng Hải Bình nghe nói là đồng bọn của Phí Mặc. Người này đang từ một cán bộ cấp bậc trưởng phòng lại đi đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thị trấn có lẽ nén giận trong lòng thỉnh thoảng gây rối.
nhưng có lẽ chĩa mũi nhọn vào Diệp Phàm tương đối nhiều, y và cháu thật ra không có nhiều hiềm khích. Khúc Anh Hà cũng không khác gì, lần trước trong hội nghị đảng ủy cháu đã bị cô ta kích động đấu với Diệp Phàm một trận, cuối cùng hội nghị đảng ủy thông qua bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của thằng nhãi đó khiến bố mày quá mất mặt. Miệng lưỡi sắc bén của đàn bà đúng là không thể tin được, nhưng nghe nói con mụ này cực kỳ yêu thích quyền thế, nếu hứa hẹn một vài ích lợi, có lẽ cũng có hy vọng tranh thủ. Tạ Đoan nghe nói là con trai của Tạ Cường trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, Tạ Cường từ trước đến nay trong ban đảng ủy luôn là người hiền lành, cười híp mắt quan sát. 10 lần bỏ phiếu thì có đến 9 lần bỏ phiếu trắng. Có lẽ trong hội nghị đảng ủy cũng sẽ dạy con trai của mình làm như vậy. Ai, tính cả cháu vào hình như nhiều nhất cũng chỉ có thể giành được từ 2 đến 3 phiếu, muốn thao túng hội nghị đảng ủy sẽ tương đối khó khăn. Mậu Dũng kỳ thực không phải kẻ ngốc, ở phía sau dưới sự tương trợ thông minh nhiều như vậy phân tích lập luận khá sắc sảo, tình hình đại khái y cũng nắm được. Dượng, khoảng từ 2 đến 3 phiếu. Mậu Dũng trả lời có chút xấu hổ. Thấy chưa? Một bí thư như cháu mà chỉ kiếm được từ 2 đến 3 phiếu, nghe giọng điệu của cháu, hình như có một số phiếu chưa thể kết luận chắc chắn, vẫn còn tồn tại biến số, vẫn chưa ổn thỏa. Như vậy là không được, Mậu Dũng, những ngày tới cháu phải hành động đi, phải nhìn chúng mục tiêu rồi ra tay. Phải đem những đồng chí còn chưa quyết định trở thành thủ hạ của mình, để bọn họ đoàn kết chặt chẽ xung quanh cháu. Quan chức hiện tại đơn giản chỉ có mấy điểm, không thích quyền thì thích tiền. Đương nhiên có một số người còn đặc biệt thích gái. Cháu phải cố gắng tranh thủ giành được sự ủng hộ của bọn họ, nếu không một bí thư đảng ủy như cháu chỉ có thể là một con hổ giấy mà thôi. Mặc dù ở thành phố cháu có nhiều mối quan hệ, nhưng đó cũng là những mối quan hệ ngoài tầm tay với, không lợi dụng được, quan huyện không bằng quan trước mặt, đạo lý này cháu là người rõ nhất. Cho dù lợi dụng hơn cũng không thể dùng, nghĩ xem. Cháu mời một phó chủ tịch thành phố ra tay tạo áp lực cho những cán bộ cấp trưởng phòng phó phòng của thị trấn Lâm Tuyền các cháu thì có ý nghĩa gì? Người ta ra tay cũng sẽ cảm thấy mất thể diện không phải sao? Ngược lại sẽ cho rằng cháu là một bí thư đảng ủy thị trấn không có chút bản lĩnh nào. Chiến đấu cùng cấp số mới đúng, phân tranh không cùng cấp số chỉ có lấy thế đè người. Lúc bất đắc dĩ thì có thể sử dụng một hai lần còn được, nếu dùng nhiều lần sẽ bị người ta khinh thường. Ngọc Hoài Nhân và Mậu Dũng nói chuyện hơn một giờ, gây ồn ào khiến bà xã y ngủ không yên, bực tức cào nhau từ trên giường bò dậy, cứng rắn cúp điện thoại mới kết thúc được câu chuyện. Chương 298, bốn lão già lại gây chuyện ồn ào. Vợ của Ngọc Hoài Nhân lẩm bẩm mắng. Các ông làm quan kiểu gì vậy, nửa đêm còn mò dậy nhắc chuyện mũ quan trên đầu, nói mãi không dứt, thật là phiền phức. Chuyện của Tiểu Dũng, nó tự biết cách xử lý. Lớn như vậy rồi lẽ nào chút chuyện còn con như vậy cũng không biết sắp xếp sao. Vì thế hôm nay Mậu Dũng mới mỉm cười thân thiện chào đón đồng chí Diệp Phàm như vậy. Bí thư Mậu, tôi có một tình huống quan trọng muốn báo cáo với anh một lát. Diệp Phàm mỉm cười rút ra một điếu thuốc Trung Hoa đưa cho Mậu Dũng. Mậu Dũng đầu tiên cũng không để ý, tiện tay cầm lấy châm lửa hút, sau khi hít được mấy hơi mới cảm thấy mùi vị thuốc lá này hết sức đặc biệt, giống như đã từng hút qua một lần rồi. Hay là ngửi thấy mùi thơm này ở đâu rồi, không kìm được cúi đầu quan sát tỉ mỉ điếu thuốc đang hút. Đại Hùng Miêu, không đúng. Mình cũng từng hút qua loại thuốc này rồi, nhưng điếu Đại Hùng Miêu này hình như có đầu lọc dài hơn một chút, thân cũng dài hơn. Kỳ lạ, chưa từng thấy bán loại thuốc lá này trên đường, lẽ nào là loại sản phẩm mới, hình như không giống, mùi vị hết sức nguyên chất, hình như trước kia có lần đã từng hút qua. Mậu Dũng chìm trong suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Kỳ thực trong lòng sớm đã ngồi lên chiếc xe thời gian bay về trước đó. Bí thư Mậu, ban đầu Phó Tổng Giám đốc Phạm Trọng Dương nói là chuẩn bị xây dựng khu nhà ở cho trạm phát điện trên địa bàn Ủy ban Nhân dân xã Khanh Hương chúng ta, cho nên dự tính cũng sẽ thu về được 500 vạn đầu tư. Tuy nhiên hôm nay Phó Tổng Giám đốc Dương gọi điện thoại đến, nói là ông ấy đã đem báo cáo tới Cục Điện lực thành phố, vì Tổng Giám đốc Trần Quang Thu của Tập đoàn Điện lực đã phê chuẩn. Nhưng lại gặp phiền toái ở Cục Điện lực thành phố, hỏi Phó Tổng Giám đốc Dương thì ông ấy không nói. Sau đó tôi có thám thính qua, hình như là Phó Cục trưởng Vương Á Chiết của Cục Điện lực thành phố gây khó dễ. Nói là phải xây dựng khu nhà ở vùng sát cổng thành huyện Ngư Dương, tổn thất của chuyện này đối với thị trấn Lâm Tuyền chúng ta không cần phải nói. Anh là người đứng đầu Lâm Tuyền, hơn nữa lại có giao thiệp rộng rãi ở thành phố, cũng phải có chút giúp đỡ chứ, có phải không, ha ha ha.
Diệp Phàm cũng không ngại ngần nịnh bợ Mâu Dũng mấy câu, khiến Mâu Dũng nghe thấy mà trong lòng nóng hầm hập. Tuy nhiên trong nháy mắt tiểu tử này đã tỉnh táo lại, nghĩ thầm, hừ. Bây giờ gặp khó khăn lớn không giải quyết được lại đến tìm mình nhờ ra tay, lúc đầu làm đại quy hoạch Lâm Tuyền gì đó thì cao ngạo như thế, còn đổi mới nhà máy giấy, làm bố mày mất hết thể diện. Nếu lần này chuyện của khu nhà ở đó thật sự thất bại, đoán chừng chiếc ghế chủ tịch thị trấn của thằng nhãi này cũng bay mất, bay đi càng tốt. 500-600 vạn. Nếu Lâm Tuyền thiếu đi số tiền đó thì thật sự không ngóc đầu lên được. Nhưng nếu thằng nhãi này gặp xui xẻo thì có lẽ mình cũng không khá khẩm gì, kinh tế Lâm Tuyền sẽ phát triển không kịp, bản kế hoạch đại quy hoạch của Lâm Tuyền đã được hội nghị thường vụ huyện quyết định rồi, còn trải qua sự phê chuẩn đặc biệt của bí thư thị ủy Dương. Nếu không giúp hắn, tất nhiên thằng nhãi này sẽ tự làm mất mũ quan, nhưng mình là bí thư đảng ủy thị trấn cũng có sợi dây ràng buộc với hắn, có lẽ mũ quan của mình cũng sẽ hơi lung lay. Ai, phải giúp đối thủ mà thật sự trong lòng không muốn. Nhưng Dượng đã nói rồi, phải có cái nhìn toàn diện. Phải trái rõ ràng không thể trộn lẫn vào ân oán cá nhân, mình đành phải làm người đại lượng vậy. Mâu Dũng sau khi nhanh chóng suy nghĩ một lát quyết định vẫn phải giúp, nhưng cho dù muốn giúp cũng phải nói chuyện đàng hoàng một chút, lấy lại thể diện cho mình. Cũng tiện thể dạy dỗ thằng nhãi này, nếu không hắn thật sự tưởng rằng hắn là đệ nhất thiên hạ, hắn cũng không nhìn xem. Bố mày là thái tử gia đến từ thành phố. So với đồ nhà quê ở nông thôn như hắn thì gia thế thâm hậu hơn nhiều. Chỉ dựa vào may mắn thì làm được cái quái gì, chuyện này thằng danh mày chẳng phải đến cầu xin bố mày sao? À, chuyện này cũng có chút khó làm, mặc dù nói tôi tới từ thành phố, nhưng ở bên tập đoàn điện lực thành phố cũng không có ai quen biết. Hơn nữa phó cục trưởng Vương của cục điện lực thành phố cũng ở đấy mấy năm rồi, cũng xem như là một người giàu kinh nghiệm, giao thiệp rộng, thực lực hùng hậu. Ở cục điện lực cũng rất có tiếng nói. Phiền toái nhất chính là y có một người anh trai là Vương Thiên Lượng. Ngồi lên chiếc ghế cục trưởng cục tài chính thành phố, đây chính là địa vị một tay che trời, so với một số phó chủ tịch thành phố khác còn kiểu cách hơn nhiều. Lãnh đạo các cục, các huyện nhìn thấy y đều phải cung kính, ai mà không muốn mò thêm được ít tiền. Hiện tại làm cái gì cũng cần tiền, vấn đề dân sinh cần tiền, làm kinh tế cũng không thoát được tiền. Tiền bạc mặc dù không phải là vạn năng, nhưng không có tiền, chẳng làm được chuyện gì. Lâm Tuyền chúng ta muốn bay lên chỉ còn thiếu một chữ tiền, bên trên. Hơn nữa tôi nghe nói Chủ tịch Diệp và Cục trưởng Vương hình như còn có chút ân oán nhỏ, chuyện này muốn thành công khó khăn lại tăng thêm không ít, ai. Ai gây ra phiền phức thì người ấy tự đi mà giải quyết. Mâu Dũng cố ý thở dài làm ra vẻ quan trọng, trong lời nói ẩn ý nhắc Diệp Phàm hành động không phải. Ý tứ là kêu Diệp Phàm đi nhận lỗi với cục trưởng Vương Thiên Lượng trước, sau đó y sẽ gặp mặt thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Ha ha ha, không thể nói là xảy ra đại ân oán với cục trưởng Vương Thiên Lượng, chỉ là một chút ma sát nhỏ mà thôi. Nhưng chuyện này tương đối phức tạp, nếu phó cục trưởng Vương thật sự có thể phê chuẩn để khu nhà của trạm phát điện rơi vào xã Khanh Hương chúng ta, tôi đi mời y và cục trưởng Vương Thiên Lượng đi uống chén trà cũng được. Vì chuyện của Lâm Tuyền, tôi có mất chút thể diện cũng không sao, chỉ cần vì công tác thôi. Diệp Phàm có chút xấu hổ nói, biểu hiện rất tự nhiên, rộng rãi, tất cả đều xuất phát từ công tác. Ý tứ muốn nói với Mâu Dũng, mình vì công tác của Lâm Tuyền mà ngay cả thể diện cũng không cần, rõ ràng là lỗi của cục trưởng Vương nhưng tôi vẫn chịu đi nhận lỗi. Đây mới là một vị quan tốt chân chính, một lòng vì dân, vì nhân dân phục vụ. Được, nếu Chủ tịch Diệp thật sự mời được cục trưởng Vương đi uống trà. Tôi cũng rất vui vẻ, tục ngữ không phải nói, oan gia nên giải không nên kết sao. Nếu không tôi sẽ làm người hòa giải, hẹn lúc nào đó, tôi mời người trong thành phố ra mặt, mấy người chúng ta tụ tập uống trà thế nào hả? Chủ tịch Diệp có thể xuất phát từ đại cục mà giải tỏa ân oán cá nhân, tôi là bí thư cũng phải bỏ ra chút sức lực chứ. Mâu Dũng ra vẻ giọng điệu quan chức, khuôn mặt nghiêm khắc, đương nhiên đang giả vờ vì vẻ nghiêm khắc hiện ra có chút cứng ngắc, giả bộ. Khoe khoang vị trí nhân vật số 1 của gã ở Lâm Tuyền. Diệp Phàm cũng không rảnh so đo với gã, gật gật đầu. Vừa quay lại phòng làm việc, phó bí thư đảng ủy Tạ Đoan đã đến rồi. Tạ Đoan là con trai của Tạ Cường trưởng ban bộ chỉ huy quân sự, dáng người có mấy phần giống nhau, chỉ là thân hình Tạ Cường có chút tráng kiện và thô mập hơn, bình thường lúc nào cũng cười tủm tỉm, cho nên mới chết tên Tạ Gia Tiếu Diện Hổ. Tạ Đoan lại hoàn toàn ngược lại. Da rẻ trắng trẻo, giống như một bạch diện thư sinh,
người không mập, nhưng cũng không gầy, hình thể đẹp mắt hơn nhiều so với cha mình, thật anh tuấn, có khí chất văn sĩ. Nghe nói Tạ Đoan mới 25 tuổi, tốt nghiệp Học viện Tài chính Kinh tế Thương Hải, làm phó chủ tịch xã Khanh Hương hơn một năm, có lẽ còn biết rõ một số chuyện trong quan trường hơn Diệp Phàm. Cộng thêm bên cạnh có một lão hồ ly quan trường đồng chí Tạ Cường hướng dẫn từng bước, con đường đi xác định là không bình thường. Chủ tịch Diệp, sắp đến cuối năm rồi. Sắp xếp nhân sự sau khi sáp nhập thị trấn của chúng ta hình như vẫn rất rối loạn. Nhân viên công tác đóng ở xã Khanh Hương vẫn chưa quyết định xong, chỗ trống phía bên Lâm Tuyển chúng ta thật sự còn quá ít, nếu cứng rắn nhét vào cũng chỉ có thể làm giám đốc sở, chủ nhiệm thôi. Phiền toái nhất là vẫn còn có bốn phó chủ tịch xã lớn tuổi cũng không biết điều đi đâu, gần đây mấy người bọn họ đã có chút bực tức, nói mình chẳng khác gì con nuôi, bà ngoại không thương, mẹ cũng không yêu. Còn nữa, mấy người điều tới trước đó trên đầu đều có một chữ, đời, đó theo tôi thấy cũng không phải là chuyện, vừa rồi tôi đã nói với bí thư Mâu rồi. Ý của tôi chính là loại bỏ cán bộ đang công tác ở xã Khanh Hương hiện giờ rồi hãy nói, còn lại thì nghĩ cách giải quyết. Còn về mấy giám đốc sở, chủ nhiệm có chữ, đời, đó, anh ta nói xem tình hình rồi nói. Ý tứ là, Tạ Đoan có vẻ khó xử không nói ra lời. Kỳ thực lỗ tai của Tạ Đoan cũng bị nhồi vào đầy lời. Hôm nay sau khi vừa tuyên bố xong chuyện nhân sự, chất nổ của gã càng nhiều hơn. Đặc biệt là bốn lão phó chủ tịch xã già đời vốn cùng ở xã Khanh Hương với gã càng đỏ mắt ghen tị. Bốn lão già này tuổi tác cũng đã khoảng 45, bao gồm Phí Kỳ, Lưu Sán Thanh, Trương Chính Phàm, Chu Thầm. Bốn người này trước kia ở xã Khanh Hương được gọi là Tứ Lão Khanh Hương, cũng có người gọi là Tứ Lạn Khanh Hương, tỏ rõ bọn họ khó đối phó thế nào. Mấy ngày nay bốn lão già này liên hợp với nhau để khiếu oan, lý do chính là Tạ Đoan là người nhỏ nhất trong mấy cán bộ cấp phó phòng bọn họ. Gã đảm nhận chức vụ phó chủ tịch xã cũng hơn một năm một chút, cũng chẳng làm được trò gì to tát. Lần này sáp nhập xã vào thị trấn, ngay cả chủ tịch, bí thư xã cũng bị giáng xuống một cấp sử dụng. Còn gã trái lại từ phó chủ tịch một xã nghèo rách nát thăng lên làm phó bí thư đảng ủy của thị trấn Lâm Tuyền. Nói từ đâu, mục tiêu dùng người là thế nào? Lời lãnh đạo thành phố nói bất kể là chuyện gì, tại sao chúng ta cùng cấp với y, mà bốn người chúng ta bị giáng chức sử dụng, còn y trái lại được thăng quan? Nếu nói về thành tích, chúng ta còn nhiều hơn y, nói về kinh nghiệm công tác, chúng ta cũng mạnh hơn y, tuổi tác cũng lớn hơn y, cầu chúng ta đi qua còn nhiều hơn đường mà y đi. Chỉ là sau lưng thiếu mất cái gì đó. Điều này khiến người ta phải cân nhắc, khiến người ta phải suy nghĩ vô số. Bốn lão già này bắn lén rất rõ ràng, đơn giản là chĩa mũi nhọn toàn bộ vào đúng Tạ gia, thiếu diện hổ Tạ Cường. Nói ra bốn lão già này cũng thật xui xẻo, vốn là chuyện nhân sự của xã Khanh Hương không có một chút quan hệ nào với bọn họ nhưng bí thư thị ủy Dương trong cơn tức giận đã giáng toàn bộ cán bộ của xã Khanh Hương xuống nửa chức. Gần đây bọn họ phát hiện ra trong thị trấn Lâm Tuyền sau khi sáp nhập vào thị trấn, những vị trí chủ nhiệm, phòng khoa tương đối có giá hình như đều bị người ta chiếm đi hết. Ví dụ như sở tài chính, phòng thống kê, phòng tổ chức, phòng đất đai, đều có giám đốc, phó giám đốc. Bốn lão già này vốn đã ôm một bụng bực tức, cho rằng những vị trí chủ nhiệm, trưởng phòng đó lẽ ra phải để lại cho bọn họ mới đúng, đầu tiên còn áp dụng thái độ quan sát xung quanh nhưng bây giờ không còn cách nào quan sát xung quanh rồi. Nếu tiếp tục quan sát nữa thì bản thân không biết phải đi đâu để kiếm sống. Cho nên bốn lão già này dứt khoát liên hợp lại, chuẩn bị gây chuyện, cho dù mũ bị kéo xuống cấp chủ nhiệm, có làm hay không cũng không quan trọng, ngay cả ban tổ chức huyện ủy cũng không có ý biểu diễn hồ sơ, lẽ nào trên huyện anh còn có thể khai trừ công tác của bố mày sao? Hơn nữa bên trong nhất định có rất nhiều điều mờ ám. Sau lưng bốn lão già này cũng có người ủng hộ. Đối với Phí Kỳ đã 46 tuổi mà nói, người này vốn là bà con họ xa với trưởng ban tổ chức Phí Mặc nhưng chỉ là bà con họ xa đến 7-8 đời. Phí Kỳ cũng mặt dày đi nhờ và họ hàng Phí Mặc, nhưng gần đây Phí Mặc phải sắp xếp nhân sự quá nhiều. Muốn chiếu cố đầu tiên cũng phải chiếu cố đến bạn bè, họ hàng gần nhất của mình trước rồi mới nói. Vì tính ra họ hàng Phí gia muốn thăng quan cũng xếp hàng dài nửa dặm. Mà Phí Kỳ ở trong Phí gia có lẽ còn xếp ở khoảng cách 300 thước, cho nên Phí Mặc tạm thời không có cách nào để ý đến y. Nói ra con hổ địa phương Phí gia ở Ngư Dương thật sự không phải là trưng cho đẹp, vòng tròn của Phí gia rất lớn.
vòng tròn lớn bao trùm nhiều vòng tròn nhỏ, có lẽ từ trung tâm bên trong, Phí Mặc tính ra cũng có thể được 7, 8 vòng rồi. Trong 7-80 vạn người của Ngư Dương, người họ Phí ước chừng chiếm gần 10 vạn, bằng 1%. Đội ngũ không tính là đông, trong vòng tròn này muốn làm quan không dưới 100 người, 7-8 vòng tròn thì có tới 7-800 người. Đương nhiên, 7-800 người cũng không hoàn toàn là muốn làm quan, trong đó nhân viên đương nhiên là chiếm số lượng rất lớn. Nhưng những nhân viên này đều muốn làm quan nhất, cho dù là đưa lên cấp chủ nhiệm, giám đốc sở hay hiệu trưởng gì đó cũng được. Có quan lúc nào cũng tốt hơn là không có quan, một chức quan nhỏ là trong tay đã có quyền thì sẽ có con gái, tiền mặt, nhà lầu, xe ô tô, những lợi ích này ai không muốn có chứ. Lấy một chức hiệu trưởng học khu nhỏ bé mà nói. Theo như tính toán quan phẩm cổ đại thì chính là không có phẩm cấp gì, thật sự muốn tính xem, thì có lẽ là xếp ngoài chức quan cửu phẩm. Trong tay chức quan nhỏ thập phẩm, một năm cũng kiếm được cho mình một món tiền lớn mười mấy 20 vạn chi tiêu. Phía dưới hiệu trưởng còn quản không ít giáo viên, lúc đó giáo viên cũng tương đối dễ quản lý. Cô giáo cũng không ít, vì vào thành, vì phê bình chức danh, vì điều chỗ ích lợi, vì có thể kiếm được chương trình dạy học tốt, rất nhiều nguyên nhân. Cũng có cực ít một bộ phận nữ giáo viên muốn hiến thân, còn lấy danh hiệu tốt đẹp là hiến thân cho giáo dục, đương nhiên. Chuyển một vòng nói người ta hiến thân cũng là hiến thân có lý do có chứng thực, vì hiệu trưởng chính là người đứng đầu một trường học, là đại diện cho giáo dục quốc gia, hiến thân cho y cũng xem như là hiến thân cho giáo dục, cho nên một hiệu trưởng nhỏ bé cũng có thể chơi ôm váy đồng sự. Đây cũng là nguyên nhân quyền lợi có thể khiến người ta điên cuồng. Cho nên những họ hàng thân thích của Phí gia muốn làm quan đến phát điên, muốn làm phó phòng cấp thấp, phó phòng lại muốn làm trưởng phòng. Trưởng phòng còn muốn làm phó ban, chuyện này có chút khó khăn. Cho nên Phí Mặc cũng không quan tâm đến, chỉ có thể sắp xếp nhân sự theo tính chọn lọc trước. Nhưng từ sau hôm nhân sự thị trấn Lâm Tuyền thay đổi lớn lao, Phí Mặc thoáng cái lại coi trọng Phí Kỳ, vì trong hội nghị thường vụ đảng ủy huyện hôm qua, Phí Mặc và bọn người Trương Tào Trung đều thất bại thảm hại quay về, trong lòng tất cả đều đang nín một bụng tức giận. Lúc ấy cảm thấy Tạ Cường bị Lý Hồng Dương lợi dụng, hình như có chút quan hệ mập mờ với họ Lý, cho nên Trương Tào Trung thương lượng với Phí Mặc, quyết định dạy cho Tạ Cường một số bài học, để con thiếu diện hổ đó không nhập vào trong lòng Lý Hồng Dương, cho nên ẩn ý xui khiến Phí Kỳ ra tay, liên hợp với ba vị phó chủ tịch xã khác là Lưu Sán, Trương Chính Phàm, Chu Thầm bắt đầu tính toán. Phí Kỳ có Phí Mặc ủng hộ đương nhiên không sợ, lúc bắt đầu ba vị phó chủ tịch xã khác vẫn có vẻ chần chừ. Dù sao bọn họ cũng phải đối mặt với Tiếu Diện Hổ, một trong bốn đại gia tộc Ngư Dương. Tạ Cường, người ta tốt xấu gì vẫn là một thường vụ, muốn xử lý ba người bọn họ dễ dàng như dẫm mấy con kiến. Tuy nhiên con người Phí Mặc cũng đa mưu túc trí, trải qua một hồi kích động của y, ba người đó thật sự có vẻ nhiệt huyết sôi trào. Thử nghĩ xem. Ban thường vụ của Ngư Dương căn bản không để ý đến bốn người chúng ta, khác biệt lớn như vậy. Các chủ tịch xã, bí thư đều sắp xếp xong rồi, chỉ còn thừa lại bốn lão già chúng ta giống như đống rẻ rách bị người ta quẳng sang một bên không có ai để ý đến. Chương 299, chia lại bài. Mấy ngày hôm qua, bốn người này ăn không ngon ngủ không yên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn lấy tiền lương về giao cho vợ lại bị nổi giận. Trước kia lúc đưa tiền thì vợ luôn dịu dàng, buổi tối trên giường muốn ở tư thế gì cũng được, hiện giờ nạp tiền lương xong vợ còn nhăn mặt cào nhau. Nói cái gì mà đàn ông vô dụng a, cái đổ bỏ đi, nói xong ngay cái dưới quần cũng mềm nhũn đi, người ta có bản lĩnh mở mày mở mặt, đồ vật bên dưới cũng phong quang, cái gì chứ cái đó đúng là không thể nhẫn. Vì thế bốn người hợp lại để tính toán, hơn nữa có người ở sau lưng hiến kế, cho nên quyết định xuất động. Phương thức ôm chăn bông kêu oan thì không cần phải làm nữa vì đã quá cũ, tuy nhiên bốn người đều là những kẻ giảo hoạt, tự có cách của mình. Diệp Phàm nghe thấy cũng hơi lo lắng, một mực suy nghĩ giải quyết xong mấy lão này. Nói lão cũng không coi là lão, chỉ mới khoảng 40 tuổi. Bí thư Tạ, bốn cấp phó của Khanh Hương sắp xếp chưa vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, Tạ Đoan vừa nghe thì sắc mặt hơi biến đổi. Gã vốn không thừa hưởng được bộ dạng Tiếu Diện Hổ của cha hắn, bởi vì Tạ Đoan nghĩ tới tin đồn hôm nay có quan hệ với mình nên muốn bình tĩnh lại cũng thấy khó khăn. Chưa có, chưa biết xếp vào đâu. Bọn họ lúc ở xã Khanh Hương đều là phó chủ tịch xã.
Phí Tỏa còn là phó bí thư, mới vừa rồi tôi cùng bí thư Mâu cũng đã nói qua. Y nói cứ đặt trước rồi hãy nói. Tạ Đoan trong lòng không dễ chịu, đối với Mâu Dũng mà nói thì y bình chân như vậy, y cũng không sợ bốn lão gia này, còn chưa nói đến việc y có nghe hay không. Ý tứ của y là như vậy sao? Diệp Phàm cảm thấy Mâu Dũng còn chưa dừng lại ở đó. Ai, bí thư Mâu nói hiện tại còn có bốn phòng ban lớn, cứ thay bốn vị đứng đầu hiện tại rồi nhét bốn vị phó chủ tịch xã vào đó. Hơn nữa còn nói bọn họ đều là lão tiền bối, kinh nghiệm công tác phong phú, có thể đảm nhiệm tốt chức vụ chủ nhiệm, coi như là câu trả lời thỏa đáng đối với lão đồng chí. Tạ Đoan nói vẻ hơi lo lắng. Gã biết chuyện này là không có khả năng nên cũng ngần ngừ. Nói xem là những phòng, sở nào. Trong lòng Diệp Phàm cũng mơ hồ hiểu được tên tiểu tử Mâu Dũng này chắc lại đòi thay nhân sự. Sở tài chính, ban thống kê, ban kiểm tra và ban tổ chức. Tạ Đoan hít sâu một hơi rồi mới khó khăn nói ra bốn cái tên, liếc trộm Diệp Phàm. Tạ Đoan dĩ nhiên cũng muốn sớm hạ lửa giận của bốn vị lão gia này vì bọn họ chỉ đầu Mâu vào mình, cho nên từ đáy lòng mà nói là hy vọng được như sắp xếp của Mâu Dũng. Tuy nhiên gã biết chuyện này không thể đơn giản như vậy. Nói ngay như giám đốc sở tài chính Trịnh Lực Văn là nghe nói do chủ tịch Diệp lúc còn làm phó chủ tịch ủng hộ mà lên. Lúc ấy Mâu Dũng là chủ tịch thị trấn, đi hỏi Trịnh Lực Văn dùng tiền sửa đường để phát lương cho giáo viên, kết quả là tay trắng ra về. Hiện giờ chủ tịch Diệp chủ tịch đã lên chức, muốn động Trịnh Lực Văn tuyệt đối là không thể. Mâu Dũng chắc là cũng chỉ muốn dò xét Diệp Phàm, coi đây là một quân bài để trao đổi với hắn về phương diện thu xếp nhân sự trong thị trấn. Còn chủ nhiệm ban tổ chức Lý Xuân Thủy là thân thích của nguyên bí thư đảng ủy thị trấn Tần Chí Minh, người ta vừa đi thì đòi động đến người nhà, điều này cũng là quá đáng. Hơn nữa Tần Chí Minh giờ là lên huyện làm chủ nhiệm phòng thương mại, còn là người thân tín của Lý Hồng Dương. Trải qua 2-3 năm nữa rất có thể thăng lên phó chủ tịch huyện, đến lúc đó quay về tính sổ mình thì phiền toái rồi. Mâu Dũng dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì, có lẽ 2-3 năm nữa gã cũng sẽ leo lên chiếc ghế phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn có thân thích thành phố chống lưng, biết đâu đã sớm vỗ mông rời đi, để lại cục diện rối rắm cho phó bí thư quản nhân sự là gã. Tuy nói Tạ Đoan còn có cha là thường vụ, cũng chưa chắc đã sợ Tần Chí Minh, nhưng có nhiều kẻ địch chi bằng có một người bạn tốt. Quan trường vốn hiểm ác, nhiều bằng hữu thì có nhiều lối đi. Đường càng rộng thì nhân mạch càng thoáng, đường thăng quan cũng dễ dàng hơn. Cha mình vốn là một người hiền lành, gần như không đắc tội ai nên những năm gần đây Tạ gia ở Ngư Dương cũng không tệ, mọi người đều cố gắng không để mất lòng. Cho dù là Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung hay Trung Minh Nghĩa đều cố gắng kéo Tạ Cường về phía mình, chỉ cần Tạ Cường đầu nhập vào một phương thì thực lực chắc chắn sẽ tăng nhiều, trong hội nghị thường vụ sẽ có thêm một con bài tẩy. Tuy nhiên mọi người đều biết điều này là khó khăn nên đều chọn cách giao hảo với y. Thỉnh thoảng lại được y ngả về ví như chuyện vừa rồi vì chuyện của con trai mà hơi ngả về Lý Hồng Dương khiến cho Trương Tào Trung ôm hận. Chủ nhiệm ban thống kê là Tạ Đình Đình, là thân thích của Tống Ninh Giang vừa thăng làm bí thư thị trấn Giác Lâm, nếu động đến chắc chắn sẽ làm cho người ta không vui, người ta dù gì cũng là bí thư một thị trấn, biết đâu mấy năm sau lại chẳng bò đến vị trí phó chủ tịch huyện. Chủ nhiệm ban thống kê lại là thân thích trực hệ của nguyên chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang. Người ta hiện tại cũng đã đến thị trấn Tà Nham làm bí thư rồi, còn là đại tướng tin cậy của Trương Tào Trung, động đến Tạ Đình Đình chẳng làm cho y quát lên như sấm sao. Vì thế bốn người này không ai là có thể động đến. Tạ Đoan tuy nói trong đáy lòng cũng muốn động, nhưng gã biết mình không động được. Chỉ cần rút dây chắc sẽ động rừng. Vừa động vào biết đâu mình đã bị mấy lão đại sau lưng vặt sạch lông. Vì thế khi Mâu Dũng nói lên biện pháp này căn bản là một chủ ý ngu ngốc, Tạ Đoan thậm chí còn cảm thấy có phải bí thư Mâu định đem mình ra khai đao, đẩy mình lên chịu trận. Ha ha ha, sao bí thư Mâu không cho thay luôn chủ nhiệm ban tổng hợp đi cho toàn diện nhỉ? Diệp Phàm cười khẽ, thái độ vẫn rất bình thản. Hắn rất hòa nhã ném một điếu thuốc cho Tạ Đoan, cười đến mức gã cảm thấy sợ hãi. Đối với chủ tịch Diệp, Tạ Đoan vẫn cảm thấy nể phục. Hắn mới chỉ 19 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Hải Giang thì bị đày đến thôn Đập Thiên Thủy hẻo lánh làm một thôn quan. Người ta mạng tốt, có quyết đoán. Chẳng những chỉ phục ngay cả những thôn dân làm đau đầu mấy lão đại trên huyện còn làm ra bao việc lớn khiến bí thư và chủ tịch huyện phải cho hắn thăng quan.
Chuyện phó cục trưởng Cổ Thu Hoa bắt người rồi vào tù cũng là do vị chủ tịch này, nghe nói lúc đó có hai vị thường vụ trên thành phố đích thân hỏi đến. Nếu hắn không có lai lịch thì mấy người này còn hỏi đến làm gì? Lúc ấy chính Tạ Cường cũng đoán không ra tại sao hai vị thường vụ lại ra mặt chống đỡ cho tiểu tử này, hơn nữa còn gọi thẳng cho hội nghị thường vụ. Nếu nói chủ tịch Diệp không có chỗ dựa thì chắc không ai tin, nhưng nếu nói có thì cũng không thể nào vì lý lịch của hắn đã bị người có ý ở Ngư Dương điều tra từ lâu rồi. Tuy nhiên chuyện này cũng như một mỹ nữ che mạng, nhiều người trong huyện cũng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Đáng sợ hơn chính là biểu hiện của hắn ngày hôm qua suýt chút nữa đã làm thường vụ Ngư Dương nổ tung. Vốn là hội nghị thường vụ lúc ấy chỉ chờ hắn về để hỏi tội, bí thư thị ủy Dương thì khí giận ngút trời. Đám thường vụ đang ngồi đó đều mặc niệm cho hắn, ai ngờ tiểu tử này lại có thể quật khởi. Chẳng những lấy được 3.500 vạn cứu sống nhà máy giấy Lâm Tuyền mà còn thêm vào 2.000 vạn để sửa đường. Tiếp đó còn làm cho cục trưởng cục tài chính thành phố Vương Thiên Lượng giận đến nỗi phải vào bệnh viện. Hơn nữa đồng chí phó cục trưởng cục công an Cổ Thu Hoa hiện giờ đang ngồi sau song sắt hát bài nước mắt sau song sắt cũng là đại tác phẩm của Diệp Phàm, đã được người trong huyện đặt cho cái mỹ danh sát tinh của các cục trưởng, ý là chuyên đem các cục trưởng vào tù. Vì thế Tạ Đoan đối với Diệp Phàm còn mang một niềm kính sợ thật sâu, người ta ngay cả đại nhân cục trưởng cục tài chính thành phố cũng cho vào viện. Mình chỉ là một phó bí thư thị trấn chẳng phải là một đĩa thức ăn sao. Thái độ của Tạ Đoan đối với Diệp Phàm là không xa cách nhưng cũng không giao hảo, tận lực không dính dáng đến hắn, chỉ sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì tiến thoái lưỡng nan. Điểm này cũng là phù hợp với nguyên tắc làm người của cha hắn. Tạ Đoan sau khi rít vài hơi thuốc thì cười nhẹ đi ra. Diệp Phàm lại đấm thêm một quyền trên bàn, lần này thì rất nặng. Làm chiếc bàn trước kia đã chịu đựng thân thể của chủ tịch Ngô Tín Dân lúc treo cổ lại vang lên cọt kẹt. Mẹ kiếp, tên tiểu tử mâu dũng này đúng là chỉ chuyên phá rối, bí thư Tần vừa đi, cái ghế còn nóng đã nham nhe thay người. Chuyện bốn lão gia của xã Khanh Hương gần đây vọng động, đầu giáo chỉ vào Tạ Đoan nên chắc tiểu tử này cũng quính quáng. Khó trách chiều nay tìm mình và Mâu Dũng, ý là thu xếp thật tốt cho bọn họ. Nếu Mâu Dũng liên thủ với Tạ Đoan thì sau này chuyện nhân sự của Lâm Tuyền sẽ bị bọn họ thao túng, bản thân mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên từ thái độ xử thế của Tạ Đoan thì chắc sẽ vô cùng cảnh giác, chuyện liên thủ với Mâu Dũng chắc là không có khả năng. Chuyện nhân sự vừa rồi chắc chỉ là một lần thăm dò, tuy nhiên cũng phải đề phòng nhìn xem tên tiểu tử Mâu Dũng còn có chiêu gì tiếp theo. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 300, Dược Hoàn hoán đổi quân hàm trung tá. Hiện tại vẫn phải xem chuyện của nhà máy giấy Lâm Tuyền là chủ đạo, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền còn phải đợi chuyên gia trên tỉnh tiến hành quy hoạch, có lẽ phải đợi đến sang năm mới có thể khởi công. Thoáng cái đã đến cuối năm rồi, ứng phó trước rồi nói. Gần đến lúc cuối năm, chuyện gì cũng kéo đến, điều tra nhiều như lông mao, hôm nay cục này, ngày mai phòng khác, chuyện phiền toái cũng chất cao như núi. Đại ca, em sắp đến Lâm Tuyền rồi. Ha ha ha. Em gái sơn cước đó của em, ai? Tề Thiên lớn tiếng kêu lên trong điện thoại, tự đắc không chịu được. Tiểu tử cậu thật là thích chí. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng cúp điện thoại. Lúc sáng sớm, Diệp Phàm đã gọi điện thoại cho đoàn trưởng Thiết, nói với ông ấy hôm nay sẽ gọi Tề Thiên và Lý Hoành Sơn về. Khi đoàn trường Thiết vừa nghe nói Diệp Phàm đã xin được vị tiền bối ẩn đời đó chế tạo được hai viên, lôi âm cửu long hoàn, thì vui mừng hớn hở không cần phải nói, cười khan hắc hắc hỏi. Lão đệ, viên thuốc đó của đại ca lúc nào mới có thể làm xong, tôi thấy nóng ruột rồi đấy. Nội kinh mấy năm nay cũng không có động tĩnh, thật là nóng ruột chết người. À, chuyện đấy em đã thúc giục rồi, lão tiền bối nói là viên thuốc đó của anh cấp bậc tương đối cao. Viên thuốc của bọn Tề Thiên chỉ có thể xem là loại hạ đẳng, còn anh Thiết vì anh là cao thủ khai nguyên lục đoạn, cho nên điều chế hoàn chỉnh viên thuốc đột phá đó không giống bọn Tề Thiên, thời gian cần thiết cũng dài hơn rất nhiều. Chỉ sợ vội vàng rồi làm hỏng thì đáng tiếc lắm. Phải biết rằng có mấy loại dược liệu căn bản không chỗ nào có, xem như là tuyệt phẩm rồi, có tiền cũng không mua được. Hơn nữa viên thuốc của anh trình độ chí ít cũng phải lên tới trung đẳng, cho nên rất khó điều chế. Diệp Phàm ra vẻ trịnh trọng trả lời, kỳ thực hắn cũng muốn sớm chế xong viên dược hoàn của đoàn trưởng Thiết, nhưng thật sự là không có thời gian.
Hiện tại làm hai viên, chuẩn bị cho Tề Thiên và Lý Hoành Sơn đột phá trước đã, còn về Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ và Dương Vân Thiên thì mấy ngày nữa mới nói được. Thật ra dược hoàn đó đã sớm thành hình rồi, chính vì khí nội kình phải mạnh mẽ, làm không kịp, thời gian không đủ khiến hiệu quả của dược hoàn giảm bớt rất nhiều. Đừng vội lão đệ, cậu mời lão tiền bối đó cứ từ từ. Ngàn vạn lần đừng để sai hỏng, nếu không anh thiết tôi phải thật sự nhảy lầu mất. Trông đợi mấy năm khó khăn lắm mới có hy vọng, nếu làm hỏng thật sự là chịu không nổi. Thiết Chiêm Hùng vội vàng nói, y thật sự có chút lo lắng trong lúc khẩn trương làm dược hoàn bị hỏng. Được, em sẽ nói rõ ràng, nhưng lão tiền bối cũng nói rồi, tính khả năng thành thuốc có 8 phần chắn chắn, lần này xem như rất may mắn, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói, lão đệ, cậu nói mấy vị thuốc chủ yếu rút cuộc là dược liệu gì, nói nghe xem nào. Nói không chừng anh thiết thật sự có cách gì đó. Thiết Chiêm Hùng nhỏ giọng hỏi. Hỏa Long Tường Thiên và Tử Địa Hoàng Bàn, anh nghe nói bao giờ chưa? Diệp Phàm hỏi, nghĩ thầm, nếu anh thiết có thể kiếm được hai loại kỳ dược hiếm có này thì càng tốt, nếu có thể điều chế thêm mấy viên, sau này gặp được hạt giống nào tốt, giúp đỡ bọn họ một tay, tạo nên mấy thủ hạ làm việc thân tín đắc lực cũng dễ dàng hơn. Phái ra bảo vệ mình ở Sở Thiên Các Diệp Phủ ở Thủy Châu cũng tốt. Chưa nghe nói đến, rút cuộc là thuộc loại gì, ví dụ như loại nhân sâm hoặc là thiên sơn tuyết liên gì đó. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu, thành thực mà nói chính xác chưa từng nghe nói, lại có chút hiếu kỳ. Hai loại dược liệu này đều thuộc về loại thái tuế, nhưng là tuyệt phẩm trong loại thái tuế. Cây mẹ phải sống đến mấy ngàn năm mới có thể kết xuất ra quả có hình dáng trứng gà trứng bồ câu trên ngọn cây. Hỏa Long Tường Thiên thuộc về tính chất cường dương. Tử Địa Hoàng Bàn thuộc về tính chất thuần âm, âm dương phối hợp mới có thể tăng tiến triển khai dược tính lớn nhất. Hơn nữa chỉ riêng một loại cũng không được, cường dương quá mạnh sẽ thiêu đốt con người, âm tính quá mức cũng sẽ ám hại con người, cho nên rất khó kiếm được. Diệp Phàm có chút tiếc nuối. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người đi thám thính, nếu có sẽ báo ngay cho cậu. À, lão đệ, cậu nhất định phải kiên trì không đổi. Mang trên mình chức danh thiếu tá cố vấn của Liệp Báo, cậu cũng không biết Liệp Báo có nhiều khó khăn thế nào, cả nước lớn như vậy, cả thế giới lớn như vậy, có bao nhiêu chuyện đang đợi chúng ta đi xử lý. Thân thủ không tốt bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm chết người. Hiện tại cao thủ quốc thuật suy tàn không thôi. Giảm đi một người là thiếu đi một người, không còn chỗ nào tới. Cho nên anh Thiết vẫn muốn cố gắng đào tạo thêm một số người mới đắc lực. Nếu có thể làm thêm mấy viên dược hoàn thì chẳng khác nào tạo ra được mấy nhân tài cho Liệp Báo. Hiện tại võ sĩ trung đẳng đạt đến cấp thuần hóa nhị đoạn trong bộ đội cũng chỉ có 10 người, nhưng chỉ thiếu một chút nữa là đột phá lên được cấp khai nguyên tam đoạn. Một bước nhỏ có lẽ có lúc chính là một mạng người, khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, tam đoạn và nhị đoạn có khác biệt rất lớn, cường lực nội kình cũng chênh nhau rất nhiều. Một võ sĩ thượng đẳng cấp khai nguyên tam đoạn có thể sử dụng súng ống hiện đại có thể bắn chết 4-5 võ sĩ trung đẳng đỉnh cao nhị đoạn. Cậu nghĩ xem, đại ca có phải muốn mấy viên dược hoàn đó đến phát điên không, không muốn cũng không được. Nếu cậu có thể vì Liệp Báo mà tranh thủ thêm được mấy viên dược hoàn thì đó cũng là một chuyện đại công. Đại ca lúc này có thể hứa với cậu, chỉ cần làm ra 5 viên lôi âm cửu long hoàn phẩm chất hạ đẳng. Tôi có thể đề nghị lập tức để bạt cậu lên làm cố vấn trung tá, thế nào hả lão đệ? Thử xem thế nào. Thiết Chiêm Hùng vừa bắt đầu đã phát động trò chơi mũ sĩ quan, nhưng lại biểu thị với Diệp Phàm. Ai, đại ca, không phải em không muốn thăng chức lên làm trung tá, nhưng có muốn cũng không muốn được. Không bột đố gột nên hồ, không có dược hoàn lão tiền bối đó cũng không thể xuất lực. Người ta chịu chế biến dược hoàn là đã nể mặt sư phụ em lắm rồi. Chỉ dựa vào em, tuyệt đối không lay động được lão nhân gia ấy. Người ta là cao nhân chân chính nhưng vì anh Thiết, em sẽ cố gắng. Diệp Phàm cũng thở dài, trong lòng buồn cười, thầm suy nghĩ nói, nếu có thể chế thêm mấy viên dược hoàn, bố mày đã sớm phát tài rồi, một viên thuốc bán cho người biết chuyện 100 vạn tuyệt đối không phải là vấn đề, đáng tiếc không có dược liệu, dương mắt nhìn nó cũng không biết làm thế nào. Hiện tại thị trấn Lâm Tuyền đang cần tiền. Bố mày muốn có tiền đến sắp phát điên rồi. Nghĩ tới những chuyện này trong lòng Diệp Phàm cũng khổ sở không thôi. Được rồi lão đệ, tôi biết cậu đã cố gắng rồi. Còn nữa báo cho cậu một tin tốt, lão Trần vừa cung cấp, chuyện của hội Hồng Á Đao Lưu đã có manh mối rồi.
có lẽ thật sự có một tổ chức như vậy. Trước kia là thuộc về phân bộ quân quan đông của Nhật Bản, sau này bọn Tây tiến vào, bọn Nhật Bản xấu hổ đầu hàng. Từ đó về sau, Hồng Á Đao Lưu Hội, hình như giải tán. Kỳ thực không giải tán, mà vẫn âm thầm vận động. Kỳ lạ là địa điểm bọn chúng hành động trái lại là các tỉnh phía nam của chúng ta. Lão Trần nói là bên trong núi Sương Bối Sơn tuyệt đối có cơ mật, chỉ có điều tạm thời vẫn không có cách nào tra ra, mấy ngày nữa anh sẽ chuẩn bị đích thân đi điều tra. Thiết Chiêm Hùng nhỏ giọng nói. Lão Trần có muốn đã muốn lấy công chuộc tội rồi hay không? Diệp Phàm thúc giục hỏi, hắn cảm thấy có lỗi với Trần Khiếu Thiên, lâu như vậy mà còn chưa đưa ông ta từ trong ngục giam ra. Gần đây sau khi mình ở Thủy Châu làm sở thiên các Diệp Phủ thì nguyện vọng này lại càng mãnh liệt vì ngôi nhà này để người khác trông chừng thì không yên tâm. Được, anh đã trực tiếp chuyển ông ta tới tòa án quân sự để xét xử, dàn xếp một chút, hiện tại phán quyết một năm, đang hoãn thi hành hình phạt. Lúc nào cậu rảnh rỗi thì đến căn cứ Lam Nguyệt Vịnh đón ông ấy quay về là được rồi. Cứ ở trong căn cứ đóng cửa lại không thể gọi vào bộ đội thật khiến người ta ngứa mắt. Ai, lão đệ, lần này có lẽ thằng nhãi cậu đã nhặt được bảo khố rồi. Lão nhân đó đoán chừng còn có thân thủ ngũ đoạn. Liệp báo chúng ta chỉ có một, tính thêm cậu mới được hai, loại cao thủ này thật khó kiếm. Nếu không hay là nhường ông ấy cho lão ca là được rồi. Để ở chỗ cậu dù sao cũng không làm gì, ông ta là nhân tài. Thiết Chiêm Hùng lại bắt đầu bài ca cũ, da mặt dày như đáy nồi, vẫn không từ bỏ Trần lão đầu. Em nói anh Thiết, dược hoàn đó anh còn muốn nữa không, em sẽ lập tức đột phá cho anh ba cao thủ trẻ tuổi. Tề Thiên, Lý Hoành Sơn, Phạm Võng, bọn họ mới 20 tuổi, thanh xuân như vậy lẽ nào không bằng một ông già sao? Hơn nữa anh Thiết nói không chừng còn có thể đột phá nữa. Cứ như vậy thì không cần chiêu mộ Trần Khiếu Thiên vào chỗ anh. Em bồi dưỡng ra mấy cao thủ trẻ tuổi trông chừng lẽ nào còn không mạnh bằng một Trần Khiếu Thiên già nua sao? Giọng điệu của Diệp Phàm bỗng nhiên tăng cao lên không ít, hắn là muốn gây phiền phức cho Thiết Chiêm Hùng. Y giống như một con ruồi suốt ngày càm ràm bên tai muốn thu hút người tài. Không để cho thấy chút lợi hại đoán chừng sau này Thiết Chiêm Hùng vẫn không từ bỏ dã tâm chi bằng dứt khoát quang bộ mặt này cho y xem, cắt đứt suy nghĩ đó của y. Đừng, được rồi, đại ca hứa với cậu sau này không nhắc đến chuyện này nữa. Được rồi, tôi vẫn cần dược hoàn đó, người trẻ tuổi càng tốt, càng có tiền đồ, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cũng không ngờ Diệp Phàm lại đột nhiên giận dỗi như vậy, giọng nói giống như sấm gào, khiến y thật sự có chút sợ hãi. Đương nhiên, không phải sợ Diệp Phàm, mà là sợ dược hoàn bị nhớ, đặc biệt là viên của y, trông đợi đột phá mấy năm rồi, nếu đột nhiên không có thì y đúng là không chịu được, trong lòng âm thầm oán hận, một lão đầu giống như bảo khố, vậy mà lại đưa về nhà canh cửa. Cái cửa rách nát ở huyện Cổ Xuyên của cậu ta còn cần người trông sao? Ngay cả mở rộng cửa cũng không có thằng trộm nào muốn ghé thăm, nghèo có tiếng mà. Được, em sẽ kêu Tề Thiên lập tức đến đón ông ấy. Đừng để một số người cả ngày nhớ thương, em ngủ cũng ngủ không yên. Diệp Phàm tức giận nói cúp điện thoại. Vì sở thiên các Diệp Phủ trước mắt chỉ có Tề Thiên mới biết, cho nên Diệp Phàm kêu Tề Thiên bí mật đưa Trần Khiếu Thiên đến đó. Đương nhiên, bà xã của Trần Khiếu Thiên đã được Diệp Phàm sớm bố trí đến đón đi trước một bước rồi. Lão đầu tử cũng khổ cả đời rồi, ở sở thiên các Diệp Phủ cũng là một loại hưởng thụ, dưỡng thương tốt nhất. Tề Thiên vừa đưa Trần Khiếu Thiên đến sở thiên các Diệp Phủ thì lão đầu tử thật sự rất yêu thích nơi này. Khen ngợi nói là hoàn cảnh tươi đẹp, phù hợp cho tu thân dưỡng tính, trong ao còn có cá, lúc rảnh rỗi có thể ở trong nhà câu cá giải trí. Kỳ lạ là Trần Khiếu Thiên lại chọn căn phòng ở chỗ cửa, nói là muốn giữ cửa cho chủ công Diệp Phàm, sau này chủ công về nhà thì tiện mở cửa. Nếu như bị Thiết Chiêm Hùng biết được nội tình không biết có tức giận không? Một cao thủ lục đoạn đi giữ cửa một ngôi nhà cũ. Trên đời này chuyện gì cũng có, Liệp báo muốn cao thủ, bố mày cũng muốn phát điên lên. Đương nhiên, vấn đề đầu tiên là để Thiết Chiêm Hùng biết thân thủ thực sự của Trần lão đầu mới được. Chương 301, trên bàn rượu pháo đã Mâu Dũng và Tạ Đoan. Bà xã của Trần lão đầu rất hiền lành chịu khó, vừa đến sở thiên các Diệp Phủ đã dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, có lẽ hai người thật sự thích nơi này. Sau này Trần lão đầu có thể tưới hoa, trồng rau, trở thành một người làm vườn. Đương nhiên,
Diệp Phàm cũng có dặn dò Tổng Quản Trương phải đối đãi với Trần Lão Đầu giống như với mình. Làm trong lòng Tổng Quản Trương cứ buồn bực, không biết Trần Lão Đầu có quan hệ thế nào với Diệp Phàm, có lẽ là tiền bối họ hàng gì đó. Lúc mới đầu quản gia Trương vẫn có chút lo lắng vị trí của mình sẽ bị Trần Khiếu Thiên thay thế, sau đó nghe Diệp Phàm giải thích, quản gia Trương mới yên tâm. Gần đây quản gia Trương rất là nhanh ý, Diệp Phàm lại là ông chủ khẳng khái, tiền lương cũng đã tăng lên. Bình thường cũng ít khi thấy người, công việc lại an nhàn, cho nên quản gia Trương thật sự có ý muốn làm việc lâu dài ở Sở Thiên Các Diệp Phủ. Đương nhiên, y cũng biết tạm thời vẫn chưa thể, vì Diệp Phàm còn đang khảo nghiệm y cho nên phải cố gắng làm tốt công việc, để ông chủ mới hài lòng. 4 giờ chiều, vì thời gian gấp gáp, hội nghị công tác giao thông, tổng kết kinh tế của thị trấn Lâm Tuyền chính thức triển khai. Hội nghị tổng kết tình hình giao thông, công tác kinh tế của năm 1995 và giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 8 của thị trấn Lâm Tuyền, cũng như nghiên cứu lên kế hoạch công tác kinh tế của năm 1996. Nghiên cứu thực hiện đường lối phát triển kinh tế và nông nghiệp cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ 9, trọng điểm là sắp xếp công tác nông nghiệp của năm 1996. Trong hội nghị, bí thư đảng ủy thị trấn Mậu Dũng đã có bài phát biểu, gian khổ xây dựng nông nghiệp, đoàn kết cố gắng thúc đẩy các hạng mục công tác phát triển trong năm 1996. Nội dung phát biểu của Chủ tịch thị trấn Diệp Phàm chủ yếu là hồi tưởng lại nội dung học tập hội nghị triển khai công tác tài chính ở thủ đô Yên Kinh. Hội nghị Yên Kinh đã đưa ra kết luận nhiệm vụ chủ yếu của công tác tài chính năm 1996 là tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thích hợp, tăng cường giảm giá hàng hóa, ủng hộ kinh tế đất nước xây dựng phát triển, gia tăng độ giám sát tài chính, thiết thực đề phòng nguy hiểm tài chính, yểm trợ vận hành vững chắc hợp pháp ngành tài chính. Hiện trạng trong thị trấn chính là vật giá leo thang, tiền lương của công nhân về cơ bản mới phát được một nửa. Còn có 7-8 xí nghiệp thị trấn còn chưa có lương để phát, phát triển nông nghiệp chậm chạp, tiến triển thu nhập của nông dân thấp đến kinh người. Nhiệm vụ trọng yếu của thị trấn năm 1996 là thúc đẩy phát triển xây dựng kinh tế, lấy đổi mới nhà máy giấy Lâm Tuyền làm khởi điểm, kéo theo các xí nghiệp tư doanh khác trong thị trấn như nhà máy đồ hộp, nhà máy điện tử, nhà máy khắc đá, nhà máy đồ chơi, cùng phát triển. Phương diện giao thông lấy, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, làm xuất phát điểm, toàn lực phát triển giao thông Lâm Tuyền, gọi là 5 điểm xoay quanh trung tâm. Kế hoạch này lấy Lâm Tuyền làm trọng tâm. Phía Tây Bắc nối liền đến thị trấn Quy Hồ, Đông Bắc qua Khanh Hương đến thị trấn Giác Lâm, phía Đông nhập vào thị trấn Nam Khê đến huyện, phía Tây Nam nối liền với thị trấn Tả Nham, phía Đông Nam đến thị trấn Vũ Khê, tạo thành một khu vận động kinh tế mô hình huyện nhỏ. Sau khi, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của Diệp Phàm được trình chiếu trong hội nghị lập tức làm chấn động tất cả những người đang có mặt, xung quanh nhất thời vang lên tiếng thảo luận ồn ào. Giám đốc Triệu, kế hoạch này cần bao nhiêu tiền? Chu Do Dân của phòng dân chính thị trấn lắc đầu, cho rằng muốn thực hiện được kế hoạch này quả thực chỉ nằm mơ, thậm chí nghi ngờ chủ tịch thị trấn Diệp có phải nóng đầu quá làm cho hồ đồ không? Có lẽ cần hơn 2.000 vạn. Giám đốc Sở Triệu Thiết Hải của Sở Công an cũng nghe nói rồi, lẩm bẩm. 2.000 vạn, mẹ tôi, thu nhập tài chính một năm của thị trấn chúng ta được bao nhiêu chứ, mọi người có khẩn trương làm thế nào cũng không thể nào thực hiện được lý tưởng này. Giám đốc Sở Trần Chân Minh của nhà khách khẽ run rẩy nói. Nếu thật sự như vậy những ngày tháng sau này của nhà khách cũng không dễ sống, không có tiền lấy gì ra chiêu đãi người khác. Hơn nữa xuất phát từ lợi ích trọng tâm, lợi lộc của mình sẽ có rút trên diện rộng rồi. Trần Chân Minh làm chủ nhiệm nhà khách. Bao nhiêu vụ chiêu đãi lớn nhỏ mấy năm nay, cũng mò được không ít lợi lộc. So với một số chủ nhiệm ban bệ kiểu cách trong thị trấn mà nói cũng không hề thua kém gì cả. Hơn nữa nhà khách là nơi tiếp cận với lãnh đạo thượng cấp, có ưu thế gần quan được ban lộc, Trần Chân Minh ở chỗ này mấy năm cũng không muốn chuyển đi. Hình như nghe nói chủ tịch thị trấn Diệp đã kiếm được nguồn tài chính lớn, thị trấn có lẽ không cần phải bỏ tiền ra. Triệu Thiết Hải cũng không dám nói chắc chắn. Chủ tịch Diệp kiếm được 2.000 vạn, mẹ tôi, cậu ta đúng là thần sống. Chu Do Minh không thể không gật đầu, trong lòng thầm nói, như vậy không phải là đồn đại nhưng hình như buổi sáng bí thư huyện ủy Lý cũng mơ hồ có nhắc đến rồi. Hầu hết chủ nhiệm các phòng ban không nắm rõ chân tướng đều cho rằng chủ tịch thị trấn Diệp nói khoác kế hoạch không thể thực hiện được này.
Cũng có một bộ phận cán bộ thị trấn tin rằng chủ tịch Diệp có lẽ có cao chiêu, nhưng nếu nói kiếm được 2.000 vạn thì chuyện này thật sự kinh thiên động địa quá. Nếu nói là chủ tịch thành phố La của thành phố Mặc Hương kiếm được hơn 2.000 vạn còn có chút khả năng, nếu nói chủ tịch huyện Trương Tào Trung của huyện Ngư Dương kiếm được hơn 2.000 vạn phải có đến 80% cán bộ đang ngồi đều sẽ lắc đầu liên tục nói, no. Cho nên chủ tịch thị trấn Diệp có thể kiếm được 2.000 vạn đoán chừng là không có căn cứ. Diệp Phàm nhìn lướt qua mọi người, trong lòng cũng biết rõ mọi người không tin. Tất cả đều có vẻ mặt khổ sở, có lẽ mọi người đều đang có những tính toán của riêng mình. Bọn họ tính toán nếu thực hiện bản kế hoạch này có lẽ sau này các ban bệ đều phải tiến hành kế hoạch chi tiêu rẻ sẻn, thậm chí cơm cũng không dám ăn, lúc đó còn làm quan làm gì nữa, ngay cả quán ăn cũng không có tiền. Thấy mọi người cứ lắc đầu thở dài, Diệp Phàm hắng giọng gõ nhẹ một cái lên bàn nói. Được rồi. Xin mọi người yên lặng một lát. Tôi nghĩ mọi người đều đang lắc đầu âm thầm than thở, có phải đoán đồng chí Diệp Phàm sốt cao hồ đồ rồi không? Có phải muốn học các lãnh đạo muốn làm công trình lấy thành tích, khoe thể diện gì không? Có phải sau này cán bộ của thị trấn chúng ta sẽ thiếu lương, chỉ có thể lĩnh được một nửa về nhà nấu mì gói ăn không? Giá cả lại cao như vậy, mọi người làm sao mà sống? Còn làm sao vui vẻ, còn làm sao phóng khoáng? Tôi muốn nói một câu là mọi người muốn sống thế nào thì cứ sống như thế. Tiền lương tuyệt đối sẽ không giảm bớt một đồng nào, tiền lương phúc lợi cuối năm mà tôi đã hứa hẹn với mọi người sáng nay, mọi người cũng không cần lo lắng, không lâu nữa đến cuối năm thì có thể đến tay mọi người thôi. Thực hiện, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, là đích thân hội nghị thường vụ huyện quyết định, lúc đó bí thư thị ủy Dương cũng ở đó. Còn nói về tiền xây đường có lẽ cũng cần hơn 2.000 vạn. Ngày mai có chuyên gia liên quan đến lĩnh vực này trên thành phố sẽ đến Lâm Tuyền chúng ta tiến hành kiểm tra phương án toàn diện, bản kế hoạch này sắp tiến vào giai đoạn thực hành rồi. Vấn đề tài chính không cần các vị lo lắng, mục tiêu lớn chính là không động đến một đồng tiền nào của thị trấn. Mọi người muốn thoải mái thế nào thì cứ thoải mái như thế, ha ha, tôi đã kiếm được gần 1.800 vạn rồi. Diệp Phàm vừa nói đến đây, trong phòng họp đã truyền đến một loạt tiếng thở phào như nước thủy triều. Sau tiếng thở phào là một trận vỗ tay như sấm mùa xuân vang lên, kéo dài không dứt. Tất cả đều xuất phát từ sự khen ngợi tận đáy lòng. Nhìn bộ mặt tươi cười của Diệp Phàm, trong lòng Mâu Dũng giống như đánh đổ bình gia vị, cảm giác đắng cay khổ sở chua chát xen lẫn vào nhau, trong lòng thầm mắng, khoe khoang gì chứ, vênh váo cóc khô, 2.000 vạn thì sao? Làm như kiếm được mấy tỷ. Tài sản cá nhân của nhà bố mày đã có 2.000 vạn rồi. Có nhiều hơn nữa tiểu tử mày cũng không cầm được, tất cả đều không phải của nhà nước sao. Mẹ kiếp, sau này phải tăng cường giám sát tài chính sửa đường. Tuyệt đối không để cho thằng nhãi này kiếm được ích lợi quá nhiều từ bên trong. Nhưng để hắn kiếm chắc cũng được, quan viên hiện tại đổ tiền bạc vào công trình này quá nhiều rồi, chú dượng của bố mày lại ở ủy ban kỷ luật, có thể bắt ngươi tống vào nhà giam, có vẻ cũng không tệ. Nghĩ tới những chuyện này. Ngũ vị trong lòng Mâu Dũng thoáng cái đã tràn ngập vị ngọt, trong lòng cũng có chút bốc hỏa, trái lại hy vọng đồng chí Diệp Phàm kiếm trác gì đó trong công trình lớn như vậy. Không sợ hắn kiếm trác, chỉ sợ hắn không kiếm, đây chính là tâm lý mờ ám trong lòng Mâu Dũng lúc này. Cứ như vậy, tiểu tử này lại cảm thấy thư thái, mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Trong lòng cứ vui tươi hớn hở, nhìn từ bên ngoài đều tưởng bí thư đảng ủy thị trấn cũng vì năng lực của Diệp Phàm mà vui mừng. Có ai ngờ trong lòng tiểu tử này lại xấu xa như vậy. Nhưng phương diện tài chính sửa đường vẫn có lỗ hổng, những người đang ngồi ở đây đều là nòng cốt của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, cũng có thể nói là cán bộ trung tầng. Tôi hy vọng mọi người đều có thể hợp mưu hợp sức thi triển ra năng lượng lớn nhất của mình, kiếm tiền ở nhiều cấp độ hơn. Đương nhiên, không thể thu chi hỗn loạn được, ý tứ của tôi là kêu mọi người đi quyên góp thêm ở thượng cấp. Sau khi hội nghị cán bộ trung cấp khai mạc đã sắp 6 giờ, mọi người cùng ăn một bữa cơm tương đối thịnh soạn trong phòng ăn của chính quyền thị trấn. Nhân cơ hội này Diệp Phàm cũng tranh thủ đi bộ tới từng bàn để làm quen với những cán bộ trước mắt của thị trấn Lâm Tuyền. Chà, hậu sinh khả úy. Khi đi tới từng bàn, Diệp Phàm lại nâng chén rượu lên chạm cốc với mọi người, một giọng điệu không hài hòa truyền ra, cực kỳ ra vẻ ông cụ non. Đảo mắt nhìn qua, thấy một người có đôi mắt tam giác. Đang ngồi bệ vệ bên cạnh chiếc bàn tròn, lão đầu này có thái độ ra vẻ và khinh thường. Chà, người này nhìn qua mới 40 tuổi, sao lại cảm giác như một lão già vậy?
Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Chủ tịch thị trấn Diệp, anh ấy là Phí Kỳ vốn là phó bí thư của xã Khanh Hương. Triệu Thiết Hải ở bên cạnh vừa vặn quen mặt người này vội vàng đứng ra giới thiệu, tiếp theo chỉ vào ba người trung niên còn lại giới thiệu. Ba vị này vốn đều là phó chủ tịch xã Khanh Hương, phó chủ tịch xã Lưu Sán, phó chủ tịch xã Trương Chính Phàm, phó chủ tịch xã Chu Thầm. Triệu Thiết Hải giới thiệu cả chức danh của bọn họ, biểu hiện rất tôn trọng. Chủ tịch Diệp, tôi, chúng tôi mời anh một chén. Ba người dày dặn kinh nghiệm này cũng đứng lên cung kính, khẽ khom người nâng chén rượu lên, xem ra vẫn có vẻ sợ hãi vị khách quý mới nổi dậy của Lâm Tuyền. Bất kể trước khi ăn cơm, Phí Mặc đã dặn dò ba tên đồng bọn phải tỏ vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không đứng vững. Chỉ có Phí Kỳ vẫn duy trì không đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm chằm chằm, trong đôi mắt tì hí lộ ra vẻ khinh bỉ liếc nhìn ba tên đồng bọn, trong lòng thầm mắng, đồ vô dụng, bùn lầy không đỡ được tường, tên nhãi họ Diệp đó còn chưa liếc mắt, các ông đã sợ đến thế này rồi. Còn làm sao liên hợp kêu oan, mẹ kiếp, chiếc mũ quan phó chủ tịch xã đó của mấy người cũng quăng cho chó đi không phải tốt hơn sao? Ha ha, được, các vị đều là tiền bối, kinh nghiệm công tác phong phú. Tôi chỉ là hậu bối, lẽ ra tôi phải kính ba vị một chén trước mới đúng. Diệp Phàm không để ý đến Phì Kỳ, giơ chén lên mỉm cười chạm cốc với ba lão già này rồi một hơi uống sạch. Chương 302, bí thư vừa vặn bịt lỗ đạn. Ba người len lén liếc nhìn Phí Kỳ cuối cùng vẫn cắn răng một hơi uống sạch. Dù sao người ta tốt xấu gì vẫn là lãnh đạo cấp trên của mình, nếu thật sự không nể mặt chỉ sợ sau này không có kết quả tốt đẹp gì. Bí thư Phí, chúng ta cũng uống một chén thế nào hả? Trong lòng Diệp Phàm thầm kêu lên hai chữ bình tĩnh, không hề sợ hãi, khẽ mỉm cười nhìn Phí Kỳ cực kỳ kiêu ngạo, lại nâng chén lơ lửng trên không, thầm nghĩ, lão già này, lại muốn so, bình tĩnh, với mình sao? Vậy thì chúng ta cùng chơi. Đừng tưởng rằng có con hổ đất Phí Mặc của Ngư Dương chống đỡ phía sau, tôi là nghé con từ bên ngoài tới sợ gì ông chứ. Chuyện khi tức lên nghé đâm chết hổ cũng đâu có thiếu. Tạ Đoan đang ở phía sau cũng đi tới mời rượu, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, có lẽ mấy lão già này muốn sinh sự, nhất định là muốn chĩa mũi nhọn vào mình, xuống tay với chủ tịch Diệp chỉ là ngụy trang. Cho nên Tạ Đoan mặc dù nói vẫn đang ở bàn gần đó mời rượu, nhưng trên thực tế tâm trí của y sớm đã bay đến bàn của Diệp Phàm rồi. Hừ, không dám, anh là chủ tịch thị trấn, là người tin cẩn của Ngư Dương. Tôi chẳng qua chỉ là một phó bí thư, có tài cán gì có thể khiến đại nhân chủ tịch thị trấn chạm cốc với tôi chứ, đây không phải làm xấu mặt lão phu sao. Phí Kỳ không hề nể nang, khiến mấy đồng sự cũng được điều từ xã Khanh Hương tới đang ngồi cùng bàn ăn đều không ngừng kêu khổ. Chỉ sợ chủ tịch Diệp trong cơn nóng giận chút giận lên đầu những người liên lụy ngồi cùng bàn thì thê thảm, mấy người bọn họ thật sự là oan ức vô cùng. Ha ha ha, bí thư Phí muốn nói gì cứ nói, các vị đều là đồng chí cũ, có yêu cầu gì có thể thỉnh cầu với bí thư Mâu, cũng có thể nói với phó bí thư Tạ. Còn về vấn đề công tác của các vị đồng chí, đảng ủy nhất định sẽ bố trí thỏa đáng. Diệp Phàm thản nhiên nói, chĩa mũi nhọn về hướng Mâu Dũng và Tạ Đoan, tiếp theo hừ nói. Nhưng, đem tình cảm vào trong công việc cũng không tốt, thị trấn Lâm Tuyền chúng ta một năm tới sắp bước vào giai đoạn phát triển cấp tốc. Tôi không hy vọng có một số đồng chí nào đấy chỉ hoãn tiến độ công việc. Ở đây tôi cũng biểu thị thái độ luôn, nếu có một số đồng chí nào đấy cậy già lên mặt, không chịu tuân thủ sắp xếp của thị trấn. Nếu công tác không đắc lực, đảng ủy thị trấn sẽ đề nghị đưa những đồng chí này về huyện, ha ha ha, tôi tin rằng, dưới sự giúp đỡ của các lãnh đạo trong huyện, bọn họ nhất định sẽ nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng của mình. Diệp Phàm mỉm cười sau khi nói xong lại cùng với mấy đồng chí chạm cốc, xoay người bỏ đi, căn bản không hề để ý đến lão già Phí Kỳ làm sắc mặt của y thoáng cái đen sạm lại, chẳng khác gì gan heo. Thấy không xảy ra chuyện gì, Tạ Đoan cuối cùng cũng nín lại, thuận lợi đến bên này mời rượu, nhưng trong lòng vẫn hơi có chút sụt rè. Sau khi bị Diệp Phàm làm lỡ như vậy, Mâu Dũng cũng vừa vặn đi bộ tới bàn này, đứng cùng với Tạ Đoan. Tạ Đoan vừa thấy bí thư Mâu Dũng đi đến vội vàng nghiêng người sang một bên, để Mâu Dũng chạm chén với các đồng chí cũ của mình trước, trên thực tế đương nhiên là hy vọng bí thư Mâu Dũng bịt lỗ đạn trước. Ha ha ha, hôm nay thật cao hứng, mọi người đứng lên cùng cạn một chén đi. Mâu Dũng không ôn nhu như Diệp Phàm, giọng điệu cao ngạo,
như mơ hồ truyền ra mệnh lệnh. Y cho rằng hoàn toàn có thể nói vậy, những người này đều là lính của Lâm Tuyền. Nếu mình đã là bí thư của thị trấn, nói những lời này cũng không có gì quá đáng, cũng có thể thể hiện ra quan uy của mình. 10 người trong bàn thì đến 9 người đều vội vàng đứng lên, ngoài miệng cứ chúc mừng nói những lời dễ nghe ăn mừng bí thư Mâu thăng quan tiến chức gì đó, chỉ có lão giả Phí Kỳ vẫn không đứng dậy, dáng vẻ vẫn ngồi bệ vệ như trước. Mâu Dũng mới nhìn đã thấy không vui, vừa vặn lại không quen người này, nhếch miệng lên hỏi. Đồng chí này tới từ đâu, sao có vẻ giống như bất mãn gì đó? Bí thư Mâu, anh ấy là phó bí thư Phí Kỳ của xã Khanh Hương cũ. Lưu Sán vội vàng giới thiệu. À, thì ra là bốn lão gì này, lẽ nào muốn thị uy với mình sao? Thật là nhức đầu. Mâu Dũng cũng không hồ đồ, cũng sớm nghe nói chuyện gây rối của Phí Kỳ. Tuy nhiên Mâu Dũng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, trước đây vốn đã rất cao ngạo. Ở thành phố toàn gặp những cán bộ cấp phó phòng trở lên, lúc này nhìn thấy một tên phó phòng cũng dám cao ngạo như vậy, cơn tức giận bất chợt bùng lên. Chỉ có điều hôm nay vừa ngồi lên chiếc ghế bí thư thị trấn, nên tận lực kiềm chế xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc nói. Phó bí thư Lưu, chúng ta chạm chén. Không uống được. Phí Kỳ lười biếng nói liếc mắt nhìn Mâu Dũng như không có chuyện gì. Chuyện này thật sự đã chọc giận Mâu Dũng, nghĩ thầm, lão thất phu này, nể mặt lão lão lại làm quá, tưởng rằng bố mày dễ ức hiếp có phải không? Vừa rồi họ Diệp đó đến hình như cũng đến mời rượu. Uống với hắn không uống với bí thư bố mày, có phải xem thường bố mày không? Chẳng lẽ bố mày là bí thư lại không bằng tên chủ tịch thị trấn đó sao? Kỳ thực Mâu Dũng không biết Phí Kỳ căn bản không có uống rượu với Diệp Phàm cũng đồng dạng không uống với y. Chỉ có điều Diệp Phàm không để ý đến Phí Kỳ, tự mình bỏ đi. Kỳ thực Diệp Phàm làm vậy chính là muốn thấy Mâu Dũng mau qua đây mời rượu, cho nên chọc giận Phí Kỳ trước, sau khi chọc giận xong liền vội vàng chuồn đi. Lập tức Mâu Dũng đến ngay đúng như dự đoán, cơn giận của Phí Kỳ không có chỗ phát ra, đương nhiên phải phát lên người y. Mâu Dũng lạnh lùng cười nói. Phó bí thư Phí, có bất mãn gì với công tác của tôi có thể nói ngay ở đây. Chúng ta đều là cán bộ của đảng, vĩ nhân không phải đã nói, chúng ta đều là cái đinh ốc, đảng cần chúng ta tới chỗ nào thì phải tới chỗ đó, không khuất phục sắp xếp của tổ chức là không được. Hừ. Phí Kỳ tôi có nói là không khuất phục sắp xếp của tổ chức khi nào, mọi người đều biết, Phí Kỳ tôi không thể uống rượu, đó là vì công tác thường xuyên thức đêm dẫn đến bệnh đau dạ dày. Lẽ nào không uống rượu với lãnh đạo thì xem là không khuất phục sắp xếp của tổ chức sao? Chuyện này còn có loại ngụy biện này sao? Phí Kỳ giống như trúng đạn, đem hết uất ức vừa rồi bị Diệp Phàm chọc vào ném hết về phía Mâu Dũng. Liếc mắt nhìn Tạ Đoan đứng bên cạnh đầy vinh quang. Lửa giận trong lòng y lại bừng lên, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, bố mày là một phó bí thư mà đến lúc này cũng không có chỗ nào tiếp nhận. Tiểu tử mày chỉ là một phó chủ tịch xã, chức vụ còn thấp hơn bố mày, thế mà tình thế thay đổi, ỷ vào con hổ đất Tạ Cường thoáng cái thăng chức lên địa vị phó bí thư thị trấn Lâm Tuyền quản lý nhân sự, uy phong vô cùng. Hạ Giai Trinh người ta là bí thư đảng ủy xã còn phải khuất phục dưới mày. Khúc Anh Hà một chủ tịch xã sau khi đến Lâm Tuyền chỉ là một phó chủ tịch thị trấn. Bọn bố mày còn thảm hại hơn, nghe nói còn từ cấp phó phòng giáng xuống làm cấp ban, ban tổ chức cấp ban còn chưa lập hồ sơ thì xem là quan chó gì. Nghĩ đến những chuyện bực tức này, Phí Kỳ càng không kìm được, bất chấp tất cả xông tới nói. Phó bí thư Tạ, tôi thật sự muốn hỏi xem, cậu là phó bí thư quản lý sắp xếp nhân sự. Tại sao bốn người chúng tôi và Lưu Sán? Trương Chính Phàm, Chu Thầm vẫn chưa được sắp xếp công tác. Có phải xem chúng tôi như đống rác muốn quăng chỗ nào thì quăng có phải không? Có phải thật sự muốn chúng tôi quay về nhà dưỡng già không? Nếu có thể nghỉ hưu cũng được, bốn người chúng tôi cũng đến nhà về nhà bế cháu rồi. Các anh nói có phải không? Phí Kỳ vừa nói xong liền xoay qua liếc nhìn ba đồng bọn, ra hiệu bằng mắt. Ba người Lưu Sán, Trương Chính Phàm, Chu Thầm. Vốn không muốn trực tiếp đối đầu với bí thư Mâu Dũng và phó bí thư Tạ Đoan trên bàn tiệc nhưng bị Phí Kỳ ép buộc, lúc trước mọi người cũng đều bàn bạc qua rồi, lúc này cũng đành phải bất chấp khó khăn đứng bên cạnh góp lời. Đúng vậy, bí thư Tạ, chúng tôi mới 40 tuổi, không có việc gì làm cũng rãnh rỗi quá, các anh làm lãnh đạo rút cuộc nghĩ thế nào vậy? Có muốn chúng tôi về hưu cũng phải nói mấy câu mới được chứ? Lưu Sán có chút lo lắng mở miệng nói. Đúng.
ngay cả một số chủ nhiệm phòng của xã Khanh Hương cũng sắp xếp xong xuôi rồi, chúng ta lúc ấy tốt xấu gì cũng là một phó chủ tịch xã, lẽ nào còn không bằng cán bộ cấp ban. Lão gia hỏa Chu Thầm cũng lên tiếng. Bọn họ bị Phí Kỳ ép cũng không còn cách nào, hơn nữa lại nghĩ đến sau lưng có con hổ đất Phí Mạc ủng hộ có lẽ cũng không có việc gì lớn. Dù sao chiếc mũ quan trên đầu cũng bị kéo xuống rồi còn sợ gì nữa chứ? Lẽ nào thật sự dám khai trừ công chức, thật sự đến lúc đó thì dứt khoát liều mạng. Mọi người đừng nóng vội, chuyện này tôi cũng đang cùng bàn bạc với chủ tịch thị trấn Diệp và bí thư Mâu rồi, sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Tạ Đoan đảo mắt một vòng vội vàng đem cơn lửa giận trong ngày mùa đông của bốn lão đầu này kéo về hướng người đứng đầu Mâu Dũng. Vì Mâu Dũng vừa nhìn thấy bốn lão già này chĩa mũi nhọn về hướng Tạ Đoan, cũng nghiêng người đứng sang bên cạnh xem cảnh náo nhiệt, nếu thực sự không được thì bản thân sẽ đứng ra thu dọn chiến trường, đến lúc đó chẳng khác nào Tạ Đoan thiếu mình một món nợ ân tình. Trước mắt hình thế của thị trấn Lâm Tuyền rất bất lợi với mình, trong đảng ủy viên mình không có một đồng minh chân chính nào. Nếu có thể lôi kéo Tạ Đoan thì quá tốt, chí ít trong hội nghị đảng ủy sau này nói chuyện cũng cứng rắn hơn. Nghĩ tới những điều này Mâu Dũng cũng có chút lòng chua xót, thầm mắng, mẹ nó. Ông mày tốt xấu gì cũng là người đứng đầu, nhưng trong đảng ủy thị trấn chỉ là một con hổ giấy. Tên tiểu tử họ Diệp đó hình như còn có đồng bọn Thiết Minh Hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính lệnh sau này làm sao thông qua. Không thể nắm giữ đảng ủy thì người đứng đầu còn là cái rắm gì. Được rồi mấy đồng chí, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chuyện của các vị tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng có một số chuyện cũng có chút khó làm, có một số vị trí giám đốc sở, chủ nhiệm phòng ban tốt người ta đã lấy hết rồi. Tôi cũng không thể tự nhiên kéo người khác xuống được, cho nên chuyện này tôi sẽ bàn bạc với chủ tịch thị trấn Diệp rồi hãy nói. Mâu Dũng cũng không ngu, ẩn ý chỉ ra có mấy bộ phận tốt đều đã được cấp dưới của Diệp Phàm chiếm lĩnh rồi. Bây giờ chỉ còn lại chữ tạm quyền, chữ tạm này, Mâu Dũng cũng đặc biệt nhấn mạnh. Không phải Mâu Dũng tôi không sắp xếp cho mọi người, mà là vì không có bộ phận tốt. Chỉ cần mấy lão già này vừa nghe kỹ nhất định sẽ hiểu ra, ngọn lửa này có lẽ lại dẫn đốt về phía Diệp Phàm rồi. Tạ Đoan không lên tiếng, y đương nhiên không muốn đắc tội với quý nhân mới nổi Diệp Phàm. Sau đó hai người tùy tiện uống mấy chén rồi đi. Đương nhiên. Phí Kỳ cũng không dám làm gì quá mức. Hôm nay đã giành thể diện về rồi, hơn nữa Tạ Đoan cũng bị bốn lão già mình trị cho một trận. Đạt được mục đích Phí Mạc và Trương Tào Trung yêu cầu thêm mắm thêm muối cho Tạ Đoan con trai của Tạ Cường. Mấy lão già này đương nhiên biết rõ, mấy người bọn họ không thể nào so sánh với Tạ Đoan. Người ta có cha là thường vụ, cái gì cũng mạnh hơn mình. Chiến tích, năng lực, đều là chó, chỉ có quyền lực mới là quan trọng nhất. Chính là đạo lý trong triều có người làm quan thì cả họ được nhờ. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm cùng với mấy người Tề Thiên, Lý Hoành Sơn đi tản bộ. Sau 11 giờ tối, vì nguyên nhân mùa đông trời lạnh, thị trấn Lâm Tuyền đã chìm vào trong giấc ngủ say. Tiên sinh Lôi Thản của Cổ Lưu Các, Thủy Châu cũng chạy đến, còn mang theo mùi vị cổ quái, dưới hàm để một chòm râu màu đen dài gần 8 thước. Y vẫn mặc chiếc áo choàng kiểu cổ màu xanh nhạt đã nhìn thấy ở thành phố Mặc Hương lần trước, cất tiếng nói. Diệp tiên sinh, anh em tôi đến trễ. Không sao, vẫn còn chưa xuất phát, chúng tôi vẫn đang đợi mọi người. Nếu hôm đó trong bản đồ Hoàng Tuyền gì đó đã chú thích dưới tượng đá Trung Húc có đường đi thông tới Hoàng Tuyền, đầu tiên phải di chuyển bức tượng đá nặng gần 7-8 ngàn cân này mới được, bằng không mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Thản nói. Lôi tiên sinh, chuyện ma quỷ ở nhà cũ của ông đã giải quyết chưa, có bắt được cái bóng đó không? Vẫn chưa được, cách gì cũng dùng rồi mà vẫn không bắt được nó. Thứ đó cử động như gió, có chút động tĩnh là thoát thân, yên lặng thì cảm giác như xử nữ, thật sự có chút quái dị. Lôi Thản mặt dầu dĩ lắc lắc đầu. Vậy khối cương thi mà ngài cất giữ có còn không, có lẽ lệnh tôn đã hạ lệnh thiêu hủy rồi phải không? Diệp Phàm đối với khối cương thi này thật sự rất hiếu kỳ, khổ nỗi gần đây không có thời gian, bằng không thật sự muốn lập tức chạy tới xem xét một lát. Đúng, cha tôi cho thời hạn 2 tháng, ai? Phiền phức rồi. Thứ đó tôi đã cất giữ rất lâu rồi, bây giờ nếu đốt đi thật sự đáng tiếc. Lôi Thản đau lòng không thôi, người này yêu đồ cổ đến mức gần như điên cuồng.
Vốn thiếu tá Mã Lạp của sư đoàn dã chiến thành phố cũng đến, nhưng gần đây y cũng thật xui xẻo, vừa rồi gặp bộ đội đến Hải Nam luyện tập dã chiến, cho nên lần này đi tìm chuyện bí mật của con đường Hoàng Tuyền cũng không đến lượt. Không lâu sau, anh trai Kim Mao sư Hống thiếu tá Tạ Tốn của Tạ Mi Nhi cũng dẫn theo mười mấy tên lính ngồi trên một chiếc xe đại quân chạy tới thị trấn Lâm Tuyền. Đương nhiên Tề Thiên đã liên hệ, dây thừng và dòng dọc nhấc vật nặng cũng được mang tới. Còn mang theo máy phát điện cỡ lớn, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Anh Diệp, Tạ Mi Nhi người mặc trang phục ngụy trang xinh đẹp, chui ra từ trong xe, dịu dàng nhìn Diệp Phàm chằm chằm, thật sự không cần phải nói, Tạ Mi Nhi mặc trang phục ngụy trang dã chiến có tư thế oai hùng như nữ binh. Có lẽ là trang phục ngụy trang số nhỏ, ôm trọn thân hình đầy đặn, khiến Diệp Phàm nhìn mà cứ muốn nuốt nước miếng. Mỹ Nhi, sao em lại tới đây? Diệp Phàm sửng sốt thuận miệng hỏi, dáng vẻ có chút ngốc nghếch. Tại sao em không thể đến được, lẽ nào anh Diệp chán em rồi, sau này Mỹ Nhi cũng không dám đến nữa. Hừ, Tạ Mi Nhi mất hứng, lẩm bẩm nói. Không phải, vì chỗ này có quỷ, bọn anh đi bắt quỷ, lẽ nào em không sợ? Diệp Phàm cười quái dị nói. Chương 303, tìm tòi bí mật. Tạ Mỹ Nhi thuận miệng nói ra lại cảm thấy hình như có vẻ hơi quá thân mật, hai má chợt hồng lên càng lộ vẻ kiều diễm làm Diệp Phàm tí nữa lồi mắt, nuốt ực một ngụm nước miếng, Mỹ Nhi ngày càng quyến rũ, vẻ đẹp của cô ấy dường như là do trời sinh, đàn ông nhìn vào là dạo dực chỉ muốn ôm vào lòng để âu yếm. Sau đó anh chư lại lập tức tự mắng, xúc sinh, cô ấy là em kết nghĩa của mày đấy, đừng có dây vào. Đội nhân mã này vừa đến quỷ anh than thì Vu Phi Phi và Chu Quân Nghĩa của đài truyền hình thành phố Mạc Hương cũng đã có mặt. Buổi sáng Diệp Phàm điện thoại Vu Phi Phi, cô ta vừa nghe nói là đi thám thính đường xuống suối vàng thì lập tức tò mò, tuy nhiên vì bận việc ở đài truyền hình nên giờ mới tới. Thật ra thì Diệp Phàm tối nay huy động lực lượng lớn như vậy để tìm kiếm cái gọi là đường xuống suối vàng là có hai mục tiêu. Nguyên nhân thứ nhất đúng là con đường kia có chút thần bí. Nguyên nhân khác là để xem quỷ anh than có lộ ra chút gì không. Vì thế hắn mới mời đám người bên đài truyền hình đến cùng với thiết bị quay chụp, nếu sau này ở quỷ anh than lộ ra chuyện gì bí ẩn sẽ được tuyên truyền trên đài truyền hình thì thị trấn Lâm Tuyền sẽ được lợi rất lớn. Chủ tịch Diệp, anh định tìm gì trong cung vậy? Triệu Thiết Hải cũng được Diệp Phàm gọi tới, tò mò hỏi. Anh Diệp, anh không còn là phó bí thư đảng ủy nữa sao? Lên chức lúc nào vậy? Tạ Mỹ Nhi vô cùng ngạc nhiên, mọi người nghe cô hỏi vậy cũng quay lại nhìn. Ha ha, vừa sáng hôm nay thôi, chỉ là may mắn chút xíu. Diệp Phàm cười khiêm tốn. Còn chút xíu nữa sao, tôi xem anh vớ phải cục gạch vàng rồi đấy, những người khác có gắng cũng không đuổi kịp. Anh mới tốt nghiệp nửa năm đã từ một nhân viên bình thường thăng lên chủ tịch thị trấn, không đơn giản. Chú út của tôi bằng tuổi này còn ở đồn công an xã làm mấy việc vặt đấy. Vu Phi Phi há to miệng thiếu chút nữa không thể chọn rồi. Chuyện này nói ra đúng là làm tất cả mọi người có mặt kinh ngạc. Đại ca, không ngờ đấy, anh cũng quá nhanh đi. Ai, cứ tiếp tục như vậy thì đến lúc em thành đoàn trưởng anh đã thành chủ tịch thành phố rồi, người so với người sao mà kém vậy chứ. Tề Thiên than thở. Tiểu tử ngươi đó, còn không biết dừng à. 23, 24 đã là thiếu tá tiểu đoàn trưởng rồi. Cậu nhìn Tạ Tốn xem. Tuổi lớn hơn cậu còn ở cái chỗ dương đầu phong hẻo lánh đó. Diệp Phàm cười mắng Tề Thiên. Chúc mừng anh Diệp, anh thăng quan là chuyện tốt, tốt nhất là sang năm lên huyện luôn. Lý Hoành Sơn vội vàng ôm quyền chúc mừng. Huyện cái đầu của cậu đó, cậu là chủ tịch tỉnh A. Diệp Phàm tức giận đánh cho Lý Hoành Sơn một quyền, suýt nữa làm gã văng đi. Nhẹ chút có được hay không, tay anh thì ai mà chịu được chứ, A. Bộ ngực của tôi. Lý Hoành Sơn giả bộ đau đớn. Ra, Thiết Hải, anh dẫn đầu đi. Diệp Phàm ra lệnh, mọi người bắt đầu tiến vào. Cung Trung Húc Thánh xây trên một ngọn đồi, độ dốc khá thoải, mọi người đi theo một cái thềm đá hai bên mọc đầy cỏ dại tiến đến cổng chính. Con đường này giờ cỏ mọc cao lút đầu người, mấy người binh lính đi trước phải dùng dao khai quang, không lâu sau thì đến nơi. Tiếp đến mấy người binh lính lại thu dọn sạch sẽ cung cũ. Sau đó chạy máy phát để thắp đèn điện. Diệp Phàm và Lôi Thản cùng nghiên cứu tấm bản đồ lấy ra từ khối gỗ, cảm thấy nó cũng không có tác dụng gì lắm, điều quan trọng là phải dịch chuyển được bức tượng Trung Húc. Mười mấy người lính cùng hợp sức lại dùng dòng dọc để kéo,
không lâu sau thì bức tượng đá nặng gần 7-8 ngàn cân bị nhấc lên rồi chuyển sang chỗ khác. Bên dưới pho tượng lộ ra một đài gạch cao chừng 2 mét, chiều dài rộng chừng 1 mét, xây dựng khá thô kệch. Bởi vì chắc xây từ rất xa xưa rồi nên đài gạch này có màu đen xỉn, còn nguyên bản của nó chắc là màu vàng nhạt. Bóc ra một lớp đi. Diệp Phàm nói. Sau khi dùng dòng dọc bóc lớp đầu tiên thì hiện ra một cái cửa hang đen ngòm, nó không có hình chữ nhật mà hơi nham nhở, cảm giác được một luồng âm khí từ bên trong trào ra. Mọi người mau tránh ra. Tôi sợ làn xương này có độc, cửa hang này phong bế lâu như vậy, bên trong chắc có khí độc hay gì đó. Tề Thiên hô lớn. Ừ, Tề tiên sinh nói không sai, mọi người lui ra đã. Tổ tiên Lôi Thản làm nghề trộm mộ nên rất quen thuộc với điều này. Chỉ thấy y lấy từ trong dương gỗ ra một cái gậy nhôm có thể kéo ra kéo vào, sau khi kéo dài thì có độ dài gần 3 mét, kỳ lạ là trên đỉnh cái gậy như có một cái bóng đèn. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm. Lôi Thản cười nói. Một đồ chơi nhỏ do tôi làm ra, dùng rất tốt. Các người đừng chỉ xem có một bóng đèn thôi, bên trong đó có rất nhiều thuốc để giải độc. Khi đưa vào trong có thể hút khí nấm mốc, bên trong nếu có độc thì có thể chủ động cảnh báo, dĩ nhiên cũng chỉ tương đối thôi, nếu gặp khí quá độc thì cũng vô dụng. Chờ đã Lôi tiên sinh, tôi có mặt nạ phòng độc đây, anh đeo vào rồi lại thọc gậy vào cũng được. Tề Thiên lấy từ hòm dụng cụ ra mặt nạ phòng độc. Tiểu tử này nghĩ rất chu đáo, đồ chơi công nghệ cao này vốn ở Liệp Báo không thiếu. Ừ, có thì tốt hơn, trong hòm tôi cũng có hai cái, đây chắc là đồ chuyên dụng của quân đội không bán ra ngoài. Lôi Thản cười rồi đeo lên đầu. Sau khi đưa gậy vào một lúc thì Lôi Thản thu hồi lại, bóng đèn trên đó lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Y cười nói, không có chuyện gì rồi, tôi đoán chắc trong động cũng không phong kín, những khí độc đã tràn ra chỗ khác. Có lẽ còn có những chỗ thông khác, thường xuyên thông gió nên khí tràn ra ở đó. Y nói tới đây thì quay sang hỏi Tề Thiên. Anh đem theo mấy cái mặt nạ phòng độc. Năm bộ, ngay cả bình dưỡng khí nhỏ cũng có thể đeo sau lưng rất dễ dàng, chúng ta tiến vào không cần hít không khí trong đó. Tề Thiên tự đắc. Đại ca, em muốn vào. Lý Hoành Sơn giành trước. Tôi cũng muốn đi. Thiếu tá Kim Mao Sư Hống Tạ Tốn cũng không kém. Không được, tôi cũng muốn đi. Tạ Mị Nhi hô, cô cũng rất hiếu kỳ với đường xuống suối vàng. Nữ không vào được. Diệp Phàm lắc đầu. Nữ có cái gì không được, anh xem thường phụ nữ quá đấy. Tạ Mị Nhi không vui. Mị Nhi, đây không phải chuyện đùa, ai biết dưới đó có nguy hiểm gì không, ví dụ như chuột cống, rắn lớn, rắn rết đều có. Diệp Phàm ra sức dọa dẫm. A, à, Tạ Mị Nhi hét toáng lên. Vừa nghe hai chữ chuột cống thì thoáng cái đã nhảy sát đến bên Diệp Phàm cầm chặt lấy tay hắn run rẩy. Phu Phi Phi bên cạnh đầu tiên cũng muốn đi nhưng vừa nghe Diệp Phàm nói vậy thì cũng không dám mở miệng. Ha ha, phụ nữ a, à, chỉ sợ bóng sợ gió. Anh vừa lên tiếng một cái thì đã rúm người lại rồi, cũng là giảm bớt một mối phiền phức lớn. Diệp Phàm nghĩ thầm, mấy người lính nhìn hắn chằm chằm, chắc là cũng muốn đi theo. Hắn lắc đầu cười nói. Các anh ở trên này trông chừng, tôi cùng Tề Thiên, Lôi tiên sinh, Thiếu tá Tạ, Hoành Sơn, Thiết Hải cùng đi xuống. Tuy nhiên để an toàn hơn thì Tạ Tốn vừa chỉ huy mấy người lính cầm quạt gió quạt thêm một hồi, rót thêm không khí mới vào bên trong. Mấy người chuẩn bị xong xuôi thì do Lôi Thản dẫn đầu, cảnh giác đi ở đằng trước, thậm chí Tạ Tốn và Tề Thiên còn rút súng ra sẵn sàng. Lý Hoành Sơn thì cầm một khẩu trung liên uy lực lớn. Triệu Thiết Hải cũng có vinh hạnh nhận từ Tề Thiên một khẩu súng kiểu mới trong quân đội, cứ tuét miệng ra cười. Tiếc là không được bắn mấy phát. Triệu Thiết Hải lắc đầu tiếc rẻ. Ngày mai cho anh bắn thoải mái, ha ha. Diệp Phàm cười nói, Tề Thiên định đưa súng cho hắn nhưng bị từ chối mới chợt nhớ ra một đao kinh thiên của đại ca ở thôn Đập Thiên Thủy, thầm nói, quên bén, đại ca là cao thủ phi đao, súng đâu làm khó được hắn, đúng là thừa. Mấy người bắt đầu đi vào. Trong hang không có dấu vết của con người sửa sang, thuần túy do thiên nhiên tạo thành. Chỗ lớn thì có thể vừa hai người đi, chỗ hẹp thì chỉ có thể cúi người bỏ qua, tuy nhiên may mắn là không có tảng đá nào chắn lối. Vách đá trên đầu cũng không có gì kỳ lạ, không giống như một số động đá khác tạo thành thạch nhũ thiên hình vạn trạng. Tiếc thật, nếu có nhũ đá biết đâu còn có thể làm điểm du lịch. Diệp Phàm hơi mất hứng thở dài, ý định làm điểm du lịch coi như tiêu tan. Ừ,
không có gì lạ, quá bình thường. Tề Thiên thông qua máy thông thoại nội bộ cũng nghe tiếng thở dài của Diệp Phàm, gật đầu đồng ý. Mị Nhi, sao em lại tới đây? Diệp Phàm sửng sốt thuận miệng hỏi, dáng vẻ có chút ngốc nghếch. Tại sao em không thể đến được, lẽ nào anh Diệp chán em rồi, sau này Mị Nhi cũng không dám đến nữa. Hừ, Tạ Mi Nhi mất hứng, lẩm bẩm nói. Không phải, vì chỗ này có quỷ, bọn anh đi bắt quỷ, lẽ nào em không sợ? Diệp Phàm cười quái dị nói. Chương 304, Khô Lâu cũng là đồ cổ. Mọi người chú ý, phía trước hình như có gì đó. Lôi Thản đột nhiên dừng bước, lìa đèn nhìn quanh một lúc lâu mới cười nói. Nhặt được bảo khố rồi, ha ha, nhặt được bảo khố rồi. Bảo khố gì đấy? Triệu Thiết Hải đi ở phía sau cùng không nhìn thấy phía trước, không nhịn được hỏi. Không phải là bên trong có vàng đấy chứ, càng còn quý hơn tiền, biết đâu mò được một đống lớn thì mọi người phát tài rồi. Lý Hoành Sơn ra vẻ tham lam. Phát tài, ha ha, nếu có vàng thì về nhà anh chắc sẽ ngủ không yên đâu. Lôi Thản cười vẻ quỷ dị, y đứng ngăn phía trước làm mọi người ở phía sau không thấy được gì nên rất tò mò. Tuy nhiên vì Diệp Phàm còn chưa lên tiếng nên mọi người cũng không thúc giục, dù sao trong cái động thần bí này mọi chuyện đều nghe theo Lôi Thản. Phía trước tương đối trống trải, có một dốc đá bên dưới, mấy người chúng ta đều có thể vào cùng. Lôi Thản cười rồi bắt đầu đi tới, không lâu đến một dải đất trống. Bảo khố đâu? Tề Thiên không nhịn được hỏi. Ở nơi này, mọi người nhìn theo hướng tay của Lôi Thản thì há hốc miệng. À, tôi nói lão Lôi đấy, đây là bảo khố mà anh nói đấy hả xui xẻo. Tề Thiên cào nhau. Mọi người dùng đèn cường độ cao chiếu vào thì thấy rõ cái gọi là bảo khố kia rốt cuộc là hai bộ xương khô dữ tợn, còn giống như ôm chặt vào nhau. Ai, xương khô cũng coi là bảo khố thì trong thiên hạ bảo khố đầy rẫy rồi. Triệu Thiết Hải cũng không nhìn được, nhìn Lôi Thản cảm thấy quái dị. Người này sao mà cả xương khô cũng coi như là bảo khố. Các anh đừng nhìn như thế, Lôi tiên sinh là người chơi đồ cổ, đặc biệt còn yêu thích đồ cổ. Khô lâu này cũng không biết là có niên đại gì, nếu như là đường triều Tống triều thì biết đâu đúng là bảo khố, có thể xem là cổ vật có giá trị nghiên cứu, cũng rất đáng tiền. Diệp Phàm cười nói. Diệp tiên sinh, tôi cảm giác nơi này chắc là rất an toàn, bóng đèn kiểm tra cũng không có gì lạ, chắc là không có khí độc gì. Để tôi thử cởi mặt nạ xuống trước đi, nếu có chuyện gì lạ thì các anh lập tức ra tay. Lôi Thản vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo mặt nạ phòng độc. Qua chừng 7-8 phút mọi người đều thấy bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ đều tháo mặt nạ phòng độc, tháo luôn cả bình dưỡng khí, cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ách, giống như hai cổ nhân chơi trò mưu sát. Tề Thiên bỗng nhiên sáng mắt, dường như đã nhìn ra đầu mối gì đó. Ừ. Mắt của Tề Tiên sinh lợi hại, các anh nhìn xem, một người tựa lưng vào vách đá, người kia đặt tay lên vai y, tay khác hình như chọc thẳng vào bụng. Các anh vào sát xem kỹ hơn, tuy nhiên ngàn vạn lần đừng động vào để hai bộ khô lâu này giã ra thì đáng tiếc, nhất định sẽ phát hiện dưới bụng có hung khí. Lôi Thản rất lão luyện, chỉ nhìn qua đã phân tích được đại khái, xem ra có năng khiếu điều tra. Chỗ này đâu có gì kỳ lạ chứ, chỉ là hai bộ khô lâu. Tạ Tốn lắc đầu. Đừng nóng vội, nhìn kỹ đi. Lôi Thản cười nói. Diệp Phàm nhìn chăm chú một lượt, cặp mắt tinh tường rốt cuộc đã nhìn thấy một vật hình như là một thanh đoản kiếm rỉ sét. Tuy nhiên vật này đã không còn hình dạng mũi kiếm lẫn chuôi kiếm, chỉ còn là một đoạn sắt vụn hòa nhập với bộ khô lâu nên nếu nhìn không kỹ rất khó phát hiện ra. Ừ, thật sự là giết người. Kỳ quái, hai người này là ai, chắc cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi. Triệu Thiết Hải lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người nhìn Lôi Thản, muốn nghe cao thủ này giải thích. Biết đâu là hơn ngàn năm, hai bộ khô lâu này vẫn được bảo quản hết sức tốt, chưa hề có hiện tượng phong hóa. Anh nhìn xem, sau khi hai người này đánh nhau chắc không còn có ai đến. Lôi Thản phân tích. Lôi tiên sinh, anh có nhận ra gì không, biết đâu đã có người vào trước lấy bảo khố đi rồi, chỉ còn hai bộ xương khô xấu xí nên không lấy. Lý Hoành Sơn là tự nhiên là có cách nhìn riêng. Hoành Sơn, cậu nhìn kỹ đi, Lôi tiên sinh nói có lý. Nếu có người vào lấy bảo vật thì hai bộ khô lâu này đã không bảo tồn được như vậy, chỉ cần đụng vào đã tan từ lâu rồi. Nhìn tư thế này chắc là chưa có ai động vào, vì thế nói có tài bảo gì thì chắc là không,
vì thế tôi đồng ý ý kiến của Lôi tiên sinh, sau này chưa có ai vào. Diệp Phàm tuy nói chưa đi đào trộm mộ nhưng chưa ăn thịt lợn cũng có thể nhìn thấy lợn chạy, một vài suy nghĩ logic dĩ nhiên là có thể làm được. Đáng tiếc, không có để lại bất kỳ tín vật hoặc văn tự nào, kỳ quái, ngay cả một tấm vải rách cũng không có. Điều này không hợp với lẽ thường, theo lẽ mà nói thì vải vóc qua ngàn năm tuy hóa thành bùn đất cũng phải có chút dấu vết chứ, Lôi tiên sinh nói có đúng không? Tề Thiên ngồi xổm xuống dùng đèn chiếu kỹ rồi hỏi. Ừ, đúng là không bình thường, ngay cả thi thể trong mộ cổ ngàn năm sau khi mở ra thì vải vóc cũng không tiêu hủy hoàn toàn, ở đây lại trống trơn, đúng là có chút tà môn. Lôi Thản cũng cảm thấy hơi khó hiểu, cầm đèn dọi sang bốn phía rồi lại tìm trên vách đá. Trên vách đá có chữ, ha ha. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm rất nhạy bén, rốt cuộc đã nhìn thấy vết khắc trên vách đá, hình dạng giống như là chữ cổ, từ dấu vết thì chắc là do dùng kiếm tạo thành. Diệp tiên sinh lợi hại, tôi tìm hồi lâu cũng không phát hiện vậy mà anh đứng cách 3, 4 mét lại có thể thấy. Lôi Thản thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đại ca, mau nhìn xem là chữ gì, biết đâu lại liên quan đến bảo tàng, ha ha ha. Tề Thiên cũng thành một tên tham tiền, Lý Hoành Sơn và Triệu Thiết Hải lại càng mở trừng mắt nhìn lên vách đá. Mấy người đi tới dùng tay sờ lên. Tuy nói là chữ, nhưng chữ này cũng quá khó để nhận biết, siêu vẹo giống như gà bới, thậm chí nói là bức vẽ cái cây cũng được. Lôi Thản lại càng hứng thú, yên lặng sờ soạng hồi lâu, mấy người xung quanh cũng yên lặng. Diệp Phàm cũng sờ soạng một chút, cố nghĩ xem đó là chữ gì. Diệp Thiên Sinh. Tôi thấy hình như là bốn chữ viết là, Mặc Châu Nhị Lang, chữ này có ý nghĩa gì? Lôi Thản hỏi vẻ khó hiểu. Mặc Châu Nhị Lang, đúng là có hơi kỳ lạ, thật giống bốn chữ này, nhưng chúng có ý nghĩa gì chứ? Diệp Phàm cũng đồng ý, còn đám Tề Thiên vừa nghe Lôi Thản nói thế thì đều ngơ ngác. Hai người kia chắc là từ Mặc Châu, tuy nhiên Nhị Lang thì phải nghĩ xem, điều khó hiểu nếu là giết người thì người còn lại sao cũng chết, người bị giết hình như cũng có vũ khí đâu. Tề Thiên đưa ra nghi vấn. Cái này có nhiều loại khả năng, ví dụ như lúc giết người đã bị trúng độc, hoặc bị kẻ bị giết đánh cho trọng thương. Lôi Thản lại giải thích rất thuyết phục. Kệ bọn họ đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phàm nói. Diệp tiên sinh, hai bộ khô lâu này có thể để tôi đem đi không? Dĩ nhiên tôi sẽ quyên ít tiền để tu sửa cung cũ, coi như là tưởng niệm người chết. Lôi Thản đột nhiên hỏi. Tề Thiên bên cạnh Zsun. Thầm nghĩ, Lôi tiên sinh này chắc mê đồ cổ đến si dại, cái bộ xương khô chết tiệt này cũng có thể coi là bảo khố. Bộ khô lâu này đem đi bày trong nhà chỉ e tối có ác mộng, Lôi tiên sinh lại còn muốn đem đi, đúng là đặc biệt. Một bên Lý Hoành Sơn đột nhiên xen vào. Hoành Sơn, chớ nói nhảm. Tề Thiên giáo huấn, nhìn Lôi Thản vẻ ngượng ngùng, Lý Hoành Sơn dù sao cũng là một người thô kệch, làm sao nghĩ được đạo lý trong đó. Ha ha. Lôi tiên sinh, anh muốn nghiên cứu thì cứ mang đi, nếu như không nguy hiểm thì cũng đơn giản. Tuy nhiên hãy khoan động đến bọn họ, chính quyền chúng tôi còn muốn tra thêm bên trong Mặc Châu Nhị Lang là gì, biết đâu lại đưa ra được kỳ án thứ 11 của nước Hoa Hạ xưa, đây chính là chủ đề kinh điển, chẳng những có thể đem đi mà còn bảo tồn rất tốt nguyên dạng, điều này Lôi tiên sinh yên tâm. Diệp Phàm cười nói, trong bụng đã sớm có ý định khác. Cảm ơn, Diệp tiên sinh có ý tứ là. Lôi Thản thất vọng nhìn Diệp Phàm, nói nửa câu. Ha ha, cái này tạm thời còn chưa nghĩ ra. Lôi tiên sinh cũng xin tha thứ, tôi với anh đều biết, cái động này rất bình thường. Mặc Châu Nhị Lang chính là điểm nhấn, người Hoa Hạ chúng ta vốn hiếu kỳ, ai? Thị trấn chúng tôi nghèo quá. Nói vậy Lôi tiên sinh chắc cũng cảm thấy, rất nhiều công nhân tiền lương một tháng chỉ có 100 đồng mà phải nuôi sống cả nhà. Tôi làm một quan nhỏ ở đây. Dù sao cũng phải làm ra chuyện gì, ngoài ra có thể cung cấp cho quốc gia một vài tài liệu nghiên cứu coi như là góp chút công đức. Diệp Phàm nói rất chân thành, điểm xuất phát là vì có thể làm cho cuộc sống Lâm Tuyền trôi qua tốt hơn. Ừ, Diệp tiên sinh là một vị quan chân chính như vậy, tôi rất bội phục. Như vậy đi Diệp tiên sinh, tôi thương lượng với anh chuyện này. Nếu như Lâm Tuyền các anh khai thác cái động này thì tôi sẽ góp một phần. Dĩ nhiên. Hứng thú của tôi không phải kiếm tiền mà ở chỗ Mặc Châu Nhị Lang. Tôi cũng nói thật với anh là tôi mê đồ cổ đến điên dại, nếu có chỗ nào khó hiểu là mất ăn mất ngủ, ha ha. Lôi Thản lên tiếng làm Diệp Phàm rất vui mừng. Ừ,
nếu quả thật có một ngày như vậy thì tôi sẽ mời Lôi tiên sinh hùn vốn kinh doanh đầu tiên. Tuy nhiên chuyện này còn hơi sớm, lực ảnh hưởng của hai bộ khô lâu này còn quá nhỏ, dù sao người trong nước vẫn còn chưa giàu có gì, chỉ là hơi tò mò thì chắc chưa tới. Diệp Phàm nhíu mày. Được, tôi sẽ chờ. Lôi Thản gật đầu. Đại ca, chúng ta đi nhanh về trước đi, biết đâu có thể phát hiện thêm vài bộ khô lâu, danh chính ngôn thuận nói kỳ án dưới suối vàng. Ha ha ha. Tề Thiên kêu lên. Ừ, biết đâu còn có phát hiện gì lạ, ví dụ như tại sao hai người kia lại muốn ở đây chém giết, chẳng lẽ ở đây có cổ vật hay tài bảo gì, vân vân. Nếu có thật thì chúng ta ở đây mỗi người một phần rồi, ha ha ha. Diệp Phàm cũng đùa cợt. Có thể có lắm chứ, trong Tuyết Sơn Phi Hồ chẳng phải cũng một đám người vào trong động đoạt bảo rồi chém giết nhau đến chết, trên đời chuyện gì chẳng có, đi. Lôi Thản cũng hăng hái dẫn đầu. Tuy nhiên sơn động này không dẫn thẳng xuống dưới mà vòng vèo quanh co, mọi người đi một hồi rồi không biết mình đang ở đâu, Tề Thiên đoán ở chừng trong phạm vi 5, 600 mét trong lòng đất. Cả đoàn cẩn thận đi về phía trước thêm gần 100 mét thì Lôi Thản lại hô lên. Có thêm hai bộ nữa, biết đâu đúng là động mưu sát. Hai bộ khô lâu này cũng không khác gì hai bộ trước, chỉ là không có binh khí, hai người cũng để tay lên vai đối phương, ngồi xếp bằng tại chỗ, giống như hai vị cao tăng cùng viên tịch. Xung quanh cũng không có văn tự nào để tìm niên đại. Tuy nhiên Lôi Thản phát hiện cách đó không xa có hai thẻ ngọc cũ giống như là ngọc bội thân phận ngày xưa. Quan sát một hồi dưới đèn thì đọc được bốn chữ Thủy Châu Nhị Phu. Thủy Châu Nhị Phu, kỳ lạ, vừa có nhị lang giờ lại có nhị phu. Mẹ nó, đúng là có chuyện mà, biết đâu còn là tam phu tứ lang, ba bà bốn ông, ha ha ha. Triệu Thiết Hải cười vẻ khả ố liền bị Diệp Phàm trừng mắt, liếc vội vàng nói. Ha ha, thói quen thôi. Tề Thiên, cậu có nghe nói Thủy Châu Nhị Phu chưa? Diệp Phàm hỏi. Không có, Thủy Châu ở thời cổ cũng là tương đối phồn hoa, nghe nói vào triều Đường nhân khẩu đạt tới 100 vạn. Bến cảng rất phát triển, là một thành thị nổi danh. Tề Thiên thuận miệng nói. Hình như tôi đã nghe qua bốn chữ này rồi, tuy nhiên nhất thời nghĩ chưa ra. Nhất định là danh nhân, chờ sau này về điều tra thêm chắc sẽ có manh mối, từ đó sẽ biết hết. Lôi Thản than nhẹ, bộ râu dưới cằm khẽ rung động. Tiếp tục đi về phía trước, thì chợt nghe tiếng trẻ con kêu oa oa làm mọi người bất giác dựng tóc gáy. Đại ca, chẳng lẽ còn thật có quỷ? Là đường xuống suối vàng sao? Tề Thiên rút súng ra lăm lăm, Lý Hoành Sơn mặc dù gan lớn nhưng cũng giơ khẩu trung liên lên nghe ngóng xung quanh sẵn sàng nhả đạn. Triệu Thiết Hải thì cánh tay cầm súng run run, chỉ có Lôi Thản vuốt râu ngưng thần lắng nghe trên vách đá, Diệp Phàm cũng thi triển ra thuật ưng nhãn và bức nhĩ thông để tra xét. Hình như là thanh âm của nước, các anh nghe thấy không? Diệp Phàm khẽ hỏi. Chương 305, mẹ ơi, quỷ trẻ con. Không có. Tất cả mọi người lắc đầu, cho rằng là Diệp Phàm nghe lầm, tuy nhiên hắn biết mình nghe rất chính xác, chỉ là mọi người không thể nghe được mà thôi. Đi, chúng ta có 6 người, còn có súng đạn, có quỷ trẻ con thì chỉ cần một loạt đạn cũng quét chết con mẹ nó. Diệp Phàm nhẹ mắng một câu rồi giục Lôi Thản đi về phía trước. Chắc không phải là quỷ trẻ con đâu, vốn trên đời làm gì có quỷ. Lôi Thản lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Qua một khúc quanh ngoằn ngoè y theo tiếng khóc oa oa kia, Lôi Thản nhất thời sợ ngây người, đứng lặng không lên tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy Lôi tiên sinh, đúng thật là có quỷ chứ? Lý Hoành Sơn không nhịn được. Ha ha ha, chính các anh nhìn đó, đó chính là quỷ trẻ con trong truyền thuyết. Lôi Thản đi về phía trước mấy bước, phía trước địa thế rộng mở, mọi người nhìn kỹ thì thấy nơi xuất phát của tiếng trẻ con là một bãi đá hóa thạch. Phía dưới là một khe đá dài hẹp rộng chừng 30 mét, bên trên có hình vòm, chiều dài chừng 300 mét, điều kỳ quái là ở giữa là một con suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Trong động cũng không có gì đặc biệt, ngay cả một gốc thạch nhũ cũng không có, thuần túy là một sơn động bình thường. Chỉ có dòng suối bên dưới là có vẻ hơi đặc biệt, hai bên bờ suối có một vùng đất nhỏ, trên đó bò đầy thực vật cấp thấp. Chỗ nước sâu nhất chừng 10 mét, chỗ nông nhất chừng đến đầu gối. Nước trong vắt nhìn rõ mọi thấy dưới đáy, tuy nhiên đây cũng không phải là điều làm người ta sững sờ. Điều chân chính làm người ta kinh ngạc chính là vật gọi là quỷ trẻ con kia, thật ra thì đó gọi là oa oa ngư hay còn gọi là cá ngê. Cá ngê là động vật lưỡng thê lớn nhất và cũng là quý nhất trên thế giới,
Tiếng kêu của nó rất giống với tiếng trẻ con khóc, vì vậy mà mọi người gọi nó là hoa hoa ngư. Đây là động vật hoang dã được quốc gia bảo vệ, cũng là loài giống quý hiếm. Tuy nhiên con hoa hoa ngư trong dòng suối này hết sức quái dị, chúng mọc râu dài chừng nửa mét giống như râu cá chép, tuy nhiên đỏ hơn. Trên đầu của nó có rất nhiều màu sắc và hoa văn, toàn thân màu đỏ. Cái đầu của nó gần giống khủng long, lại hơi giống rắn mối, tuy nhiên giống khủng long hơn. Chiều dài của chúng chừng 1,5 mét, nặng chắc khoảng 70-80 cân, nhìn không kỹ còn tưởng là cá sấu, chiếc miệng đầy răng thật khiến người ta sợ hãi. Hoa hoa ngư chính là quỷ trẻ con, khó trách tiếng kêu như trẻ nít, tôi nói trên đời làm gì có quỷ. Lý Hoành Sơn mắng một câu rồi đá một cái vào vách đá. Hoa hoa ngư này đúng là kỳ lạ, chắc là đã sống trong sơn động này nhiều đời, thuộc về giống cổ, biết đâu còn có giá trị nghiên cứu khoa học, những thứ khác như du lịch tuyệt đối là không có. Tề Thiên thở dài nói. Ừ, gần giống với cá sấu, lại gần giống với khủng long cỡ nhỏ, lớn nhỏ đều có, nếu như nấu lên ăn một con cũng được đấy, ha ha ha. Triệu Thiết Hải chép miệng. Nấu cái đầu của anh đấy, đây chính là vốn kiếm tiền trong tương lai của Lâm Tuyển chúng ta, vậy mà anh còn nghĩ đến ăn. Diệp Phàm thật muốn đá cho y một cái, tuy nhiên trong lòng cũng có ý động, thầm nghĩ, loại hoa hoa ngư giống cổ này nếu trưng lên ăn một con chắc là đại bổ, ý vị tuyệt đối thuần khiết, nếm thử một con chắc không tồi. Dù sao trong suối này cũng có đến 50-60 con, ăn một con cũng không phải là tổn thất gì lớn. Đến sau này lộ ra nhiều người biết đến muốn ăn một con chắc là không thể nào. Đại ca, chúng ta nếm thử một con đi, vật này có tiền cũng đâu có mua được, còn phạm pháp đấy, ha ha, tuy nhiên nếu làm bí mật chắc không ai biết. Tề Thiên thấy Triệu Thiết Hải bị mắng nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Không sai, mùi vị khẳng định đặc biệt, có lẽ là giống cổ ngàn năm trước. Tạ Tốn cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Hoành Sơn cũng chép miệng nhưng không dám lên tiếng, nhưng trong lòng chắc cũng thèm thuồng. Diệp Thiên Sinh, bán một con cho tôi nhé, tôi đưa về nhà nuôi chứ không ăn đâu, tôi xin quyên 20 vạn sửa miếu. Cá này chắc là bảo bối, khẳng định là giống cổ, biết đâu cái gì Mặc Châu Nhị Lang hay Thủy Châu Nhị Phu chẳng phải vì nó mà tàn sát lẫn nhau rốt cuộc đồng quy vu tận. Cặp mắt của Lôi Thản đã sớm sáng rực, đưa tay vuốt râu. Nếu không phải từ chỗ mọi người đến con suối chừng 10 mét chắc y đã nhảy xuống mò cá. Cái này có chút khó làm, mọi người thử nghĩ xem, cứ mỗi người một con thì chẳng phải chưa đầy mấy ngày đã cạn sạch sao, đây là kế kiếm tiền lâu dài đấy. Ăn thật là đáng tiếc, khó làm. Diệp Phàm lắc đầu, suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng hơi lung lay. Sau khoảng 10 phút hắn quyết định. Lôi tiên sinh, anh có đồng ý đầu tư hay không, có thể xuất ra bao nhiêu? Cùng với Lâm Tuyển chúng tôi khai thác sơn động này, hạng mục khám phá bí ẩn hoa hoa ngư chắc là cũng có thể kiếm tiền. Diệp Phàm hỏi. Được, muốn khai thác động ngầm này thì không tốn bao nhiêu, tuy nhiên cung trung húc bên trên nếu không có mấy trăm vạn thì chắc là không xong. Chúng ta phải ra sức phục hồi cung cũ, chú trọng công tác an toàn, ngoài cung còn phải sửa chữa sân, làm đường nhỏ, đầu tư cũng không ít. Lôi Thản tính một hồi rồi nói. Tôi xuất ra 200 vạn. Chính quyền cho tôi 4% cổ phần là được, hứng thú của tôi vẫn nằm ở 4 bộ khô lâu kia, hoa hoa ngư kia coi như chút tiền nhỏ giấu lớn. Được, mấy ngày nữa chúng ta ký hợp đồng, tuy nhiên anh phải xuất tài chính ra trước, kinh tế thị trấn chúng tôi đang không được tốt, không có tiền thì không có cách nào khởi động, hoa hoa ngư kia sẽ để anh bắt một con tùy ý. Sau đó bắt thêm một con để mọi người cùng ăn. Tuy nhiên phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu để người ngoài biết được thì phiền toái rồi, vì đây là động vật bảo vệ cấp 2, nói ra chúng ta không biết để mặt mũi vào đâu, nếu như có người chơi xấu biết đâu còn vào nhà tù. Diệp Phàm hạ quyết tâm, thật ra thì chính hắn cũng đã thèm nhỏ dãi, chỉ có chưa chảy ra mà thôi. Nói xong liếc mắt nhìn Tề Thiên, tiểu tử này gật đầu tỏ vẻ ngầm hiểu. Diệp Phàm dĩ nhiên là nghĩ bắt mấy con thả vào cái ao trong Sở Thiên Các Diệp Phủ ở Thủy Châu. Để cho Tề Thiên mang mấy người đi vào bắt là được. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng hơi lo lắng là mấy con cá này có thể chén sạch cá trong ao mình hay không. Tuy nhiên theo như Lôi Thản tiên sinh đoán thì sơn động này chắc đã phong bế mấy ngàn năm nên rất khó để động vật nào tiến vào. Mấy con hoa hoa ngư này chắc cũng đã đổi thành ăn cỏ rồi, từ hàm răng đã thoái hóa của chúng cũng có thể thấy điều đó. Tạ Tốn, anh bố trí chừng 3-4 người thay phiên nhau canh chừng cung cũ. Chờ chủ tịch Diệp sắp xếp người xong sẽ tiếp nhận trở về.
Tề Thiên ra lệnh cho Tạ Tốn. Tuân lệnh, tôi sẽ an bài 4 người chia thành 2 ca canh giữ suốt ngày đêm, bảo đảm không có chuyện gì. Tạ Tốn trả lời ngắn gọn. Mấy người trở về đến mặt đất, Tạ Mị Nhi và Vu Phi Phi đã sốt ruột từ lâu lập tức nhào tới hỏi chuyện bên trong. Sau khi nghe nói tình huống kỳ lạ dưới đó, hai người la hét đòi xuống xem, Chu Quân Nghĩa cũng hào hứng muốn đi theo chụp ảnh. Tề Thiên sắp xếp mấy binh lính dẫn bọn họ xuống, dĩ nhiên là do Triệu Thiết Hải chịu trách nhiệm chính. Diệp Phàm không yên lòng lại cùng đi xuống, khi nhìn thấy Oa Oa Ngư thì Tạ Mị Nhi và Vu Phi Phi hưng phấn đến độ nhảy nhót, quên bén mất cầm luôn tay Diệp Phàm, chỉ thiếu nước hôn môi, đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của Diệp Phàm, hai vị cô nương nhà người ta không có ý nghĩ này, bản thân hắn chỉ tự tác đa tình mà thôi. Sau khi nhốn nháo một trận mọi người trở lại mặt đất đã hơn 5 giờ sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức mệt mỏi. 7 giờ đồng hồ. Thái Tây thì tự mình nấu món canh Oa Oa Ngư, mùi vị rất thuần khiết, lấy thanh đạm làm chủ. Tuy nhiên so với mùi vị Oa Oa Ngư phổ thông thì thuần khiết hơn rất nhiều, chất thịt cũng ngon hơn khiến Vu Phi Phi và Tạ Mị Nhi ăn đến hai má hồng rực. Tuy nhiên mọi người đều biết đang làm chuyện phạm pháp, chỉ ngầm hiểu với nhau, mùi vị cũng hết sức kích thích. 8 giờ sáng, đám người Vu Phi Phi trở về Mặc Hương. Diệp Phàm chủ trì hội nghị công tác chính quyền, lập tức bố trí nền nhà xưởng nhà máy giấy trên Quỷ Anh Than, để không ảnh hưởng đến cung Trung Húc nên lựa chọn một vị trí bên bờ suối. Dù sao địa bàn hai bên dòng suối nhỏ cũng không lớn lắm, nhà máy giấy kiểu gì cũng có ô nhiễm không thể xử lý hoàn toàn. Hơn nữa thiết bị xử lý ô nhiễm cũng không thể mua loại quá đắt, chỉ cần loại đạt tiêu chuẩn là được, thậm chí kém hơn một chút cũng không sao, dĩ nhiên không thể quá kém. Đây cũng là vì năng lực kinh tế có hạn nên không thể mua thiết bị quá đắt, nhà máy giấy Lâm Tuyền lớn như vậy, thiết bị xử lý ô nhiễm triệt để cũng phải tới 500-600 vạn. Thị trấn còn quyết định đồng thời ở chỗ giữa ở dòng suối của Quỷ Anh Than xây một cây cầu đá, dĩ nhiên là không chạy xe lớn mà chỉ có thể chạy xe con nối liền hai bờ. Người bên viện thiết kế và chuyên gia văn vật chừng 11 giờ sẽ đến, Diệp Phàm trực tiếp gọi điện cho phó giám đốc nhà bảo tàng Cố Tắc Vũ. Lão già này sau khi nghe xong thì cũng cười ha hả đồng ý, bảo là ngày mai sẽ xuống xem, thuận tiện làm luôn kế hoạch phục chế cung. Tuy nhiên nói đến tiền thì lão gạt phắt, bảo chỉ ủng hộ về mặt kỹ thuật mà thôi, nhưng điểm này thì Lâm Tuyền đã là chiếm đại tiện nghi rồi, vốn muốn mời những chuyên gia như vậy thì phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Chương 306, hội nghị đầu tiên của chủ tịch thị trấn có người làm khó dễ. Vấn đề thứ hai chính là hạng mục xây dựng đường của bản đại quy hoạch Lâm Tuyền. Trên hội nghị Diệp Phàm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây đường này và việc phát triển nhà cửa của thị trấn Lâm Tuyền, căn dặn phó chủ tịch phụ trách xây dựng Tiếu Trường Hà khi phê chuẩn xây dựng phải tuân thủ các quy định. Diệp Phàm gằn giọng, không cho phép bất kỳ ai xây dựng không tuân theo quy định, mọi công trình không có giấy chứng nhận đều phải bị đình lại. Mặt đường trong thị trấn theo như tính toán thì mở rộng một chút. Lần trước trong thị trấn có hỏa hoạn nên mặt đường cũng giãn ra chừng 1 mét, hai bên đường đều phải có vỉa hè để cho người đi bộ. Chủ tịch Diệp, e là sẽ có khó khăn lớn, người ta gặp họa chính quyền nên xuất tiền trợ giúp. Đường ở khu phố hỏa hoạn đó là đường cũ, mặt đường rộng chừng 4 mét. Bây giờ anh mở rộng thêm 2 mét, cộng cả vỉa hè cho người đi bộ nữa, tổng cộng khoảng chừng 8 mét. Nếu như vậy sẽ có người mất toàn bộ nhà, khu phố kia lại dài đến 2 cây. Sau khi sáp nhập xã vào là một trong những con đường chính của thị trấn mới, giá đất tăng cao gấp đôi. Giá như vậy nên chắc chắn một số lớn các chủ hiệu sẽ không đồng ý để giải tỏa, hơn nữa nếu như họ chịu nhường thì anh có tìm được đất tương đương để tái định cư cho bọn họ không? Khu phố kia có đến mấy trăm gia đình, nhân khẩu chắc cũng đến mấy ngàn người, cửa hàng mặt tiền cũng tới mấy trăm. Phó chủ tịch Tiếu Trường Hà liếc xéo Diệp Phàm, đưa ra quan điểm của mình, thầm nghĩ. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, còn non lắm. Anh cho là người ta sẽ nhường đất dễ dàng vậy sao, làm không tốt dễ dàng làm cho người ta biểu tình gây rối kiện tụng, thậm chí là cả tuyệt thực. Đất chúng ta có thể dùng mảnh đất cũ của nhà máy giấy Lâm Tuyền để sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ, khu mặt tiền ở đó sẽ dành cho các hộ kinh doanh. Mọi người có thể nghĩ nghĩ, tuy nhiên mặt đường 10 mét là chuyện không thể thay đổi, phải đủ 6 làn xe. Đây là chuyện phải làm, tuyệt đối không thể thương lượng. Diệp Phàm kiên quyết khiến cho Tiếu Trường Hà nhíu chặt mày. Chủ tịch Diệp, tôi sẽ thực hiện, tuy nhiên nếu xảy ra điều gì thì tôi không chịu trách nhiệm. Tiếu Trường Hà không nhịn được,
vốn y thấy Diệp Phàm còn trẻ như vậy đã vượt qua đầu mình lên làm chủ tịch thị trấn thì trong lòng đã chứa đầy lửa giận. Hơn nữa lần trước cùng Thiết Minh Hạ tranh giành vào đảng ủy thị trấn thất bại, ngay sau đó thấy Diệp Mậu Tài đến thị trấn Nam Khê làm chủ tịch còn bản thân mình vẫn còn dẫm chân tại chỗ. Bụng lửa giận này hôm nay rốt cuộc đã có chỗ xả, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Hoàng Hải Bình thấy cơ hội có thể chọc phá liền nhảy ra. Chủ tịch Diệp, nguyên đất của nhà máy giấy Ngư Dương hiện giờ thuộc về nhà máy giấy Lâm Tuyền là tài sản của quốc gia, sao có thể tùy tiện cấp cho tư nhân, đây chính là làm trái với quy định. Hơn nữa nhà máy giấy Lâm Tuyền cần một số lượng lớn tài chính, huyện chúng ta còn nghèo, trong huyện chắc sẽ khó lấy ra tiền để rót vào. Mảnh đất trống kia nếu bán đi thì có thể thu được một số lượng lớn tiền, nếu dùng để sắp xếp những thương nhân kia thì không được một đồng nào, công tác làm sao để triển khai, vậy thì làm thế nào để cứu sống. Còn nếu như thị trấn xuất tiền thì các phòng ban còn đâu ra kinh phí để hoạt động. Cũng không thể để cho nhân viên trong thị trấn uống gió Tây Bắc để làm việc, hơn nữa liên quan đến việc cản trở xây dựng nhà máy giấy Lâm Tuyền sau này thì tôi nghĩ những người ngồi đây không ai gánh nổi trách nhiệm. Tôi cảm thấy chuyện lớn như vậy phải làm báo cáo lên cho đảng ủy thị trấn nghiên cứu, sau đó còn phải xin huyện cho phê chuẩn. Phó Chủ tịch Hoàng Hải Bình nói rất có đạo lý, dẫn đến mấy phó chủ tịch khác và mấy chủ nhiệm các phòng ban cũng hùa vào. Thật ra thì Diệp Phàm làm sao không biết tâm tư mọi người, đơn giản là sợ thị trấn lấy kinh phí của phòng ban mình đổ vào nhà máy giấy, sau đó thì lấy đâu ra tiền để vào phòng hát ôm gái tiêu dao. Nhà máy giấy Lâm Tuyền là một vấn đề lớn, chuyện đất cũng rất phức tạp. Nghe nói lúc xây nhà xưởng chưa đưa tiền, là do tư nhân bỏ ra hoặc thuộc đất công. Phó Chủ tịch Thiết Minh Hạ thật sự lo lắng vì lo lòng người nếu có bất mãn lại gây ra chuyện gì. Đất không đưa tiền, lúc ấy người ta không đến làm loạn sao? Phó Chủ tịch Hoàng vốn ở đó, vậy còn xem chuyện anh nói là chuyện gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Chuyện này cũng đã lâu rồi, nhà máy giấy Ngư Dương cũng đã xây dựng chừng 10 năm, tôi mới ở đó chừng 7 năm. Vấn đề này vốn rất phức tạp, tôi cũng không rõ lắm, hình như nghe nói một phần là đất công. Một phần là của tư nhân, vì thế nên không đưa tiền. Phần đất của tư nhân lúc ấy giải quyết là sắp xếp công tác cho họ nên không đưa tiền. Hiện giờ nếu muốn bố trí cho những hộ kinh doanh ở khu phố cũ thì e rằng những người hiến đất sẽ làm loạn. Chỗ đất ấy bây giờ rất đáng tiền, một mét vuông cũng phải đến 300 đồng, thậm chí là 400. Nếu một người có khoảng 100 mét vuông thì cũng đã có 3, 4 vạn, đây là khoản tiền không nhỏ. Chuyện này thật ra là do Hoàng Hải Bình thổi phồng lên, giá đất cũng không đắt như vậy. Xem ra chuyện đất đai này tranh cãi còn nhiều, Phó Chủ tịch Hoàng tương đối quen thuộc vậy thì giao luôn chuyện này cho Phó Chủ tịch Hoàng để ý rồi. Tuy nhiên trên nguyên tắc là phải thu xếp được giải phóng mặt bằng của khu phố cũ. Tôi hy vọng Phó Chủ tịch Hoàng và Phó Chủ tịch Tiếu có thể phối hợp với nhau, nhất định phải thuyết phục được quần chúng, không được xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm chuyển luôn cục diện rối rắm này cho Hoàng Hải Bình và Tiếu Trường Hà thầm nghĩ. Hừ, ngươi lưu lại cục diện rối rắm thì tự đi giải quyết đi, mình chỉ nhìn thành quả thôi. Chủ tịch Diệp, làm như vậy e là không ổn, tôi hiện giờ đang phân quản nông nghiệp, nhà máy giấy có tổ công tác đặc biệt, chuyện này giao cho bọn họ mới thích hợp. Thị trấn Lâm Tuyền lớn như vậy, sau khi sáp nhập thì thôn trại thêm vào 5, 60, nông nghiệp là vấn đề lớn. Vào mùng 8 này sẽ tiến hành hội nghị công tác nông thôn ở Yến Kinh, chủ đề của hội nghị là nghiên cứu thực hiện cửu ngũ, đẩy mạnh công tác nông nghiệp và nông thôn. Hội nghị nhấn mạnh phải giữ vững vị trí nông nghiệp ở trong nền kinh tế quốc dân, hoàn thiện chính sách đảng ở nông thôn, gia tăng cải cách, giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế nông thôn. Tìm ra các biện pháp hiện đại hóa nông thôn, để nông thôn hòa nhịp vào sự tăng trưởng. Vào cuộc họp chiều hôm qua, Chủ tịch Diệp cũng đặc biệt nhắc tới vấn đề này. Vì thế hiện giờ tôi căn bản không còn thời gian đi quản chuyện nhà máy giấy, dù sao tinh lực một người cũng có hạn, công tác nông nghiệp cũng là vấn đề lớn, tôi không dám chậm trễ. Chuyện này kính xin Chủ tịch Diệp mời cao nhân khác rồi. Hoàng Hải Bình rất gian hoạt, lấy ngay phát biểu của Diệp Phàm về công tác nông để đáp trả, chuyển ngược chuyện nhà máy giấy về cho hắn. Y thầm nghĩ, tiểu tử, muốn chơi với ông thì hãy còn non lắm. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, cục diện rối rắm này ngươi tự mình tháo gỡ đi. Tao ngồi không chơi vậy. Đúng vậy, Phó Chủ tịch Hoàng phân quản nông nghiệp. Đối với thị trấn vẫn còn lấy nông nghiệp làm chủ như chúng ta mà nói thì đây là hạng mục lớn, không
không nên giải quyết các sự vụ khác. Cứ chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ, cải thiện đời sống nông dân là chuyện trọng yếu nhất. Phó Chủ tịch Khúc Anh Hà cũng lên tiếng hỗ trợ. Không thể nói như vậy, mỗi phó chủ tịch chúng ta đều kiêm nhiệm, ngay như tôi đây cũng phải kiêm luôn cả mảng công nghiệp và tài chính. Mọi người đều biết, thị trấn nghèo như chúng ta không có tiền thì cuộc sống vất vả rồi, tất cả mọi người đều tìm tôi lấy tiền thì kiếm đâu ra. Phần như vậy còn do Phó Chủ tịch Hoàng còn là đảng ủy viên, điều này chứng tỏ huyện rất coi trọng đồng chí đó. Hơn nữa Phó Chủ tịch Hoàng lại là nguyên giám đốc của nhà máy giấy Ngư Dương, rất quen thuộc với công việc ở đây, chuyện này thì Phó Chủ tịch Hoàng phải chịu chút cực khổ để hỗ trợ rồi. Thiết Minh Hạ thấy Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà liên thủ thì cũng vội vàng đứng ra trợ trận cho Diệp Phàm. Ừ, chuyện này tựa hồ cũng có đạo lý, Phó Chủ tịch Hoàng trước kia nguyên là giám đốc của nhà máy giấy, chuyện này vốn quen nên chắc sẽ có hiệu suất cao. Ví dụ như tôi đây nếu bảo đi làm chuyện này thì không khác người mù, chuyện gì cũng không biết. Tôi đồng ý hỗ trợ Phó Chủ tịch Hoàng làm tốt chuyện này, khuyên giải quần chúng đến tái định cư ở khu đất nhà máy giấy. Cũng không biết Tiếu Trường Hà có chủ ý gì mà lên tiếng giúp Diệp Phàm. Thật ra thì Tiếu Trường Hà cũng không tốt như vậy, dĩ nhiên là có Mâu Dũng đứng sau bày kế, y muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa Hoàng Hải Bình và Diệp Phàm, càng kịch liệt càng tốt. Nói thế không ổn, Phó Chủ tịch Hoàng muốn làm lại là nông nghiệp đại sự, chúng ta không thể kéo chân y. Đảng ta coi trọng công tác nông nghiệp, thị trấn chúng ta chẳng lẽ xem nhẹ. Quan Tây Tài phân quản tư pháp gần đây vẫn một mực đầu nhập trưởng ban tổ chức phí mặc, cảm thấy đây là cơ hội để biểu hiện. Hoàng Hải Bình nghe nói là một trong những tay chân đắc lực của phí mặc, hơn nữa y lần trước tranh đoạt đảng ủy viên với Thiết Minh Hạ thất bại nên cũng âm ức, cho là Thiết Minh Hạ cùng phe với Diệp Phàm, đủ thứ lý do để y đứng ra phản đối. Chuyện lần này coi như ba người tán thành, ba người phản đối, cục diện có phần quỷ dị. Chương 307 Mở rộng đường là tổ ong vò vẽ. Mẹ kiếp, xem ra phải tăng cường thêm một chiếc ghế phó chủ tịch thị trấn mới được. Bốn lão già của xã Khanh Hương không phải vẫn đang tranh giành địa vị sao? Dứt khoát đề nghị người nào có thành tích thì sắp xếp làm phó chủ tịch thị trấn. Nhưng dĩ nhiên không thể là lão già Phí Kỳ đó được. Diệp Phàm thầm suy nghĩ liếc mắt nhìn mọi người, có lẽ nghĩ nếu đem chuyện này áp đặt lên đầu Hoàng Hải Bình hình như cũng cảm thấy hơi táng tận lương tâm. Hơn nữa lão tiểu tử đó là loại lãnh đạo vừa thối vừa cố chấp, cấp trưởng phòng lại đi đảm đương phó chủ tịch thị trấn nên trong lòng vẫn còn ấm ức, ra vẻ thâm niên, nói chuyện không nghe người khác khuyên bảo, không có lợi gì cả. Nếu cậy mạnh đè áp xuống người y, sau này Hoàng Hải Bình quản lý công tác nông nghiệp xảy ra sơ sót, người này có lẽ sẽ đem chuyện nhà máy ra làm cái cớ để trốn trách trách nhiệm của mình. Công tác nông nghiệp là công việc trọng điểm. Trong một thị trấn không có bao nhiêu cơ sở công nghiệp mà nói thì phải dựa vào nông nghiệp để phát triển, Diệp Phàm biết rõ không thể chủ quan. Nếu để bọn người Hoàng Hải Bình chụp mũ cho cái tội kỳ thị công tác nông nghiệp thì rất là bất lợi. Nhưng nghĩ đến hội nghị chủ tịch thị trấn lần đầu tiên có thể vì thất bại này mà chấm dứt, Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại người dùng được trong tay mình quá ít. Được rồi, nếu Phó Chủ tịch Hoàng muốn chuyên tâm quản lý công tác nông nghiệp cũng tốt. Hy vọng với sự trách nhiệm của anh, công tác nông nghiệp của thị trấn chúng ta có thể phát triển không ngừng. Công tác của nhà máy giấy vẫn do Đoạn Hải và Đỗ Bằng chịu trách nhiệm, Phó Chủ tịch thị trấn Thiếu sẽ thường xuyên phối hợp với công tác xây dựng nhà máy. Tôi kêu Đoạn Hải phối hợp làm việc với anh. Sau khi Diệp Phàm sắp xếp xong thì giải tán, Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà cười nham hiểm, liếc mắt ngầm hiểu lẫn nhau, cuối cùng cũng giành được chút thành công. Hừ, Hoàng Hải Bình. Mày cũng chỉ ra vẻ được mấy ngày thôi, chỉ riêng đống chứng cứ của nhà máy giấy các tông Long Hưng Thủy Châu cũng có thể tống mày vào đại lao rồi. Ông mày hiện đang suy nghĩ có nên đưa mày vào đại lao không, nếu biết nghe lời chuyện này còn dễ nói, nếu sau này còn giống như vậy thì đừng trách Diệp mỗ lòng dạ độc ác. Diệp Phàm cũng nhìn thấy, rủa thầm. Vừa mới họp xong thì chủ nhiệm Vương Nguyên Thành cười híp mắt đi tới, khẽ khom người xuống, cung kính cười nói. Chủ tịch thị trấn. Tôi đã sắp xếp xong phòng làm việc cho anh rồi, anh tới xem có hài lòng không. Nếu có chỗ nào không hài lòng thì lại chỉnh sửa một chút, phải tận lực làm anh hài lòng mới được. Đổi rồi sao, chuyện này làm phiền các đồng chí của phòng đảng chính các anh quá. Diệp Phàm lịch sự trả lời, tiện chân quay về phòng làm việc thì thấy bàn ghế đã được thay mới toàn bộ, lớn hơn thoải mái hơn, máy tính trên bàn cũng vừa mới mua, có màu xanh khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy tươi mát.
Chà, kiểu cách của cái bàn và máy tính này cũng không tệ, chủ nhiệm Vương thật có con mắt thẩm mỹ đấy. Diệp Phàm thuận miệng khen một câu, ngồi xuống cái ghế ông chủ xoay một vòng, ném điếu thuốc cho Vương Nguyên Thành. Vương Nguyên Thành cười hớn hở, không tham công nói. Những thứ này đều do Phương Nghê muội đến thành phố Phúc Xuân gần đây mua về, nghe nói chiếc bàn này đều là gỗ thật. Chiếc máy tính đó cũng là cô ấy chọn, nói là loại có chứa phần mềm hoạt hình mới nhất gì đó, tôi cũng không rõ lắm, ha ha, già rồi không theo kịp thời đại nữa. À, là phó chủ nhiệm Phương sao, chẳng trách, mắt thẩm mỹ của phụ nữ có lẽ tốt hơn, xem ra mua đồ là thế mạnh của các cô ấy. Diệp Phàm thuận miệng khen ngợi. Chủ tịch thị trấn Diệp, đứa cháu ngoại Đỗ Bằng của tôi vẫn nghe lời chứ? Vương Nguyên Thành cẩn thận hỏi thăm. Thì ra là lão hồ ly tới thám thính mình sắp xếp công tác cho cháu y. Từ sau khi tổ công tác đập thiên thủy giải tán rút về thị trấn, cháu trai Đỗ Bằng của Vương Nguyên Thành, được Diệp Phàm sắp xếp vào tổ công tác nhà máy giấy, vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để bố trí cho gã, muốn cất nhắc lên phó giám đốc sở tài chính cũng tương đối khó khăn. Phải biết rằng xã Khanh Hương còn có bốn lão già thâm niên đầy mình hiện tại vẫn chưa bố trí được. Hôm qua trên bàn rượu bốn lão già này dưới sự cầm đầu của Phí Kỳ đã bắt đầu gây khó dễ, lúc ấy Diệp Phàm và Mâu Dũng thiếu chút nữa không xuống đài được. Vẫn tốt, cậu ấy làm việc rất cố gắng. Chủ nhiệm Vương, chúng ta cũng xem như là người cũ rồi, khi tôi mới tham gia công tác, người đầu tiên tiếp xúc chính là cô Tô Giai Trinh của phòng đảng chính. Tạm thời tôi sẽ bổ nhiệm Đỗ Bằng làm phó tổ trưởng của tổ công tác nhà máy giấy, phối hợp làm việc với Đoạn Hải, thời gian trước vẫn được Trịnh Lực Văn giám đốc tạm quyền của sở tài chính chống đỡ. Nhưng bây giờ thì không được, giám đốc Trịnh có quá nhiều việc phải làm, cho nên đành phải rút cậu ấy về sở tài chính chuyên môn phụ trách công tác tài chính của thị trấn. Anh thấy sắp xếp Đỗ Bằng làm phó tổ trưởng tổ công tác nhà máy giấy thì thế nào? Diệp Phàm tùy tiện hỏi. Cảm ơn anh. Đỗ Bằng có thể có được bổ nhiệm của chủ tịch thị trấn Diệp là phúc phận của nó, tôi không có ý kiến gì, chỉ cần chủ tịch thị trấn Diệp xem nó là người của mình, có chuyện gì nặng nhọc cứ giao cho nó. Người trẻ tuổi làm nhiều một chút thì có là gì, ha ha ha. Ngoài miệng Vương Nguyên Thành nói thì rất hay nhưng vẻ mất hứng vẫn mơ hồ lóe lên trong mắt. Ưng nhãn thuật nhạy cảm của Diệp Phàm vừa liếc nhìn đã cảm nhận được. Diệp Phàm biết Vương Nguyên Thành đang lo lắng. Vì tổ công tác nhà máy giấy cũng chỉ là tổ chức thành lập tạm thời, không có danh hiệu chính thức giống như phòng đảng chính, phòng tổng hợp, cũng chính là nói căn bản còn chưa nhận được công nhận của thượng cấp. Một khi công tác đổi mới nhà máy giấy kết thúc thì tổ công tác nhà máy giấy cũng nên giải tán, một khi giải tán cho đến lúc đó nhân sự của xã Khanh Hương cũng bố trí xong rồi, những chỗ tốt trong chính quyền thị trấn Lâm Tuyền đều bị người khác chiếm trước hết rồi. Quay về phải đi con đường nào? Cho nên người chú dượng Vương Nguyên Thành không thể không lo lắng cho tiền đồ của Đỗ Bằng. Chủ nhiệm Vương, tôi cũng hiểu nỗi lòng của anh. Anh thấy quỷ anh than có hơn hay không? Diệp Phàm thần bí mỉm cười. Lớn, có lẽ toàn bộ sơn cốc hẹp dài hợp lại cũng lớn bằng thị trấn Lâm Tuyền chúng ta hiện tại. Vương Nguyên Thành chưa rõ ý tứ của Diệp Phàm, thuận miệng trả lời. Cái này thì đúng rồi, anh nghĩ xem, lần này chỉ riêng nhà máy giấy Lâm Tuyền đã quăng vào 4.000 vạn. Chỉ cần một nhà máy tiến vào đoán chừng quỷ anh than sẽ thay đổi hoàn toàn. Sau này nói không chừng còn có nhà máy thứ hai nào đó giống như nó tiến vào, rồi thứ ba, thứ tư, ha ha ha. Diệp Phàm cười, nhìn Vương Nguyên Thành không nói gì, bí hiểm nói. Ngài, ý ngài nói là sau này quỷ anh than có lẽ sẽ trở thành nơi tập kết xí nghiệp của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta. Vương Nguyên Thành dù sao cũng là người dày dặn kinh nghiệm, chỉ cần lộ ra một chút đã nhìn thấu. Lập tức nghĩ đến rất nhiều, trong lòng vui mừng không khỏi tự chủ đứng lên lấy ra một điếu thuốc lá trong bao thuốc Trung Hoa từ trong túi áo châm lửa cho Diệp Phàm. Có lẽ bao thuốc Trung Hoa này là của lão già ăn bớt của chính quyền, không nỡ hút chỉ chuyên môn để trong túi áo rút ra cho lãnh đạo. Diệp Phàm nhớ Vương Nguyên Thành thường xuyên rút ra loại mẫu đơn 3 đồng 5 một bao, nhét trong túi quần. Phòng đảng chính là bộ phận kiếm chắc nhiều nhất, bình thường mà nói có chiêu đãi gì. Mua trang thiết bị mô hình nhỏ gì đó đều là phòng đảng chính ra tay, cho nên cũng kiếm chắc được chút ích lợi nhỏ trong đó. Đương nhiên, những chuyện mịt mờ này, trong lòng chủ tịch, bí thư cũng biết rõ, chỉ có điều không cần quá mức thì cũng sẽ ký phê chuẩn. Đạo lý đơn giản nước quá trong ắt không có cá này, thân là lãnh đạo nhất định ai cũng hiểu rõ, bản thân phải rộng lượng một chút, để lại chút canh cho cấp dưới uống, nếu không ai dám bỏ hết sức lực xông pha chiến đấu cho anh. Ha ha ha.
Sau này khi Quỷ Anh than được việc có lẽ phải đặc biệt bố trí một số vị trí giống như hội quản ủy của khu vực do một phó chủ tịch thị trấn đặc biệt chịu trách nhiệm, mà phó tổ trưởng chí ít cũng phải cấp cán bộ cấp ban, sau này thăng lên phó chủ tịch thị trấn gì đó thì cũng là người được chọn suy nghĩ trọng điểm. Vì công nghiệp là nền tảng để thị trấn chúng ta bay lên, nông nghiệp là nền tảng cho tiến bộ cuộc sống của nông dân. Hai ngành này đều quan trọng, đều không thể bỏ quên. Diệp Phàm thuận miệng giải thích cho Vương Nguyên Thành, sau khi nghe được đầu y cứ gật như gà mổ thóc, nhoang nhoáng khiến Diệp Phàm cũng cảm thấy hoa mắt, trong lòng buồn bực, kỳ lạ, lão Vương này sao không choáng váng, bố mày nhìn đã muốn ngất rồi, có lẽ cũng luyện qua thiết đầu công rồi. Chủ tịch Diệp, sau này Đỗ Bằng chính là người của anh muốn sai khiến việc gì cứ tận lực phân phó cho nó. Vương Nguyên Thành kích động biểu lộ thái độ thay cho Đỗ Bằng. Chủ nhiệm Vương, anh là tiền bối của Lâm Tuyền, tôi muốn hỏi anh, nếu đem con đường ở Đông Tỏa Dương phá hủy biến thành con đường mới rộng khoảng 26 thước thì dùng cách gì là tốt nhất? Diệp Phàm hỏi. Muốn mở rộng đường thì phải đẩy mặt tiền các cửa hàng về phía sau, chuyện này không dễ làm đâu. Vương Nguyên Thành lộ vẻ mặt khó coi, nhìn dáng vẻ của y xem ra cũng tương đối khó khăn. Người dân không muốn lùi xuống, anh có cách gì khiến người ta tự nguyện rút lui mà không xảy ra chuyện gì không? Diệp Phàm cười nói. Chuyện này cũng khó làm, quan trọng là phải có tiền, nếu có đủ tiền thì dễ làm việc hơn. Nếu có tiền bồi thường có lẽ sẽ có một bộ phận cửa hàng sẽ rút lui. Đương nhiên, đối với thị trấn Lâm Tuyền chúng ta mà nói là chuyện không thực tế. Con đường Đông Tỏa Dương có lẽ có đến gần 300 cửa hàng, một nhà bồi thường 5 vạn cũng phải mất đến 1.500 vạn, phương pháp này không thể thực hiện. Vương Nguyên Thành lắc lắc đầu. Nếu cho anh thêm một miếng đất để trao đổi với diện tích anh đã bỏ ra, mỗi nhà lại bồi thường thêm từ 1 vạn đến 2 vạn thì có thể làm được không? Diệp Phàm tiếp tục hỏi tới, muốn người ta rút lui chắc là không thể cho nên hiện tại không thể làm gì hơn là nghĩ rộng ra, xem có tìm được cách nào thích hợp để giải quyết vấn đề hóc búa này không? 2 vạn thì có thể làm được gì? Tôi tính có 2 vạn này thì một ngôi nhà 50 mét vuông có thể xây thêm được 2 tầng, đương nhiên chỉ là phòng thô thôi. Hơn nữa mình bỏ công khá nhiều, ngay cả chát vữa bên ngoài cũng không thể tiến hành. Nhưng phòng ốc hiện tại của bọn họ bị tiêu hủy thì chẳng khác nào không có nhà để ở, 2 tầng lầu này chẳng khác nào là kiếm được. Các căn nhà bị phá hủy hiện tại rất nhiều phòng là phòng cho thuê, lúc ấy huyện bồi thường cho mỗi nhà mấy vạn tệ, dùng tiền thuê nhà cũng có thể chống đỡ được mấy năm. Cứ như vậy có lẽ có nửa số lượng người muốn rút lui. Nhóm cửa hàng muốn đổi đất đầu tiên nhất định là kinh tế tương đối kém so với người khác, e rằng vô lực xây dựng cửa hàng trong vòng mấy năm, nếu có phòng ở hà cớ gì mà không làm. Nhưng trong một nửa những người còn lại có một nửa cửa hàng là có cơ sở kinh tế, những người này dự định trong vòng 2, 3 năm có thể xây nhà, đi mượn thêm chút tiền là có thể xây dựng. Những người này muốn bọn họ lùi về phía sau, để mặt tiền cửa hàng biến thành đường đi có lẽ tương đối khó. Làm công tác tư tưởng xu thế có lẽ vẫn có thể tiến hành. Phiền toái nhất chính là một phần tư phòng trọ trên tổng số trên lại có kinh tế tương đối khá, cho nên không thiếu tiền, cũng không cần số tiền 2 vạn đó. Những người này muốn bọn họ lùi cửa hàng về phía sau còn khó hơn lên trời. Sau khi con đường mới được xây dựng, phòng cho thuê chính là một khoản thu nhập ổn định vững chắc cực kỳ khả quan, hơn nữa còn tăng trưởng theo từng năm. Vương Nguyên Thành là cán bộ kỳ cựu của thị trấn Lâm Tuyền. Cho nên biết rất rõ. Hơn nữa lần trước khi Đông Tỏa Dương bị phá hủy, y cũng tham gia vào công tác đền bù của huyện, cho nên tính toán rất rõ ràng. Một phần tư còn lại xem như là người kiên quyết không muốn lùi cửa hàng, chủ nhiệm Vương không có cách nào phân hóa bộ phận này đi sao. Ha ha! Diệp Phàm cười nói. Vô cùng khó khăn, đương nhiên những người này đều có thể xem là hộ bị cưỡng chế. Hộ bị cưỡng chế càng ít thì công tác của chính quyền chúng ta càng dễ làm. Nếu muốn phân hóa một bộ phận người nữa thật ra cũng có cách. Lâm Tuyền chúng ta không phải đang xây dựng nhà máy sao? Nếu nhà máy có hiệu quả, sắp xếp cho một số cô gái có nhà trọ ở mặt tiền vào trong nhà máy có lẽ cũng có thể phân tán được một bộ phận, những cửa hàng còn lại chính là hộ bị cưỡng chế khó nhất. Vương Nguyên Thành lại nghĩ tới cách thức cũ. Thu nhận một số người vào trong nhà máy cũng có thể phân hóa được một bộ phận. Phải biết rằng nhà máy của Lâm Tuyền không nhiều. Con đường có thể kiếm tiền cũng không nhiều. Phần lớn con gái nhà người ta sau khi học xong sẽ không có việc làm, cuộc sống vất vả trên núi, thanh niên lại không muốn làm, ngại vất vả, cực khổ.
nhưng trong thị trấn lại không tìm được việc làm tương đối nhẹ nhàng. Nhân viên nhàn rỗi như vậy khá nhiều, cả ngày lêu lổng là dễ sinh chuyện nhất. Cũng không lợi dụng sự phát triển và ổn định của xã hội. Lúc nào cũng phải giải quyết vấn đề miếng ăn cho bọn họ. Nghèo quá sinh biến là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo thành xã hội không vững chắc. Được, phương pháp này có lẽ có thể phân hóa một lần nữa một nửa trong số 1/4 đó. 20, 30 hộ còn lại mới là khó nhất. Nếu thật sự có thể làm được thì 20, 30 hộ còn lại dù khó cũng phải nhổ sạch bọn họ đi mới được. Vì xây dựng giao thông Lâm Tuyền chúng ta sau này, vì để thích ứng với bản kế hoạch phát triển Lâm Tuyền, chuyện có khó khăn nhất định cũng phải làm được. Giọng điệu của Diệp Phàm rất quyết đoán, khiến trong lòng Vương Nguyên Thành chấn động thầm nghĩ, xem ra chủ tịch thị trấn Diệp là người có thể làm được chuyện lớn, chuyện mà chính quyền khóa trước chỉ nghĩ đến không dám làm thì chủ tịch Diệp lại dám làm. Đây chính là mị lực, khí thế. Chuyện mở rộng đường, thật ra Bí Thư Tần và chủ tịch thị trấn Thái trước kia đã muốn làm rồi, đáng tiếc bên trong còn nhiều vấn đề, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến mà không dám đi làm. Đỗ Bằng có thể đi theo cậu ta có lẽ thật sự là chọn đúng người. Lãnh đạo có thể ra tay cứng rắn có lẽ sẽ đắc tội với nhiều người, nhưng loại người này cũng cực kỳ có khả năng làm nên chuyện lớn. Phương diện quan lộ chỉ có hai loại kết quả, không phải bị người ta cào xuống đáy cốc thì chính là tiến lên mạnh mẽ, sẽ đi tới địa vị rất cao, người như vậy có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, người lợi dụng hắn cũng nhiều, tiền đồ vô lượng. Mình phải dặn dò Đỗ Bằng một lần nữa, ngàn vạn lần không thể chân trong chân ngoài. Chủ tịch Diệp. Lần trước sau khi Đông Tỏa Dương bị phá hủy đến bây giờ cũng vẫn chưa bắt đầu xây dựng lại, chính vì lúc ấy Bí Thư Tần và Chủ tịch Thị trấn Thái dự định mở rộng mặt đường. Kế hoạch lúc đó chính là sửa độ rộng của con đường mới lên 12 thước, sau đó đầu tiên là thử xem, tập trung tất cả phòng trọ bị phá hủy lại mở một cuộc họp trình bày ý nghĩ này. Ai ngờ đêm đó thiếu chút nữa là cháy nổi rồi. 300 hộ đại diện, có hơn 200 hộ đứng ra phản đối. Thái độ cực kỳ quyết đoán. Hội trường nhất thời ầm ĩ inh ỏi. Những người không phản đối đều là vì cho dù lùi xuống 6-7 thước thì mặt tiền cửa hàng của bọn họ vẫn còn, hơn nữa chính quyền lại có bồi thường, cho nên bọn họ cũng không gây rối. Chỉ là phương diện độ sâu của cửa hàng mỏng hơn một chút mà thôi. Chương 308, người tới không có ý tốt. Nếu như theo lời anh nói, các cửa hàng mặt tiền đều lùi vào trong thì mặt đường sẽ mở thêm được 10 mét. Như vậy thì nhà nào còn lại cũng mỏng đến đáng thương, phần lớn đều là 7, 8 mét hoặc 3, 4 mét chiều dài, có thể làm được cái gì? Vì thế phương pháp này rất khó được thông qua, chắc là bọn họ sẽ quậy phá, thậm chí là biểu tình. Lúc ấy Bí Thư Tần Bí Thư và Chủ tịch Thái khi nghĩ đến chuyện đó thì không nói gì đến nữa. Tuy nhiên tiền đền bù cũng đã bị khấu trừ trong thị trấn rồi, nói nếu đồng ý lui vào thì sẽ nhận tiền, nếu không thì thôi. Cũng không hề ký thêm giấy phép xây dựng nào nữa. Vì chuyện hỏa hoạn lần trước mà đã xảy ra chết người, cũng bởi vì mặt đường quá hẹp nên xe cứu hỏa không vào được mới tạo thành thảm cảnh như vậy. Sau đó huyện muốn Lâm Tuyền mở rộng mặt đường vì không lấy được chứng nhận nên tạm thời để đó. Vương Nguyên Thành nói ra chuyện tại sao chưa khởi động cải tạo mặt đường khu phố cũ làm Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia mình còn ở xó xỉnh thôn Đập Thiên Thủy nên chưa nghe qua chuyện khúc mắc này. Hiện giờ nghe Vương Nguyên Thành nói ra mới hiểu ra khúc mắc. Xem ra để Vương Nguyên Thành làm chủ nhiệm ban đảng chính là cực kỳ phù hợp, y đúng là Lâm Tuyền bách sự thông. Không lâu sau thì Đoàn Hải đến phòng làm việc. Đoàn Hải, tôi đã đề nghị đảng ủy cho anh làm tổ trưởng tiểu tổ công tác cải cách nhà máy giấy bởi vì hiện tại tôi cũng quá bận, chuyện tổ công tác giao cho anh. Về chuyện lùi cửa hàng mặt tiền bù đất ở nhà máy giấy chắc anh có nghe nói, xem qua mấy văn kiện giấy từ này đi. Chuyện này tương đối khó làm, anh phải chuẩn bị tư tưởng đánh một trận ác liệt. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nghiêm khắc, đưa cho Đoàn Hải một phần văn kiện. Đoàn Hải xem chừng mười mấy phút, sắc mặt khẽ biến, tuy nhiên trong giây lát lại hồi phục, kiên định nói. Cảm ơn sự bồi dưỡng của Chủ tịch Diệp đối với Đoàn Hải, ngài đem chuyện lớn của tổ công tác giao cho tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp với Phó Chủ tịch Tiếu để đổi đất. Chuyện này đã kéo mấy tháng. Trong nhân dân cũng bàn tán nhiều, không để cho người gặp họa xây dựng lại nhà cửa thì cũng là vô nhân đạo, tuy nhiên nếu để như cũ thì đúng là không an toàn. Tôi chuẩn bị lập tức triển khai hội nghị tổ công tác, tập hợp ý kiến của bọn họ xem viết ra được một phương án khả thi. Ừ, chuyện bên nhà máy giấy cứ giao cho Đỗ Bằng chịu trách nhiệm,
mục tiêu chính sắp tới là phải xây dựng được nhà xưởng mới, đem máy móc mới để vào đó. Lấy ý kiến của người quản lý mà chủ tịch Hồ phái tới làm chủ, tuân thủ theo đúng bản thiết kế của y để xây dựng. Bọn họ đều chủ tịch lâu năm, kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa chủ tịch Hồ còn là lão đại trong giới làm giấy, dặn tổ công tác là phải nói ít làm nhiều, tập trung vào công việc. Diệp Phàm dặn dò kỹ càng làm Đoàn Hải cũng thấy xúc động, đây chính là cơ hội tốt với y, được sự trọng dụng của Diệp Phàm là sự khởi đầu. Đoàn Hải đã sớm quyết định muốn đi theo Diệp Phàm, gần đây thấy hắn thăng quan như ngồi hỏa tiễn lại càng kiên định. Đoàn Hải trước kia bị thất sủng ở huyện ủy cũng là vì không phục lãnh đạo nên mới bị đày đến chỗ hẻo lánh thôn Đập Thiên Thủy. Hiện tại tính tình đã mài giũa đi không ít, làm việc cũng dần lão luyện, hơn nữa đã từng có kinh nghiệm ở huyện ủy nên nhiều chuyện cũng thuận tay. Tuy nhiên đối với vận may của Diệp Phàm thì gã chỉ có thể âm thầm thở dài mà thôi, người ta cũng không khuất phục lãnh đạo, tính cách bướng bỉnh còn hơn cả mình. Trước kia mình vì bực tức mà nói sau lưng lãnh đạo vài câu thì bị người có ý đẩy đến chỗ hẻo lánh dưỡng lão. Còn Diệp Phàm có thể nói như là kiểu mẫu của người ngang ngạnh, tuy nhiên hắn có bản lĩnh, Đoàn Hải không thể bì được. Đoàn Hải chỉ còn cách cười khổ gãi đầu, vỗ ngựa cũng không theo kịp, tâm phục khẩu phục. Hơn nữa đi theo Diệp Phàm cũng tốt, hắn không như những lão hồ ly thâm trầm khó đoán kia. Hơn nữa hắn đối với thủ hạ tương đối tốt, thậm chí là bao che. Dĩ nhiên là Diệp Phàm còn chưa đạt tới trình độ cục bộ để tạo được vòng tròn vì tầng thứ của hắn còn thấp, cũng chưa cần thiết. Tâm tư của Diệp Phàm là muốn lập thành một nhóm có thể nghe mình nói, thật sự làm vài chuyện cho dân chúng, dĩ nhiên cũng là vì mình. Vì dân cũng là vì mình, tư tâm của Diệp Phàm đơn giản chính là vì nước vì dân phục vụ để tăng thành tích phục vụ, hoàn toàn không phải lợi dụng quyền thế để tham ô hay hủ hóa. Dĩ nhiên về chuyện tiền bạc thì Diệp Phàm tự có phép tắc của mình. Chuyện phong lưu cũng muốn làm, hơn nữa về phương diện này hắn cũng không nghĩ sẽ khác biệt, tuy nhiên bản thân hắn có tiêu chuẩn gió chăng của mình. Chủ nhiệm Vương Nguyên Thành dẫn Đỗ Bằng tới phòng làm việc của Diệp Phàm. Thái độ xử thế của tiểu tử này cũng khá tốt, cung kính nhưng không bợ đỡ. Diệp Phàm nhấn mạnh chuyện ở Quỷ Anh Than, yêu cầu Đỗ Bằng toàn quyền chịu trách nhiệm về phương diện chính quyền. Diệp Phàm biết. Cho dù Đỗ Bằng có một số việc làm chưa được thì cũng có Vương Nguyên Thành đứng sau hướng dẫn cho gã. Có loại con út này nên hắn yên tâm giao phó chuyện nhà máy giấy cho gã, chuyện mời người khai hoang, đào móng, dựng lều thì Vương Nguyên Thành là chuyên gia. Nhà máy giấy Lâm Tuyền hiện giờ sửa thành công ty hữu hạn trách nhiệm giấy Lâm Tuyền, là một công ty con của tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu, bước đầu đã hình thành ban bệ. Giám đốc công ty mới mà Chủ tịch Hồ Thế Lâm phái tới là Hồ Thái Hòa. Nhìn qua rất khôn khéo và hiền lành, cũng không lộ ra vẻ nghiêm khắc. Phó giám đốc thứ nhất dĩ nhiên phải là người bên chính quyền, Diệp Phàm tạm thời chưa chọn ra người, đang do phó giám đốc cũ Thang Chính Hải tạm quyền. Phó giám đốc thứ hai là do Chủ tịch Thượng Thiên Đồ phái tới, là một thanh niên rất giống y, sau khi nghe giới thiệu mới biết là em trai. Phó giám đốc thứ ba là do Dương Vân Thiên của Thủy Châu phái tới tên là Dương Vi Đống, là một trung niên nhìn qua rất bình thường. Mấy người từ Thủy Châu tới bao gồm cả giám đốc lẫn phó giám đốc đều tỏ vẻ rất khách khí với Diệp Phàm, thậm chí có thể nói là cung kính. Chắc mấy vị chủ tịch đều đã dặn dò, nếu không chỉ là một vị chủ tịch thị trấn thì đối với bọn họ không có phân lượng gì cả. Bọn họ là tới đầu tư, người đầu tư đối với thị trấn nghèo như Lâm Tuyền mà nói chính là Thượng Đế, trong thị trấn đều phải hầu hạ như lão tổ tông, vì thế đáng ra bọn họ đều có một tư thái bề trên. Buổi tối. Diệp Phàm mở một cuộc liên hoan nhỏ ở Xuân Hương Tử Lâu, khách mời bao gồm mấy vị giám đốc, phó giám đốc và chuyên gia thiết kế từ tỉnh. Bởi vì lần đầu tư này rất trọng đại nên thị trấn cũng tổ chức long trọng, từ tỉnh, thành phố, huyện đều có người. Diệp Phàm thuận tiện nhờ xe mời cả những chuyên gia quy hoạch và thiết kế cả thị trấn Lâm Tuyền và khu công nghiệp Quỷ Anh Than. Trịnh Khinh Vượng cũng chạy tới Lâm Tuyền, tuy nhiên khách quý tới ngồi ở đại sảnh uống trà thoáng cái đã hơn 10 người làm. Diệp Phàm suýt nữa nhảy dựng, thầm nghĩ, kỳ lạ, hôm nay mình mới khách tại sao những bí thư, chủ tịch thị trấn lân cận không mời cũng đến. Xuân Hương Tửu Lâu chắc sắp biến thành một hội nghị của các bí thư và chủ tịch thị trấn rồi, nếu nói mình là một thườn vụ phó chủ tịch huyện mời khách như vậy thì còn hợp lý, mình chỉ là một chủ tịch thị trấn, bọn họ không cần thiết tới nịnh bợ, vậy thì là vì lý do gì? Có mấy người quen thuộc, bao gồm Liễu Chính Nguyên là thư ký của bí thư Lý. Giờ là bí thư đảng ủy thị trấn Quy Hồ.
Bí thư thị trấn Nam Khê, Trung Minh Đào, vui mừng hớn hở, cái bụng bự như tiếu la hán. Bí thư Tống Ninh Giang của thị trấn Giác Lâm cũng là người quen cũ, gương mặt vốn lạnh băng tối nay lại cười vẻ quỷ dị làm Diệp Phàm cảm thấy không ổn. Bí thư Thái Đại Giang của thị trấn Tà Nham từng là oan gia đối đầu, đối với vị này thì ấn tượng của Diệp Phàm cũng không nhiều, chỉ nhớ nhất là chuyện y và Trịnh Tuyết Muội của ban sinh đẻ có kế hoạch chơi trò kéo đẩy, dĩ nhiên lúc ấy Diệp Phàm vận dụng thuật bức nhĩ thông, chưa chân chính chứng kiến kỹ năng của đồng chí Thái, tuy nhiên mùi vị rất kích thích. Tống Ninh Giang chỉ vào một cô gái thanh tú, ăn mặc có vẻ mộc mạc giới thiệu. Chủ tịch Diệp, đây là bí thư Phí của thị trấn Vũ Khê, con đường trong đại quy hoạch của thị trấn Lâm Tuyền sẽ đi qua địa bàn của cô ấy. Đây là vị nữ bí thư nổi tiếng của huyện chúng ta, ha ha, chưa từng gặp mặt đúng không? Hôm nay làm quen một chút đi, cô ấy còn là đại mỹ nữ à? Ha ha ha, Tống Ninh Giang luôn nghiêm khắc lại có thể nói đùa. Xem ra mỗi người cũng sẽ thay đổi khi ở vào vị trí khác nhau, lúc y ở vị trí phó bí thư chuyên trách. Thì khác, giờ là người đứng đầu một thị trấn sẽ khác, huống chi đùa giỡn với người đẹp cũng vui vẻ. Bí thư Phí Tiểu Nguyệt của thị trấn Vũ Khê nhìn khá thanh tú, lại có vẻ thuần phác của một cô gái miền núi. Cô mặc một bộ y phục truyền thống của thiếu nữ miền núi, nhưng cũng không ra vẻ mà hết sức tự nhiên. Gương mặt cũng không phải là quá xuất sắc. Tuy nhiên càng ngắm lại càng lộ vẻ duyên dáng, giống như vỏ rượu lâu năm, càng ủ sẽ càng tinh khiết. Chương 309, quần công. Nếu Diệp Phàm không biết cô cùng họ với Phí Mặc chắc cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên cô được người trong huyện gọi là Tiểu Bạch Hồ, nghĩa là sự thông minh đã đạt cấp bậc hồ ly rồi, không thể khinh thường. Hắn biết mình chỉ là một con nghé con chưa chắc đã có thể đấu thắng con Tiểu Bạch Hồ này hay không, so ra có vẻ hơi non nớt. Xét đến sự trưởng thành của mình thì biến số là rất lớn. Hoan nghênh a, bí thư Phí. Chúng ta là láng giềng, nghe đại danh đã lâu mà chưa gặp, ha ha ha. Diệp Phàm tươi cười đón chào, hắn chưa bao giờ tiếc nụ cười với gái đẹp, đây là bệnh chung của đàn ông, cũng là một thủ đoạn ra vẻ của họ. Phải nói ngược lại chứ, năm thị trấn lân cận hiện giờ đều thành phụ thuộc thị trấn Lâm Tuyền các anh rồi. Chủ tịch Diệp may mắn. Năm thị trấn ôm lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, một khu vực kinh tế sắp thành hình, chúng tôi tới chúc mừng, dĩ nhiên cũng là người được lợi nhất rồi. Phí Tiểu Nguyệt cười nhẹ, hàng mi cong vô cùng mê người. Mẹ kiếp, đúng là hồ ly Tiểu Bạch Hồ Ly, vừa mở miệng đã ẩn giấu mùi thuốc súng, có ý gì mà năm thị trấn ôm hết Lâm Tuyền, lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, ngay cả việc phụ thuộc cũng đều nói ra. Đây không phải là đem thị trấn Lâm Tuyền đối lập với mấy thị trấn khác trong đại quy hoạch sao? Rõ ràng cố ý nâng mình lên để chế giễu, bọn Thái Đại Giang chắc là cũng cố tình gây chuyện như vậy. Diệp Phàm thầm bực mình, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vui mừng. Nói gì vậy, các đồng chí đều là người lão luyện ở huyện, đều có kinh nghiệm và năng lực. Gần đây nghe nói các đồng chí đều lấy được tài chính có hiệu quả rõ ràng. Còn Lâm Tuyền chúng tôi là một cục diện rối rắm a. Muốn thực sự áp dụng đại quy hoạch còn phải dựa vào các vị bí thư chủ tịch đây ra sức hỗ trợ rồi. Tôi tin nếu thấy thị trấn chúng tôi gặp rủi ro, các vị lão đại đây chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Phàm thở dài, khiêm nhường nói, trả ngược một đòn, theo thế còn muốn kiếm ít tiền cho đại quy hoạch, dù sao bọn họ cũng đã tới, phải xin họ ít máu mới được. Bởi vì sau khi nối thông con đường lớn thì mọi người đều được lợi. Ha ha ha. Chủ tịch Diệp là người thần có khả năng, vừa mở miệng đã có thể kéo về 2.000 vạn, chứ đâu như chúng tôi có chặt đứt chân tay cũng đâu lấy được mấy đồng đâu. Thái Đại Giang cũng ám chỉ là đừng mong lấy máu chúng tôi, bọn lão tử đây là tới để xin tiền, không xuất máu. Đúng vậy, chủ tịch Diệp, chúng tôi làm gì ra tiền, dù có hao tổn tâm tư cũng không xin được mấy vạn, làm được chuyện gì chứ, ha ha ha. Lão Hồ Ly Trung Minh Đào cười ha ha. Thật ra thì thị trấn Nam Khê cũng có gần 2.000 vạn đầu tư mới có thể đưa y lên làm chủ tịch. Người này lại là một tên vắt cổ chảy ra nước, một đồng cũng không muốn bỏ ra mà chỉ muốn chiếm tiện nghi. Diệp Phàm tức tối đến mức chỉ chút nữa đã nghĩ một cước đá văng y xuống suối cho cá ăn. Huống chi người này cũng là thủ hạ của Lý Hồng Dương, cũng là cùng phe với mình, vậy mà có thể chơi trò huynh đệ tương tàn. Xem ra tuy nói là đồng bọn nhưng ở chỗ khác nhau nên chỉ biết tranh giành lợi ích riêng mà thôi. Diệp Phàm vốn nghĩ Ninh Giang dù sao cũng là từ thị trấn Lâm Tuyền đi ra, lại ở cùng một phe Lý Hồng Dương với mình.
Lẽ ra thì thị trấn Giác Lâm của y cũng sẽ bỏ ra chút tiền cho con đường lớn của Lâm Tuyền, hiện giờ nghe Trung Minh Đào vừa nói thì lập tức tỉnh ngộ, chắc bí thư Tống Ninh Giang cũng là lai giả bất thiện vì hiện giờ y đã không là phó bí thư của thị trấn Lâm Tuyền. Được rồi, mấy con hồ ly các người đến để vây công ta, đều là thứ hổ lang muốn hái đào. Tống Ninh Giang mở miệng, mỉm cười nói. Lúc tôi ở thị trấn Lâm Tuyền đúng là xấu hổ, không kéo được đầu tư gì cho thị trấn. Bây giờ nhìn đến Chủ tịch Diệp có thể vì Lâm Tuyền xây dựng, cùng với nhân dân Lâm Tuyền kéo tới nhiều khoản đầu tư như vậy, tôi rất vui mừng. Dù sao tôi cũng ở Lâm Tuyền mấy năm rồi, có chút ít tình cảm. Nhân dân Lâm Tuyền có thể khá hơn thì trong lòng tôi cũng cao hứng, tuy nhiên cũng thấy xấu hổ và bất an. Hiện giờ tôi đến thị trấn Giác Lâm, hao tổn tâm cơ muốn kéo chút đầu tư cho thị trấn, đáng tiếc vị trí địa lý thị trấn Giác Lâm chúng tôi không thể so sánh với Lâm Tuyền, chỉ có một con đường đá lên huyện. Giao thông chế ước sự phát triển của Giác Lâm, hiện giờ coi như Chủ tịch Diệp là gió đông nối thông Lâm Tuyền. Sau này xe cũng có thể thông qua Lâm Tuyền chạy thẳng đến thành phố Phúc Xuân rồi tiến thêm một bước tới thành phố Mạc Hương. Sau này mọi phương diện chắc là cũng có thể phát triển lên một bậc thang mới, vốn là một thị trấn anh em, Chủ tịch Diệp vì Giác Lâm làm nhiều chuyện như vậy chúng tôi cũng nên xuất ra một phần lực. Ai, đáng tiếc thị trấn Giác Lâm nghèo quá, còn như Lâm Tuyền nhất định là đứng ở vị trí thứ ba của huyện, trừ thị trấn Thành Quan thì chính là đến Lâm Tuyền rồi. Thị trấn Giác Lâm chúng ta mới coi là chân chính nghèo, cho nên, vô cùng xấu hổ, có lòng không đủ lực a. Chỉ có thể tới đây chúc mừng Chủ tịch Diệp thăng chức và con đường lớn của Lâm Tuyền sớm ngày thành công. Tống Ninh Giang một phen nâng Diệp Phàm lên nhưng về phương diện tiền nong lại đóng chặt, Diệp Phàm cũng hoài nghi miệng của đồng chí lão Tống có phải tìm được một cái khóa lớn khóa lại không, khóc với mình còn thảm hơn. Tựa hồ Chủ tịch Diệp Phàm của thị trấn anh em phải có nghĩa vụ từ tài chính sửa đường lấy ra đưa cho y mấy trăm vạn vậy. Diệp Phàm giận đến trắng mắt, nghiến răng trèo trẹo, chỉ là không làm được gì. Một người trung niên đeo kính tiến lên rút một điếu thuốc mời Diệp Phàm. Phí Tiểu Nguyệt cười giới thiệu. Chủ tịch Diệp, đây là bí thư Phí Quốc Tư của xã Khê Khanh thuộc thị trấn Tà Nham, nghe chuyện của con đường lớn Lâm Tuyền nên cũng muốn tham gia náo nhiệt. Anh khỏe chứ, bí thư Phí? Hoan nghênh đến Lâm Tuyền làm khách. Diệp Phàm mỉm cười bắt tay, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một tên Tống Tiền, người này họ Phí chắc là tay sai của Phí gia. Cảm ơn, Chủ tịch Diệp, ta đại biểu nhân dân xã Khê Khanh mời anh một chén. Phí Quốc Tư giơ chén rượu lên mời rồi uống trước. Diệp Phàm vội vàng hô. Chậm đã bí thư Phí, chén rượu này không phải tôi không dám uống, tuy nhiên lời vừa rồi của anh hình như chưa rõ ràng. Tôi hình như chưa làm ra chuyện gì tốt cho nhân dân xã Khê Khanh, hơn nữa còn chưa đến đó, vì vậy thịnh tình của nhân dân xã Khê Khanh tôi không dám nhận. Tôi là chủ nhà, mời khách một chén mới đúng chứ, ha ha. Diệp Phàm cười giơ chén. Chủ tịch Diệp, để tôi nói đã, xã Khê Khanh ở phía tây của thị trấn Tà Nham, thật ra thì cách thị trấn Tà Nham một dòng suối nhỏ. Khoảng cách không xa lắm, chừng 7-8 cây số. Tôi nghĩ Chủ tịch Diệp có thể suy nghĩ cho con đường lớn Lâm Tuyền đi qua xã hay không, để cho nhân dân xã Khê Khanh có cơ hội từ thị trấn Tà Nham chạy thẳng tới Lâm Tuyền, rút ngắn đường tới huyện thành Ngư Dương. Điều này đối với kinh tế địa phương sẽ có rất nhiều lợi ích, mong Chủ tịch Diệp suy nghĩ, ha ha. Phí Quốc Tư ra mặt tuyệt không mỏng. Sao vậy, xã Khê Khanh cách thị trấn Tà Nham có 7-8 cây, vì sao không thể nối thông? Hiện giờ con đường của xã Khê Khanh đi đến huyện thành nói không thông là không thể nào à, dù là huyện nghèo cũng không để phát sinh chuyện này. Diệp Phàm vội vàng hỏi ngay, hắn không muốn chưa hiểu rõ đã bị người ta đùa giỡn lấy tiền. Dĩ nhiên là thông nhưng phải đi qua đường vòng từ thị trấn Quy Hồ. Dài thêm mấy chục cây, nếu đi từ thị trấn Tà Nham sẽ rút ngắn đến 7 phần. Phí Quốc Tư ra vẻ ngượng ngùng. Hừ, trong chuyện này chắc là có gì. Đường thẳng không đi lại đi đường vòng, ăn cơm no dỗi hơi rồi sao, huống chi còn là đường đá ngồi chắc lắc chết người. Diệp Phàm thầm suy nghĩ, cũng không lên tiếng, liếc mắt nhìn đám hồ ly trên bàn thấy tất cả đều cười cười không lên tiếng, trong chuyện này chắc có ẩn tình mà mọi người không dám nói ra sợ đắc tội với người. Tống Ninh Giang bị Diệp Phàm nhìn vào không thể làm gì khác là lên tiếng. Còn không phải là do con suối kia làm loạn hay sao? Suối làm loạn. Bí thư Phí có thể nói hay không? Diệp Phàm hỏi thẳng. Ai, con suối của xã Khê Khanh chúng tôi gọi là suối Lữ Bàn,
hình như do hình dạng ngoằn ngoèo y nên gọi là suối chỉ bàn trì hoãn. Điều kỳ lạ là khúc chảy qua thị trấn Tà Nham lại rất sâu, nếu ở chỗ khác thì chỉ khoảng 5, 6 mét nhưng ở đây lại tới mấy chục mét, có chút quỷ dị. Phí Quốc Tư vừa nói vừa lắc đầu. Suối chỉ bàn của các anh rộng bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi, thầm nghĩ, nếu như quá rộng thì ai chịu nổi? Không tới 100 mét. Phí Quốc Tư biết nghĩ giấu giếm cũng không giấu giếm được, người ta phái người đi một lần thì cái gì chẳng biết. Thật ra thì suối này rộng chưa tới 100 mét nhưng cũng gần như vậy. À! Diệp Phàm kêu một tiếng, trong lòng cười thầm, mẹ nó, muốn bảo lão tử đi chịu chết sao? Chắc là do nước quá sâu nên không thể xây cầu được nên mới phải đi vòng qua thị trấn Quy Hồ. Độ sâu hơn mười mấy mét, độ rộng tới 100 mét, nếu xây cầu một nhịp chắc không thể đứng vững, còn vài nhịp thì cả đống tiền, chắc cũng phải tới 700-800 vạn, thậm chí cả ngàn vạn. Chương 310, đường tỉnh giống như người chọc đầu. Đối với huyện nghèo như Ngư Dương chúng ta mà nói, tiêu tốn số tiền ngàn vạn đi xây dựng con đường nhỏ của thị trấn, vậy chi bằng tốn trên 100 vạn nối liền đến xã Xài Mộc vòng lên huyện là được rồi. Dù sao người khổ sở cũng chỉ là dân chúng của xã Khanh Hương. Ngồi sưng cả mông cũng chỉ là cán bộ của xã Khanh Hương, cũng không có nhiều quan hệ với các cấp lãnh đạo ở trên, chẳng trách các cục trưởng, phó chủ tịch huyện đều không muốn tới xã Khanh Hương kiểm tra công tác. Mới xoay một vòng đã không có ai chịu được rồi, hơn nữa nơi xó xỉnh hẻo lánh như vậy cũng không có lợi lộc gì mà kiếm trác. Tài chính trong xã cũng khó khăn. Chạy đến một chuyến mà cũng không mò được cái phong bì nào thì ai còn muốn đi làm loại người đại ngu nữa chứ. Người làm quan đều là những người thông minh, nơi giống như Lâm Tuyền thì thường xuyên đến thăm, cách mấy ngày lại có tổ kiểm tra xuống. Hôm nay thì sinh đẻ, ngày mai là thống kê, hôm sau là giáo dục, hôm sau nữa lại điều tra diện mạo thị trấn, một thị trấn như vậy thì còn có diện mạo gì nữa. Đặc biệt là gần cuối năm, về cơ bản mỗi ngày đều có người xuống kiểm tra công tác. Uống một bữa kiếm một cái phong bì nhỏ rồi đi, tâm trạng cũng rất sảng khoái. Không thoải mái thì mắng mấy câu, phê bình công tác của các phòng ban cấp dưới, chỗ này không được, chỗ kia có khuyết điểm. Hầu hạ thoải mái thì không có sai phạm gì, cái gì cũng tốt, còn không phải toàn là phong bì lớn nhỏ tác quái. Đúng vào lúc này, khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên cửa mở ra, một người cao to lực lượng vui vẻ đứng trước cửa. À, anh Triệu đến rồi. Mau nhập tiệc. Diệp Phàm vội vàng đứng lên đón khách, người đến chính là đại ca Triệu Bính Kiện thần gia tài chính của huyện. Phía sau còn có một người có tướng mạo gần giống như Triệu Bính Kiện. Chú Diệp, đây là Triệu Đĩnh em trai tôi, hiện giờ đang đảm nhiệm bí thư đảng ủy xã Xài Mộc. Triệu Bính Kiện kéo tay Diệp Phàm giới thiệu, lộ vẻ vô cùng thân thiết, Diệp Phàm cũng chào hỏi một tiếng. Triệu đại thần tài vừa đến, không khí bàn tiệc lập tức sinh động. Lãnh đạo các thị trấn đều đứng dậy mời một chén. Tuy nhiên chỉ mời riêng y một chén cũng không được, dáng vẻ như vậy khiến người khác cảm thấy nịnh bợ quá mức. Phải biết rằng những người đang ngồi đây đều là chủ tịch thị trấn hoặc là bí thư đảng ủy thị trấn. Nói không chừng lúc nào đó sau lưng người ta có đường đi sẽ trèo lên vị trí phó chủ tịch huyện, không thể đắc tội, vì thế đồng thời với mời rượu Triệu thần tài mọi người cũng đứng lên mời một lượt. Đừng thấy Phí Tiểu Nguyệt ăn mặc như một cô gái nông thôn tới thị trấn, khi uống rượu không hề thua kém các đại lão gia, đã mời đến 2 phòng. Phòng này do 2 phòng hợp lại thành 1, sắp xếp một bàn lớn hình tròn có thể ngồi được 36 người. Vòng đầu tiên chính là 36 chén, mặc dù nói là uống rượu mời, nhưng cũng tương đối lợi hại, trên bàn có mấy bí thư, chủ tịch thị trấn Tử Lượng cao mặt đỏ như đít khỉ, mà vẫn không bằng cô ta. Chủ tịch thị trấn Diệp. Hôm nay đồng chí tới từ Viện Thiết kế Quy hoạch thành phố đã đo đạc xong một bộ phận của thị trấn Lâm Tuyền rồi. Nghe nói ngày mai sẽ tiếp tục đo đạc mấy thị trấn, xã bên cạnh. Tôi hy vọng chủ tịch thị trấn Diệp có thể đối xử bình đẳng. Tôi nghe nói nền đường đã có độ rộng 10 mét, cho nên hy vọng đoạn đường kéo dài đến thị trấn Giác Lâm cũng rộng đến 10 mét có phải không? Ha ha! Tống Ninh Giang ỷ mình và Diệp Phàm từng công tác, cho nên đầu tiên đề xuất ra ý kiến của mình. Y có chút lo lắng con đường sau khi kéo đến thị trấn của mình sẽ thay đổi. Ví dụ như thu nhỏ còn có 6 mét, phải biết rằng đường quốc lộ của thị trấn bình thường mà nói cơ bản là rộng 6 mét, cộng thêm lề đường cũng mới chỉ có 8 mét. Mà nền tảng chủ đạo làm đường của đập thiên thủy thị trấn Lâm Tuyền là rộng 10 mét, lại cộng thêm rãnh thoát nước, lề đường, có lẽ tổng độ rộng phải đạt đến gần 15 mét.
rải lên một lớp nhựa, sau khi xây xong, ở một thị trấn trung cấp tuyệt đối có thể xem là mặt đường loại 1. Không nói đến những cái khác, chính là đoạn quốc lộ phong lĩnh của huyện Ngư Dương từ tỉnh đến Ngư Dương trước mắt vẫn còn chưa rải nhựa, đây chỉ là đường quốc lộ đá vụn tương đối rộng rãi. Còn đoạn tiếp giáp của Ngư Dương với thành phố Phúc Xuân đã rải nhựa rồi, vốn trong tỉnh đã rút tiền xuống cho Ngư Dương, nhưng vì phát triển xây dựng kinh tế, cuối cùng số tiền đó đã bị huyện tham ô đi. Một nửa còn lại dùng để sửa chữa mặt đường, mở rộng thêm, kéo dài ra, trên đoạn đường đi qua thị xã thì rải xi măng, làm đi làm lại như vậy cuối cùng cũng tiêu hết khoản tiền đó. Nếu trong tỉnh truy cứu chuyện này thì lãnh đạo của Ngư Dương phải chịu trách nhiệm, nhưng lãnh đạo trong tỉnh sau khi nghe nói hiện trạng của Ngư Dương, cuối cùng lại biểu thị đồng tình. Hơn nữa vị lãnh đạo tỉnh lúc đó cũng là người tới từ thành phố Mặc Hương, cho nên vuốt mặt phải nể mũi, cũng không truy cứu quê quán của người ta, nhưng nếu người ta đã cấp tiền rồi cũng không thể cấp thêm lần nữa. Cho nên giao thông của Ngư Dương kém đến thậm tệ. Đoạn đường lên tỉnh vẫn rải đá vụn, mặt đường rải nhựa cũng chỉ có mấy đoạn, ví dụ đoạn từ thị trấn Nam Khế lên huyện cũng rải rồi. Còn đoạn từ thị trấn Nam Khế đến Lâm Tuyền lại chưa rải, vẫn chỉ là đường đá vụn. Cứ như vậy chỗ này rải một đoạn, chỗ kia rải một đoạn không hoàn chỉnh, thật sự có chút giống như làn sọc trên màn hình. Đương nhiên, nền đường toàn tỉnh sẽ được mở rộng toàn bộ, chẳng qua không rải nhựa mà thôi. Tính toán của Diệp Phàm chính là rải nhựa trên đoạn đường tỉnh từ thị trấn Vũ Khê đến đây, sau đó đường xe xuất phát từ thị trấn Lâm Tuyền sẽ thông qua thị trấn Vũ Khê đến thành phố Phúc Xuân rồi đến thành phố Mặc Hương. Việc này có chút giống như công trình thể diện, khách từ tỉnh thành tới cứ ngồi trên xe đi đường rải nhựa là có thể đến thẳng Lâm Tuyền rồi. Đi lên Ngư Dương lại rải mặt đường đã vụn. Còn đoạn ở Lâm Tuyền và xã Nam Khê thì xem tình hình mà quyết định. Nếu có tiền thì lát, không có tiền thì không làm. Đương nhiên là đầu tiên phải bảo đảm con đường bên trong Lâm Tuyền rồi. Những xã và thị trấn khác chủ yếu là khai thông, chuyện rải nhựa lên mặt đường có lẽ còn phải tính toán. Có lẽ hôm nay những chủ tịch, bí thư thị trấn không mời mà đến này có thể cũng mơ hồ nghe ra mùi vị gì đó. Bí thư Tống, anh đã từng là lãnh đạo của tôi. Tôi xin nói thật với anh, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền này cũng chỉ là kế hoạch. Muốn thực hiện bản kế hoạch này tất cả đều phải xem tài lực như thế nào, dự định của thị trấn Lâm Tuyền trước mắt chính là sửa chữa xong đoạn đường chủ đạo của đập Thiên Thủy, kéo dài đến xã Khanh Hương trước kia. Nối liền ba trạm phát điện xung quanh Lâm Trường Cảnh Dương và Khanh Hương. Còn nói về đoạn qua xã Khanh Hương có thể khai thông đến thị trấn Lâm Tuyền hay không thì còn phải xem tài lực có cho phép không. Nếu không có tiền muốn làm chuyện này cũng không làm được. Dự định nối liền Lâm Trường Cảnh Dương đến thị trấn Quy Hồ cũng giống vậy, còn cả thị trấn Tà Nham nữa. Đương nhiên, nếu các thị trấn anh em có thể rút ra ít tiền từ phương diện tài chính để tương trợ thì chuyện này lại khác, có phải không? Phải biết rằng thị trấn Lâm Tuyền hiện tại cũng nghèo có tiếng, sau khi sáp nhập với Khanh Hương phương diện tài chính lại càng căng thẳng, ha ha ha. Diệp Phàm cười ha ha, chuyện này muốn không đắc tội với người khác thật sự rất khó. Quả nhiên. Phí Tiểu Nguyệt của thị trấn Vũ Khê giành quyền gây khó dễ đầu tiên, nửa thật nửa đùa nói. Chủ tịch Diệp, chúng ta nghe nói anh thoáng cái đã kiếm được hơn 2.000 vạn tài chính để sửa đường, có số tiền lớn như vậy muốn sửa chữa những con đường này có lẽ không khó khăn gì. Hơn 2.000 vạn, nói thật, chỉ vài nét bút là hết sạch, ví dụ 200 vạn của Cục trưởng Vương Cục Tài chính nói, cái này cũng chưa chính xác, cũng không biết có đến được tay không. Trên thực tế tài chính có thể đến tay nhiều nhất không vượt quá 400 vạn. Mọi người cũng biết, hiện tại Lâm Tuyền đang gặp khó khăn. Vốn kinh tế của thị trấn Lâm Tuyền xếp hàng thứ 3 trong các thị trấn toàn huyện, hiện tại lại thêm xã Khanh Hương gia nhập, có lẽ cứ như vậy tổng hợp chỉ tiêu kinh tế thị trấn thoáng cái đã nhảy đến vị trí thứ 9 toàn huyện, còn không phải Vũ Khê, Nam Khê các anh. Huyện lại đem nhà máy giấy Ngư Dương cục diện rối rắm đẩy cho Lâm Tuyền, ai? Những ngày tháng tới đây của chúng tôi thật khó khăn, còn thảm hơn nhiều vị, năm nay không biết sẽ trôi qua như thế nào. Có lẽ mọi người sẽ nói, trên tay cậu không phải có hơn ngàn vạn sao. Chuyển một chút tới đây là được rồi, tôi chỉ có thể cười khổ lắc đầu, số tiền đó làm sao dám chuyển chứ. Mọi người ở thôn Đập Thiên Thủy có lẽ cũng nghe nói rồi, nếu tôi làm vậy người ở đó còn không lột ra tôi đi. Vốn nhà máy giấy Ngư Dương của huyện cũng đáp ứng đầu tư 200 vạn. Nhưng hiện tại trong huyện cũng khó khăn, 200 vạn đó cũng không biết lúc nào mới có thể có được.
Điều kiện đầu tư của nhà máy người ta là đầu tiên thị trấn Lâm Tuyền chúng ta phải sửa sang lại toàn bộ nhà máy, số tiền này, ai? Diệp Phàm đương nhiên cũng than nghèo kể khổ trước mặt một hai vị lãnh đạo, đừng có cả ngày luyến tiếc mấy trăm vạn trong túi tiền của mình, khiến cho lúc ngủ cũng ngủ không yên giấc. Thấy sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, Diệp Phàm lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, mấy ngày nay chuyên gia về phương diện quy hoạch của thành phố đang ở đây. Tôi sẽ yêu cầu bọn họ xây dựng thiết kế theo bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, cho dù tạm thời chưa có cách nào xây dựng kế hoạch này, đợi sau này có tiền rồi có thể áp dụng cũng được có phải không? Nói thật, quy hoạch này cũng cần tiêu tiều, không có mười mấy vạn có lẽ không làm được. Món tiền này tôi không cũng không hỏi các vị chủ tịch, bí thư thị trấn. Xem như là thị trấn Lâm Tuyền ủng hộ các thị trấn anh em. Diệp Phàm nói một câu bổ sung như vậy, sắc mặt của mọi người lại càng cổ quái. Trong lòng lẩm bẩm nói. Không có tiền sửa chữa thì quy hoạch làm cái dám gì. Cũng không thể để các ông mày ngày ngày ngây người cay mũi nhìn bản kế hoạch này. Nhìn người Lâm Tuyền của cậu ngồi trên xe chạy trên đường quốc lộ giải nhựa rộng 10 mét, ông mày ngày ngày chạy trên đường quốc lộ đá vụn đau đến gãy lưng, nát mông. Mẹ nó, chuyện này nhất định không được. Sắc mặt Tống Ninh Giang có chút khó coi, cảm thấy Diệp Phàm thật không nể nang gì cả, nhưng y vẫn cố gắng khắc chế. Hỏi. Ý tứ của Chủ tịch Diệp là yêu cầu chúng tôi bỏ ra chút tiền. Nói ra thật ra cũng có thể, thị trấn Lâm Tuyền cũng khó khăn, bỏ ra một chút cũng không sao. Lấy thị trấn Giác Lâm chúng tôi mà nói, muốn khai thông tới xã Khanh Hương còn cần 10 dặm đường, không biết cần thị trấn chúng tôi bỏ ra bao nhiêu. Chuyện này cũng hơi phức tạp, nếu là đường quốc lộ nhỏ trước kia thì dễ làm, nếu khai thông toàn bộ thì phiền phức nhiều hơn. Hơn nữa còn có quan hệ với bùn đất núi đá, đường núi đá so với đường bùn đất tốn nhiều tiền hơn. Xã Khanh Hương và thị trấn Giác Lâm hình như không tương thông. Nếu khai thông toàn bộ thì tiền công bỏ ra tương đối nhiều. Như vậy đi bí thư Tống, anh cũng là lãnh đạo cũ của tôi. Đoạn đường đó nhiều nhất khoảng 7.000 mét, 1.000 mét đoán chừng có 30 vạn là được rồi. 7.000 mét thì cần 250 vạn, Lâm Tuyền chúng tôi bỏ ra 130 vạn. Thị trấn Giác Lâm các anh bỏ ra 120 vạn, thế nào hả? Đương nhiên, yêu cầu thị trấn Giác Lâm phải kêu gọi nhân dân thị trấn hai bên đường bỏ ra chút sức lực. Sức lực này trên thực tế chính là chỉ lúc sửa đường thì thôn dân hai bên đường phải bỏ công, công sức này không có tiền công để trả, chỉ có cơm và nước trà. Bình thường mà nói một ngày có khoảng một bao thuốc, đây cũng là cách duy nhất, thông thường thôn dân hai bên đường có đường tốt để đi đều sẽ ủng hộ. Bỏ sức lao động không thành vấn đề, chính là 120 vạn đó thì có chút phiền phức cổ. Phải biết rằng thu nhập tài chính một năm của thị trấn Giác Lâm chúng tôi cũng chỉ gần 100 vạn. Trên thực tế còn không đến 100 vạn, cậu thoáng cái yêu cầu lấy ra 120 vạn, đây là tiền khẩu phần của cán bộ công nhân viên chức toàn bộ thị trấn, cũng không thể để tất cả nhân dân toàn thị trấn phải uống gió Tây Bắc. Chuyện này, ai? Tống Ninh Giang vừa nói vừa khẽ lắc đầu thở dài. Y thật ra không trách Diệp Phàm, vì người ta đã ủng hộ 130 vạn, bỏ ra phần lớn. Chuyện này cũng hoàn toàn thể hiện được tình cảm thị trấn anh em. Tống Ninh Giang cũng biết Diệp Phàm vì nể mình từng là lãnh đạo cũ của cậu ta cho nên mới chịu bỏ ra 130 vạn. Nhưng trong lòng không có chút cảm giác vui sướng nào, ngược lại cảm thấy trên người khó chịu như có tảng đá nặng trình trịch đè lên. Nếu 120 vạn mà mình cũng không bỏ ra được. Chuyện này truyền về bên thị trấn Lâm Tuyền còn không bị nhân dân thị trấn cười cho thối mũi, còn gì là thể diện bí thư của mình. Phải biết rằng Chủ tịch Diệp có mị lực rất lớn, 2.000 vạn cũng có thể kiếm được. So sánh hai người với nhau, Tống Ninh Giang cảm thấy nếu như mình không bỏ ra được 120 vạn, có lẽ quay về không cách nào ăn nói với nhân dân toàn thị trấn. Tống Ninh Giang lúc này trái lại có chút trách cứ Diệp Phàm. Trong lòng thầm mắng, khoe khoang gì chứ? Làm, đại quy hoạch Lâm Tuyền, gì đấy? Đây không phải là cậu ép tôi đưa tiền sao? Không đưa không được, chính là không biểu hiện bản lĩnh. Tôi phải tiếp tục bí thư thế nào chứ? Mấy vạn nhân khẩu của khắp thị trấn đều nhìn chằm chằm phía bên xã Khanh Hương hiện tại rồi. Diệp Phàm vô tình lại bị người ta ghen ghét, cậu ta vì mọi người mà làm chuyện tốt, bỏ ra số tiền lớn hơn 100 vạn, kết quả thế nào chứ? Không kiếm được ích lợi gì còn bị người ta thầm ghen ghét. Chuyện này làm sao Diệp Phàm có thể nghĩ tới, làm người chính là khó khăn như vậy. Cho nên bây giờ có cán bộ dứt khoát không muốn làm việc. Làm hỏng chuyện thì bị lãnh đạo phê bình,
làm chuyện tốt thì trái lại bị người ta ganh ghét, tốt nhất là không làm, được chăng hay chớ. Cứ như vậy cũng không có chuyện tốt cũng không có chuyện xấu. Bình thường như vậy, nếu sau lưng có chỗ dựa thì đồng dạng cũng thăng quan. Đây chính là điều mà người trong quan trường hay nói, chỉ cần làm việc thì sẽ có sai lầm. Cũng chính là duyên cớ gió nhẹ thổi. Buổi tối, trong Trung Húc Thánh Quân của Quỷ Anh Than, Diệp Phàm cẩn thận đổ một viên Lôi Âm Cửu Long Hoàn, mà người quốc thuật xem là bảo vật từ trong bình ngọc ra. Đầu tiên chia ra một nửa kêu Tề Thiên dùng, muốn quan sát một chút dược lực như thế nào. Nếu dược lực quá mạnh, đánh sâu vào kinh mạch Tề Thiên quá mức mãnh liệt chỉ sợ trái lại sẽ chịu tổn thương. Cho nên viên thuốc này dưới tình huống không có thí nghiệm lâm sàng kỳ thực Tề Thiên chính là con chuột bạch xui xẻo. Diệp Phàm lựa chọn phương pháp tiến dần, quan sát hiệu quả từng bước rồi mới gia tăng lượng thuốc. Nhưng Tề Thiên không có chút oán hận nào, gã đồng ý làm chuột bạch vinh quang, sau khi điều tức vững vàng thì dùng nửa viên dược hoàn. Nửa giờ sau dần dần có phản ứng, lúc mới đầu thân thể của Tề Thiên có chút run rẩy. Không lâu sau bắp thịt trên mặt giống như khiêu vũ nổi lên, như làn sóng phập phồng lúc thấp lúc cao. Diệp Phàm vội vàng hành khí, túm lấy cổ tay Tề Thiên lặng lặng thể nghiệm sự biến hóa cơ khí trong kinh mạch Tề Thiên. Cảm giác có chút hiện tượng giống như loạn nhịp. Vội vàng đem khí nội kình ép ra bên miệng, lấy phương pháp hóa âm mê thuật, từ trong miệng tập trung ép về hướng Tề Thiên. Khí ép đan điền, ý thủ bổn tâm, bão quy thủ nhất, vô ngã vô tương. Từng đạo âm nội kình nặng nề giống như tiếng chuông gõ vang bất cứ lúc nào cũng đánh vào trong ý thức của Tề Thiên, khi Tề Thiên khó chịu đến chết lại đạt được sự ủng hộ vô hạn về tinh thần. Khí tức trong lòng bàn tay bên này lấy phương thức bình ổn ép vào trong kinh mạch phía tay Tề Thiên. Thứ này nhìn thế nào cũng không thấy, chỉ có thể nói là cảm giác của Diệp Phàm mà thôi. Cảm giác hình như có từng tia kinh khí chảy ra trong kinh mạch ở tay, dần dần rót vào trong huyệt mạch Tề Thiên rồi tiến vào trong kinh mạch. Đây kỳ thực chính là khí công chân chính, khí nội kinh của Đại sư Quốc Thuật. Nội kinh kỳ thực chính là cơ bắp trong cơ thể, các bộ phận khí trong cơ thể như da rẻ, kinh lạc, phế phủ. Thông qua con đường hành khí tắt mà Quốc Thuật chỉ thị, lại dung nhập vào một số khí tức, khí cơ tự nhiên bên ngoài. Khí tức trải qua khổ luyện tập trung vào trong đan điền. Trải qua 5 tháng áp chế, luyện thuần, đề luyện, bài độc, cuối cùng sau khi thuần hóa hình thành một loại khí tức mắt thường rất khó nhận biết. Loại khí tức này khi sử dụng thông qua vận chuyển kinh lạc của cơ thể, dưới sự khống chế của ý thức não bộ rót vào trong kinh lạc cơ bắp thân thể, tăng cường cường độ bắp thịt da gân của cơ thể. Ở trong TV đã từng nhìn thấy dưới khí nội kình nổi lên ở bụng, có thể mạnh mẽ bị đao kiếm sắc bén chém xuống mà không xảy ra bất cứ chuyện không hay nào. Cũng chính vì nội kình rót vào trong bắp thịt, khiến cường độ bắp thịt trong giây lát rắn chắc hơn bắp thịt bình thường, đã đạt đến mức độ rắn chắc của lá sắt, nhưng lại có tính dai của chất thịt, gọi là khí công. Có chút giống như nguyên lý tăng cường cường độ của quả bóng sau khi bơm khí. Nhưng tu luyện loại quốc thuật này nói ra thì dễ. Làm lại tương đối khó khăn. Vì cơ thể cũng là vật thể sống phức tạp có nhiều biến hóa, hơi không chịu được có khả năng dẫn đến kết quả đáng sợ ra thịt chịu thương tổn, kinh lạc bị phế. Nói đơn giản, cơ thể con người lúc nào cũng biến hóa. Năng lực chịu đựng của con người mấy phút trước và mấy phút sau hơi khác biệt. Cho nên khi sử dụng Lôi Âm Cửu Long Hoàn đột phá khí nội kình cũng phải cực kỳ chú ý, nhất định phải có cao thủ quốc thuật có cấp bậc vượt xa mình ở bên cạnh bất cứ lúc nào cũng chú ý. Trợ giúp, nếu không rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả ác liệt kinh mạch chịu thương tổn đến tàn phế. Vừa qua không giờ, Diệp Phàm đã ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như gà nhúng nước ngồi xếp chân trong đại điện. Trải qua hơn 3 giờ toàn lực chống đỡ, Tề Thiên cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi hành khí một vòng Tề Thiên từ từ mở hai mắt ra. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm như gà nhúng nước của Diệp Phàm, trong lòng vô cùng kích động, cũng không muốn kinh động đến hắn. Chạy ra khỏi ngôi miếu đổ đến một bụi cỏ lau rậm rạp tung quyền đấm cước một phen, nhất thời khiến đất đá bay tán loạn, lá cây tung bay, thanh âm rào rào kích thích khiến một số động vật nhỏ của Quỷ Anh Than phải kinh hoàng bỏ chạy. Cảm giác khí cơ trong cơ thể sau khi trải qua một hồi phát tiết, Tề Thiên quay lại trong miếu, phát hiện Diệp Phàm đã đứng dậy. Tề Thiên không nói nhiều, quỳ nửa gối xuống đất kêu lên. Đại ca ở trên, xin nhận của tam đệ Tề Thiên ba lạy. Ân đức cao dày của đại ca đối với Tề Thiên suốt đời không quên. Từ hôm nay trở đi, Tề Thiên xin được là tùy tùng suốt đời của đại ca. Nếu phạm lời thề, xét đánh không tha.